Kỳ thật những chuyện tương tự trước kia thật đúng là phát sinh qua. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Đã từng có vị đại lão chân thực huyễn tượng là lấy thế giới cực lạc vì mô bản, về sau tại hắn bế quan thời điểm kết giới xảy ra vấn đề, chân thực huyễn tượng tiết lộ. Có phổ thông sinh linh ngộ nhập trong đó, còn tưởng rằng bản thân tiến vào thế giới cực lạc, ở bên trong tận tình hưởng thụ, tại thế giới cực lạc bên trong vượt qua một đoạn khoái hoạt thời gian. Thất phẩm tôn giả thật tốt, da đen vũ nhu tử hai tay chống cằm, lẩm bẩm nói. Chân thực huyễn tượng thật là một cái tiện lợi năng lực, nếu như nàng bản thể nắm giữ cái này tiện lợi năng lực, nhất định sẽ đem đại lượng tinh lực vùi đầu vào khai phát chân thực huyễn tượng bên trên. Cứ như vậy, nàng bản thể nói không chừng liền có thể trở nên điềm đạm nho nhã một số. Chuột hamster hào nhìn qua trước mắt hư ảo thế giới, nhớ tới một vấn đề, lại nói các vị tiền bối. Cái này khổng lồ chân thực huyễn tượng, có tính không là Tống Thư Hàng bản thân chân thực huyễn tượng kinh nghiệm. Cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao cũng là mượn tới chi vật. Sở các chủ ngốc mau nói. Ta ngược lại cảm giác liền xem như mượn tới chi vật, chỉ muốn hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng lời nói, là thuộc về bản thân. Cái này cùng tri thức một dạng, liền xem như người khác nghiên cứu ra được tri thức, chỉ muốn ngươi học xong, liền thành ngươi tự thân một bộ phận. Tâm ma xích tiêu kiếm đáp. Có lẽ hắn thật có thể nhờ vào đó, bổ đủ bản thân nhược điểm. Bia đá đạo hữu nói. Da đen vũ nhu tử ngồi ở Tống Thư Hàng bên cạnh, hâm mộ nhìn qua hắn, thật ghen tị, Tống tiền bối tấn cấp tốc độ quá nhanh. Ghen tị tốt, thân là một đầu tâm ma, ngươi liền muốn học được ghen ghét. Tâm ma xích tiêu kiếm khích lệ nói. Da đen vũ nhu tử. Lại nói, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Các ngươi có hay không cảm thấy Tống Thư Hàng biến soái khí một chút? Lúc này, thông nương đột nhiên lên tiếng nói. Chuột hamster hào rụi rụi con mắt, lắc đầu. Không có cảm giác. Hắn cũng đã gặp Tống Thư Hàng rất nhiều loại tạo hình, chỉ cảm thấy đại thúc khoản Tống Thư Hàng tương đối hợp mắt. Tựa hồ thật đúng là trở nên đẹp trai một chút, nói đúng ra không phải tướng mạo, mà là khí chất hoặc là khí chàng. Sở các chủ ngốc mau nói. Da đen vũ nhu tử nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống tiền bối đẹp trai không? Thật muốn nói nhan trị lời nói, Tống Thư Hàng tại Cửu Châu nhất hào quần hẳn là thuộc về cản trở cấp bậc. Nhưng là, soái cũng không hoàn toàn tương đương nhan trị. Tựa hồ, thật có chút soái khí. Da đen vũ nhu tử nhỏ giọng nói, nàng âm thầm đem trước mắt cái này có chút anh tuấn Tống tiền bối bộ dáng bảo tồn lại. Chờ từ nơi này tiểu thế giới bên trong sau khi rời khỏi đây, cùng bản thể ở giữa viễn trình liên hệ khôi phục, nàng muốn đem một màn này hình ảnh truyền lại cho bản thể. Ta vẫn là cảm giác phổ thông điểm Tống Thư Hàng tương đối tốt, nếu là hắn trở nên đẹp trai, ta ngược lại cảm giác không thích ứng. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Lại nói, các ngươi có cảm giác hay không, bá Tống đạo hữu hiện tại khí chất, có điểm giống tán tài vương tọa sau vị kia tam nhãn chúa tể. Lúc này, bia đá đạo hữu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Chúng vật trang sức sững sờ, sau đó lại lần quan sát tỉ mỉ Tống Thư Hàng. Thật là có tam nhãn chúa tể hương vị, tâm ma xích tiêu kiếm xác định nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng mi tâm thứ ba thần nhãn mở ra. Kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí hắn, ngẩng đầu nhìn về phía chân thực huyễn tượng hư không. Tựa như là sinh ra cảm ứng, trong hư không đồng dạng có một đầu to lớn vô cùng con mắt hiển hiện. Cái kia con mắt thật to cùng Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn sinh ra cộng minh. Tống cổ thần tạo hóa tiên tử đột nhiên toát ra, mở miệng hát nói. Tống Thư Hàng, cổ thần. Chân thực huyễn tượng thế giới bên trong, theo trên bầu trời cái kia to lớn thần nhãn hiển hiện. Cả cái tiểu thế giới sinh linh xa vào đến trong khủng hoảng. Bọn hắn tựa hồ chưa từng có gặp gỡ qua loại tình huống này. Là nội dung cốt truyện, lúc này, sở các chủ phản liền tới. Đây là Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng một đoạn nội dung cốt truyện, tự cùng nàng chân thực huyễn tượng bên trong cái kia một đoạn bích thủy các bị hủy một dạng, là một đoạn đã từng phát sinh qua nội dung cốt truyện, tại chân thực huyễn tượng bên trong tái diễn. Cắt cắt, trên bầu trời, cái kia to lớn thần nhãn bên trên. Xuất hiện rất nhiều vết rách. Một loại lớn phá diệt khí tức, khuếch tán ra tới. Hiện tại, hư ảo thế giới bên trong phát sinh sự tình, chính là nhân tạo tiểu thế giới đã từng một đoạn kinh lịch. Sở các chủ ngốc mau giải thích nói. Nàng nhấc mau nhìn lấy trên bầu trời cái kia vỡ vụn con mắt. Đây là cái gì tình huống? Thông nương hai tay ôm bản thân hành ngọn, kinh hoàng hỏi trên bầu trời cái này vỡ tan con mắt đồ án, cho nàng mang đến to lớn cảm giác bất an. Liền phảng phất có cái gì trọng yếu vô cùng tồn tại muốn phá diệt,
thế giới đều muốn bắt đầu rung chuyển, mà nàng đem không chỗ tránh né. Đây là thiên đạo biến mất tràng cảnh, chư thiên vạn giới toàn bộ sẽ xuất hiện dạng này hình chiếu. Thậm chí bao gồm một số ẩn bí chi địa. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói, thanh âm có chút đứt quãng coi như nàng là trường sinh giả ngốc mau, tại cái này lớn phá diệt khí tức bên dưới cũng nhận ảnh hưởng. Trên bầu trời hình chiếu đi ra con mắt, chính là cái kia sắp phá diệt thiên đạo biểu tượng cũng chính là tam nhãn chúa tể đối ứng thiên đạo. Thiên đạo biến mất, thiên đạo pháp tắc băng tán, bất hủ vương tọa trống chỗ ra, chư thiên vạn giới cường giả chí tôn cùng ẩn thế trường sinh giả nhóm đem nhau nhau hiện thế, đạp vào sân khấu. Kết hợp thư hàng trên người bây giờ đột nhiên hiển hiện tam nhãn chúa tể xoái khí, nói cách khác cái này nhân tạo tiểu thế giới cổ thần, cùng tam nhãn chúa tể đối ứng thiên đạo có quan hệ. Nơi này, là một chỗ thiên đạo di tích, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Rất có thể là năm đó thiên đạo biến mất, dẫn đến tiểu thế giới này cổ thần mất khống chế, hủy diệt chỗ này nhân tạo tiểu thế giới. Bia đá đạo hữu dọc theo tâm ma xích tiêu kiếm mạch suy nghĩ, tiếp tục phỏng đoán xuống dưới. Ngoại trừ tống thư hàng bên ngoài. Gần nhất bia đá đạo hữu cảm giác mình cùng xích tiêu kiếm đạo hữu ở giữa cũng càng ngày càng có ăn ý, tương lai ngày nào đó, nói không chừng hắn có thể cùng xích tiêu kiếm đạo hữu ở giữa triển khai kiếm bia hợp nhất hình thức. Quả nhiên, cùng bia đá đạo hữu, xích tiêu kiếm suy đoán một dạng. Khi bầu trời bên trong con mắt hình chiếu triệt để sau khi vỡ vụn, cổ thần tống thư hàng liền giống như là không kiểm soát một dạng, bắt đầu bạo tẩu. Cả cái nhân tạo tiểu thế giới trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm loại đại tai nạn. To lớn biển động, vô số núi lửa bộc phát, thiên thạch hạ xuống, mặt đất chấn động kịch liệt. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đoạn này nội dung cốt truyện tiến triển phi thường nhanh, có loại xem phim tua nhanh lúc cảm giác. Tại nhân lực không cách nào chống lại trong tai nạn, cả cái trên tiểu thế giới sinh linh gần như diệt tuyệt. Mà liền thế giới ở vào sụp đổ, tuyệt vọng thời điểm, cổ thần tống thư hàng phân liệt. Từ trên người của nó chia ra một cái khác to lớn cá thể. Đó là một cái giống gạo nếp đoàn một dạng vật thể, toàn thân mọc đầy lấy xúc tu, gạo nếp đoàn chính giữa có lấy một đầu con mắt thật to. Cái này gạo nếp đoàn mặc dù tướng mạo tàn bạo, nhưng nó lại là cổ thần trên người đại biểu cho thiện một bộ phận. Hắn bắt đầu ngăn cản bạo tẩu cổ thần, khuyên nó thiện lương, ngăn cản hắn lại hủy diệt cái này nhân tạo tiểu thế giới. Đương nhiên, cuồng bạo mất trí cổ thần, không có khả năng bị tùy tiện thuyết phục. Thế là, gạo nếp đoàn bắt đầu dùng vũ lực thuyết phục cổ thần. Nó xúc tu phi thường mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là từ cổ thần trên người chia ra tới cá thể, sức chiến đấu lại không ở cổ thần phía dưới. Lại thêm hắn tràn đầy trí tuệ, không có mất lý trí. Tại một trận dài đến mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm chiến đấu về sau, gạo nếp đoàn rốt cục đem cổ thần chế phục, đưa nó đánh thành tàn không đành lòng thấy bộ dáng, cuối cùng đưa nó phong ấn tại nhân tạo hạch tâm của thế giới chỗ. Vì đem cổ thần một mực chấn áp, gạo nếp đoàn mượn trên thế giới toàn bộ sinh linh lực lượng, mặc kệ là đã qua đời vẫn là còn sót lại sinh linh, đều tự nguyện hóa thành phong ấn một bộ phận. Chân thực huyễn tượng nội dung cốt truyện tạm thời có một kết thúc. Không có bạo tẩu cổ thần, còn sót lại xuống các sinh linh bắt đầu ở bên trong thế giới nhỏ này một lần nữa sinh cắm dễ sinh tồn. Sinh mệnh có đôi khi chính là như thế kiên cường. Hình tượng này kích thích, so xem phim mang cảm giác nhiều. Thông Nương cảm thán nói. Phim coi như làm lại rất thật, nào có nhìn chân thực hai cái diệt thế cự vật cuồng bạo đại chiến tới ra sức. Vũ Nhu Tử, người có phải hay không phát hiện cái gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Nàng phát hiện từ cái kia gạo nếp đoàn xuất hiện về sau, da đen Vũ Nhu Tử liền một mặt trầm tư. Ta cảm giác đoàn trên người những cái kia xúc tu, nhìn rất quen mắt cực kỳ giống đã từng xuất hiện bất diệt chi chủ xúc tu. Chính là bị tống tiền bối xử lý qua những vật kia. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Sở các chủ ngốc mau. Tâm ma xích tiêu kiếm. Có thể hay không chỉ là trùng hợp, bia đá đạo hữu hỏi. Ta cũng không xác định, chỉ là nhìn qua tương đối giống. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Chân thực huyễn tượng nội dung cốt truyện kết thúc, cả cái hư ảo thế giới tạm thời xa vào đến bình tĩnh trạng thái. Kỳ quái, đã nội dung cốt truyện bên trong là cái kia đoàn xúc tu phong ấn bạo tẩu cổ thần. Vậy bây giờ vì cái gì phong ấn lại biến thành không biết bạch làm chủ thể? Tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Ta chủ chứng đạo thời gian, cùng cái này con mắt thiên đạo có rất dài khoảng cách. Có lẽ là tại ta chủ sau khi chứng đạo, tiểu thế giới này lại xuất hiện ngoài ý muốn, cổ thần lại một lần nữa bạo tẩu. Sau đó ta chủ quá đến, cường hóa tiểu thế giới này phong ấn.
Bia đá đạo hữu phỏng đoán nói. Hắn là tại thiên đạo bạch chứng đạo trước đó, liền bị thú tu giới trường sinh giả Phượng Hoàng Thiên Tử cho mượn đi, an trí tại Gô Thánh Sơn cấm địa, sở dĩ đối thiên đạo bạch chứng đạo về sau phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia hẳn là kế tiếp nội dung cốt truyện, nếu như thư hàng cái này chân thực huyễn tượng một mực tiếp tục kéo dài, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy thiên đạo bạch ra sân nội dung cốt truyện. Sở các chủ ngốc mau suy đoán nói. Nàng vừa dứt lời, bị phong ấn ở hạch tâm bên trong tống thư hàng chậm rãi mở ra ba con mắt. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn chân thực huyễn tượng toàn bộ tiêu tán không thấy. Tê cơ bắp đau quá, tống thư hàng mở miệng kêu lên. Hắn phát hiện mình bị cố định thành bạch hạc lưỡng xí kim kê độc lập tư thế, không thể động đậy. Người bế quan kết thúc, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Hắn liền biết, tống thư hàng bế quan tiếp tục không được quá lâu thời gian. Còn chưa kết thúc, nhưng ở tiếp tục trước khi bế quan, ta muốn làm một việc. Tống thư hàng nói. Da đen vũ nhu tử, chuyện gì? Đem cái này nhân tạo tiểu thế giới chuyển cái ổ. Tống thư hàng cười nói. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa động. Thánh viên luyện giới thần công bị hắn xoa đi ra. Từng cái vây quanh chân long thánh viên hư ảnh hiển hiện, tay trong tay làm thành một vòng. Nơi này là không biết bạch phong ấn bên trong, người thánh viên luyện giới hữu dụng không? Sở ngốc mau hỏi. Không sao, hiện tại ta có cái này quyền hạn. Tống thư hàng vỗ vỗ bụng của mình. Tại hắn 8 cái nguyên anh kim đan chung quanh, có 33 vị không biết bạch lưu cho hắn thái cổ năng lượng. Chờ thế là trong cái thế giới này mở cho hắn đặc cách quyền hạn. Thánh viên luyện giới thi triển ra, tại nhân tạo tiểu thế giới vị trí hạch tâm mở ra một cái lối đi. Đồng thời, Tống thư hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hạch tâm thế giới ở cái này chỗ lối đi mở ra một cái tiếp khẩu. Về sau, tựa như là chân thực huyễn tượng chủ động và số liệu bao cấu kết đồng dạng, tống thư hàng hạch tâm thế giới đồng dạng chủ động cùng cái này nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ bắt đầu cấu kết bắt đầu. Toàn bộ trên tiểu thế giới, liền không có tống thư hàng không thể cấu kết đồ vật. Tống thư hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dọn xong tính tọa tư thế. Các tiền bối, còn có da đen vũ nhu tử, thông nương, hamster hào. Nếu như các ngươi cảm giác lời nhàm chán trước tiên có thể về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần này ta bế quan sẽ thoáng lâu một chút. Tống thư hàng khép lại con ngươi trước, đối trên người chúng vật trang sức lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới đã trải qua mở ra, mọi người có thể tùy thời trở về. Không vội, dù sao hạch tâm thế giới cửa vào ngay tại đỉnh đầu, chúng ta muốn trở về tùy thời đều thành. Tâm ma xích tiêu kiếm đạo mà lại nó dám đánh cược tống thư hàng lâu một chút bế quan nhiều nhất 3 ngày 2 đêm. Không thể lại nhiều, nhiều nó sợ tống thư hàng kiêu ngạo. Điệp tống bạch hóa hoàng, quái lệ lục đậu phượng, da đen vũ nhu tử yếu ớt phản bác, tên của nàng không phải da đen vũ nhu tử A, gần nhất các vị tiền bối cùng mọi người muốn quên mất tên thật của nàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ bế quan, gần nhất ta nghĩ lẳng lặng. Hamster hào đạo lưu tại nơi này, nhìn bá tống hào lúc nào cũng có thể bạo tạc tiết mục, nhưng so sánh về hạch tâm thế giới thú vị được nhiều. Cái kia mọi người tùy ý. Tống thư hàng phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa tiến vào bế quan hình thức. Chân thực huyễn tượng lần nữa triển khai, bất quá lần này chân thực huyễn tượng vẻn vẹn bao trùm tống thư hàng quanh thân 1 mét phạm vi. Một lát sau, trên quỹ đạo không biết bạch số 31 pho tượng đột nhiên vỡ ra, số 31 tóc dài xoái khí hất lên, từ trong pho tượng bước ra, đạp trên yêu nhã bộ pháp đi vào tống thư hàng bên người. Sở ngốc mau cùng tâm ma xích tiêu kiếm. Bia đá đạo hữu có chút cảnh giác nhìn về phía không biết bạch. Không hổ là ta chủ mô bản, thật đẹp. Hamster danh xưng khen, nó tại ca ngợi số 31 đồng thời, còn không quên mang lên bạch. Ta cũng muốn lưu như thế tóc dài, thông nương chân thành nói. Lưu tóc dài thông nương, ngọn hành sẽ tốt hơn ăn sao. Da đen vũ nhu tử trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy, bất quá nàng không thể nói ra, sợ đâm thấu thông nương trái tim. Không biết bạch số 31 đi vào tống thư hàng phía sau người, lần nữa đưa tay đem ngồi xếp bằng tống thư hàng kéo lên thân thể của hắn cùng hai tay trực tiếp xuyên thấu qua chân thực huyễn tượng, tiếp xúc đến tống thư hàng thân thể. Bế quan bên trong tống thư hàng liền như là con rối đồng dạng mặc hắn bài bố, không có chút nào sức chống cự. Tại không biết bạch số 31 một đợt thao tác bên dưới, tống thư hàng lần nữa bày ra hí tinh mã chuyên môn tư thế. Sở ngốc mau. Tâm ma xích tiêu kiếm. Không biết bạch số 31 vây lấy dương cánh bay cao, chân sau độc lập tống thư hàng dạo qua một vòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó,
hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong hư không, có thật nhiều điểm sáng hiển hiện, xuyên thấu qua phong ấn quỹ đạo vòng, bắt đầu từng cái vùi đầu vào Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng bên trong. Những điểm sáng này, là nhân tạo trên tiểu thế giới sinh linh, bao quát trí tuệ cự nhân. Mang đi những điểm sáng này, lại thêm Tống Thư Hàng trong đầu cái kia hoàn chỉnh số liệu bao, liền đem toàn bộ tiểu thế giới văn minh đều giao tại Tống Thư Hàng trong tay. Thế giới này tất cả đi qua, liền giao cho ngươi. Không biết Bạch mỉm cười. Từ giờ trở đi, chỗ này nhân tạo tiểu thế giới đem dần dần biến mất, cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Nó từng tại trên thế giới lưu lại qua vết tích, chính là cái kia to lớn số liệu bao. Cái này hoàn chỉnh đi qua, bị không biết Bạch phó thác cho Tống Thư Hàng. Cả người tạo trên tiểu thế giới hết thảy lâm vào vô hạn luân hồi cự nhân, trên thực tế đã sớm chỉ còn lại số liệu, tại thời kỳ viễn cổ liền đã không còn tồn tại. Sau đó, không biết Bạch số 31 quay người trở về đến trên quỹ đạo, một lần nữa hóa thành một pho tượng. Ngày kế tiếp, tâm ma xích tiêu kiếm hí hư nói, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tống Thư Hàng nghiêm túc bế quan cả ngày, ta lại có chút cảm khái. Xem ra hắn còn có thể lại bế quan một chút thời gian. Bình thường đến nói, khi lấy được cả một cái nhân tạo thế giới đại kỳ ngộ về sau, bế quan cái mấy năm thậm chí vài chục năm nay tiêu hóa thu hoạch, đều là rất bình thường. Bia đá đạo hữu nói. Bia đá đạo hữu hiện tại lời cũng không dám nói đầy đại suất bi thủ cảnh cáo. Ta Cực Thư Hàng nhiều nhất lại bế quan cái hai ngày, quá tam ba bận, hắn tuyệt đối không có khả năng bế quan vượt qua ba ngày thời gian. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Da đen vũ nhu tử, vì cái gì thứ gì đều có thể bất quá ba. Ba thật là một cái rất kỳ diệu số lượng. Ta cực mình lần này có thể bế quan một tháng. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tâm ma xích tiêu kiếm. Nó thay đổi chuôi kiếm về sau xem xét, liền nhìn thấy Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu, chứng trạc đàng hoàng đang giảng lấy chuyện hoang đường. Thư Hàng A, chuyện hoang đường thứ này muốn đang ngủ thời điểm đi nói. Tâm ma xích tiêu kiếm thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi chí ít có thể chống đỡ ba ngày hai đêm. Kết quả ngươi liền chống một ngày, liền chơi nguyên thần xuất khiếu trò xiếc. Lần này lại có cái gì thao tác? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Lần này ta cần thừa dịp nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ bị ta triệt để hấp thu trước đó, tiến về hiện thế một chuyến. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau, lý do đâu? Bởi vì chúng ta muốn đi đối béo cầu đại lão tiểu hào phân thân Bạch tiền bối cái kia một quẻ bên trong sách đến có thể đối phó béo cầu đại lão tiểu hào phân thân thủ đoạn, ngay tại dưới chân của chúng ta. Tống Thư Hàng nguyên thần chỉ dưới chân phong ấn. Cái này phong ấn, tập 33 vị không biết Bạch chi lực, trực tiếp có thể đem béo cầu đại lão tiểu hào phân thân phong ấn thành chứng. Cho nên, phải thừa dịp lấy nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ còn không có bị triệt để hấp thu trước đó, đi tiếp xúc béo cầu đại lão tiểu hào phân thân. Nhục thể của ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này, cho nên chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu đi hấp dẫn béo cầu đại lão tiểu hào. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, hai bộ 33 thú bản mệnh pháp khí bay ra, bảo vệ Tống Thư Hàng nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu đi đối mặt cửu u chúa tể, không khỏi quá nguy hiểm. Bia đá đạo hữu nhẹ nhàng vọt lên, mang ta lên đi. Ta từ bản thể cái kia nạp đầy điện, có thể giúp ngươi một tay. Sở các chủ ngốc mau dứt lời. Cấy ghép đến Tống Thư Hàng nguyên thần trên đầu sở các chủ ngốc mao loại này cấy ghép thủ đoạn thực sự là rụng tóc người bệnh tin mừng. Thông qua hạch tâm thế giới làm ván nhảy, Tống Thư Hàng nguyên thần lấy một viên thánh ấn đao gỗ vì tọa độ, trực tiếp xuất hiện tại hiện thế trong vũ trụ. Sau đó, liền chờ béo cầu đại lão phân thân tiểu hào đột kích. Tống Thư Hàng tin tưởng, lấy béo cầu đại lão kiên nhẫn, phân thân của nó tiểu hào khẳng định nại ở tịch mịch. Hắn tại nhân tạo tiểu thế giới mấy ngày thời gian bên trong, béo cầu đại lão tiểu hào khẳng định một mực tại xem bói khóa chặt hắn vị trí. Tống Thư Hàng tin tưởng mình đối béo cầu đại lão lực hấp dẫn. Sở ngốc mau, bia đá đạo hữu cũng đều làm tốt chống cự béo cầu đại lão phân thân tiểu hào xung kích chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ. Béo cầu đại lão, lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ, ta đối béo cầu đại lão đã không có lực hấp dẫn? Lâu như vậy, béo cầu đại lão tiểu hào phân thân vì cái gì còn không qua đây? Tống Thư Hàng nguyên thần lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta đối béo cầu đại lão không có lực hấp dẫn? Không có khả năng a, trên người ta có béo cầu đại lão muốn đổ vật. Chờ chút, là cái gì đồ chơi tới? Béo cầu đại lão trước đó truy ta đầy vũ trụ chạy,
là nghĩ từ trên người ta đạt được cái gì đồ chơi tới. Tống Thư Hàng nguyên thần sờ lên đầu, không nhớ gì cả. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đối béo cầu đại lão nhiều lần như vậy, hố nó nhiều lần như vậy, còn cướp đi hắn thiên đạo di thuế cầu. Vô luận như thế nào, đối phương đều không có lý do bỏ qua hắn. Không có khả năng bởi vì chỉ là mấy ngày thời gian, liền đem hắn để qua một bên. Tống Thư Hàng đối với mình hút cừu hận thể chất phi thường có tự tin. Trừ phi, béo cầu đại lão bên kia xảy ra ngoài ý muốn. Tỷ như, nó tại hiện thế phân thân, rốt cục bị bạch tiền bối o giải quyết. Thế là Tống Thư Hàng nhanh chóng mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, liên hệ bạch tiền bối o, bạch tiền bối, béo cầu đại lão tại hiện thế phân thân bị ngươi xử lý sao? Nào có dễ dàng như vậy, béo cầu cũng là cửu u chúa tể, còn kém mấy hơi thở, ta hình chiếu phân thân nghĩ đối bạo nó còn muốn chút thời gian. Ngươi từ tiểu thế giới kia ra rồi, bạch tiền bối o trả lời. Còn không có, bản thể của ta còn tại nhân tạo tiểu thế giới bên trong bế quan. Đúng, ta án lấy bạch tiền bối quái toán, thành công đạt được phong ấn béo cầu đại lão tiểu hào phân thân thủ đoạn, hiện tại nguyên thần của ta chạy tới hiện thế. Đang chờ béo cầu đại lão tiểu hào tới tìm ta, ta tốt đưa nó phong ấn thành chứng. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối o. Chư thiên vạn giới, cũng chỉ có Tống Thư Hàng dám như thế nhảy vui sướng đối cửu u chúa tể. Đúng, bạch tiền bối. Lần trước bạch tự động xem bói hệ thống thí nghiệm kỳ đến, ngươi cho ta tục phí một đợt. Tống Thư Hàng thừa cơ hỏi. Bạch o tự động xem bói hệ thống ai dùng người nấy biết, hiệu quả thật tốt. Ha ha. Bạch tiền bối o hồi phục hai chữ. Tống Thư Hàng thân thể không khỏi mở ra 20 hex chấn động tần suất, ta lần trước dùng hủy diệt cự nhân soát điểm sự tình, bị hệ thống phản hồi cho bạch tiền bối o rồi. Tóm lại, béo cầu phân thân chủ thể từ ta đối phó, ta có thể bảo chứng nó sẽ không lại chia ra tiểu phân thân tới. Về phần ngươi bên kia phân thân tiểu hào, chính ngươi giải quyết. Vạn nhất chết, liền cho ta gửi đi cái SOS tín hiệu, ta cho ngươi xử lý chuyển sinh chương trình. Bạch tiền bối o lại trả lời một câu. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc, hắn đang cùng hiện thế bạch cùng một chỗ thí nghiệm tạo thần kế hoạch đã đến mấu chốt khâu. Không chỉ có là hiện thế bạch, cửu u bạch trong lòng đồng dạng có loại cảm giác cấp bách, nhất định phải mau sớm đem tạo thần kế hoạch xong. Kết thúc cùng bạch tiền bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng nhìn lấy mình nguyên thần hai tay. Đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì ta hiện tại là nguyên thần hình thức? Cho nên béo cầu đại lão quái toán bên trong ta là không hoàn chỉnh trạng thái, cho nên nó lười tới tìm ta. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trước đó, hắn chỉ đem hai tay hoặc là nửa cái mình kéo đến hiện thế lúc, đồng dạng không cách nào hấp dẫn đến béo cầu đại lão. Có khả năng, Sở Các Chủ ngốc mau nói. Như vậy, chúng ta liền không thể ở đây làm chờ. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Thời gian của hắn phi thường quý giá. Không có khả năng một mực tại nơi này chờ lấy béo cầu đại lão đến đối hắn. Tiếp theo bước chuẩn bị đi đâu? Bia đá đạo hữu hỏi. Về trước hiện thế, địa cầu, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn chuẩn bị sẽ tại tán tài vương tọa bên trong thắng đến thiên đạo thuốc nhỏ mắt, cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối đổi thành bảo vật. Lại tiếp sau đó chính là thiên hà tô thị niên hội. Hắn nhận được thiếp mời, tự nhiên sẽ tham gia. Đến lúc đó, ấn lấy cùng tam nhãn tiền bối ước định, hắn sẽ đem từ cửu châu nhất hào quần các tiền bối nơi đó đổi lại bảo vật, thông qua tán tài vương tọa nghi thức, tán tài ra ngoài. Thật vất vả tới tay bảo vật, nhưng lại muốn nhịn đau tự tay đưa chúng nó tán tài đối với Tống Thư Hàng loại này một nghèo hai trắng ra hỏa đến nói, không có so đây càng lo lắng sự tình. Cái này cùng chúng 1000 vạn thưởng lớn về sau, lại bị cưỡng chế tính quyên tiền 400-500 vạn đồng dạng, đau lòng đến không thể thở nổi. Nhưng là, ước định chính là ước định. Cái này ước định thế nhưng là khác vào tam nhãn tiền bối cùng hắn đổ ước nghi thức bên trong quy tắc. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, nếu như không tuân thủ ước định lời nói, lần sau đổ ước nghi thức liền không cách nào mở ra. Muốn thắng được càng nhiều, thắng được tốt hơn bảo vật, tán tài là ắt không thể thiếu một vòng. Có thể khẳng định là tán tài cái này khâu đối tam nhãn tiền bối khẳng định có chỗ tốt. Chỉ là không biết đối phương sẽ thu hoạch được cái gì. Tống Thư Hàng nguyên thần thông qua thánh ấn đao gỗ tọa độ, trực tiếp nhảy vọt đến hiện thế. Địa cầu, hoa hạ khu vực. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động nhẹ nhàng lắc lắc, tín hiệu khôi phục. Cảm giác có đoạn thời gian không có thượng tuyến, Tống Thư Hàng điểm mở cửu châu nhất hào quần. Lúc này, quần bên trong y như dĩ vãng địa nhiệt náo. Lần này thiên hà tô thị niên hội làm rất lớn.
Nghe nói ngay cả ẩn thế Tô Thị lão tổ Tô Thị Thằng Kết đều trở về, chủ trì lần này Tô Thị Niên Hội. Tô Thị A Thất càng là thu được rất lớn quyền lực, một hơi đem quần bên trong tất cả thành viên, bao quát A Miêu cùng A Cẩu, A Lang đều mời lên. Quần bên trong hiện tại thảo luận đề, đều vây quanh Thiên Hà Tô Thị Niên Hội, liền cùng lần trước biệt tuyết tiên cơ thực tiền yến đồng dạng náo nhiệt. Các tiền bối, đã lâu không gặp mọi người thân thể còn tốt chứ? Tống Thư Hàng tại quần bên trong phát một đầu tin tức. Chỉ là rất nhanh, hắn phát tin tức liền bị dìm ngập. Tống Thư Hàng, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong hiện tại soát bình phong đồng dạng nói chuyện phiếm tốc độ, để hắn không chen lời vào. Không có cách, chỉ có trực tiếp bên trên chính đề. Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới bên trong lấy ra thiên đạo thuốc nhỏ mắt, đập một tấm hình. Sau đó hắn đem ảnh chụp gửi đi đến quần bên trong, đánh dấu, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Thiên đạo hai chữ mắt. Đối với bất kỳ người tu luyện nào đến nói đều phi thường mẫn cảm. Đặc biệt là hiện giai đoạn. Lần này, quần bên trong tất cả thành viên, ngay lập tức chú ý tới Tống Thư Hàng. Nha, Thư Hàng ngươi đi lên, thiếp mời nhận được A. Tô Thị A Thất hỏi. Cái này đặc mèo là thứ đồ gì? Diệt Phượng công tử hỏi. Thiếp mời đã trải qua thu được mặt khác, thứ này như mọi người thấy, là thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Hàng thật giá thật, Tống Thư Hàng gửi đi tin tức nói. Là bất hủ cái kia thiên tác phẩm, thất tu thánh quân bổ sung cái trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Không phải đương kim tác phẩm, là trước mấy đời bên trong một vị. Ta đến giới thiệu, bảo vật này, chỉ cần một giọt, liền có thể mở ra bản mệnh pháp khí một tia linh trí. Nếu như là giống bạch tiền bối lưu tinh kiếm như thế bản thân liền đã có được linh trí pháp khí, thậm chí khả năng trực tiếp tiến hóa ra khí linh tới. Đồ tốt không rơi ngoại nhân, các tiền bối có cần, giao dịch với ta đi. Tống Thư Hàng trả lời. Dù sao đến lúc đó giao dịch tới đồ vật, đều sẽ dùng tại Thiên Hà Tô Thị Niên hội thượng tán tài. Đến lúc đó, bá Tống, hào phóng, huyền thánh đại danh, đem danh chấn giang hồ. Dược sư, hữu hiệu. Tự mình nghiệm chứng qua, hữu hiệu. Ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bây giờ đã toàn bộ ngưng tụ ra một sợi yếu ớt ý thức. Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục. Hắn che giấu nghịch kình quyền sáo đã sinh ra khí linh tiểu tiên tử sự thật sợ quấn tới các tiền bối tâm linh. Hắn hôm nay, đã biến thành thục, tùy tiện ở giữa không còn đâm người khác tâm. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Hắn trước đó không lâu vừa hẹn xong Tống Thư Hàng năm tới tháng một thời điểm tiến về vũ trụ hóa linh di tích thăm dò, đi thu hoạch có thể làm pháp khí sinh ra yếu ớt ý thức hoặc để pháp khí yếu ớt ý thức đản sinh ra khí linh bảo vật. Không nghĩ tới mới cách nửa tháng. Tống Thư Hàng liền mân mê đến thiên đạo thuốc nhỏ mắt, có được đồng dạng công năng. Tống Thư Hàng gặp Hoàng Sơn tiền bối thượng tuyến, vui vẻ phát cái nói chuyện riêng đi qua, Hoàng Sơn tiền bối, ta cho ngươi gửi một phần thuốc nhỏ mắt. Chờ năm tới chúng ta thăm dò hóa linh di tích, nếu là thu hoạch được đến bảo vật, liền có thể một hơi làm bản mệnh pháp khí đản sinh ra khí linh đến. Thiên đạo thuốc nhỏ mắt thúc đẩy sinh trưởng ra pháp khí yếu ớt ý thức. Sau đó hóa linh trong di tích bảo vật làm yếu ớt ý thức tiến hóa thành khí linh, ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Thỏa Hoàng Sơn tiền bối trả lời. Chỉ hy vọng Tống Thư Hàng tiểu hữu thiên đạo thuốc nhỏ mắt không sẽ cùng hóa linh di tích bên trong bảo vật hiệu quả trùng điệp. Nghĩ nghĩ về sau, Hoàng Sơn tôn giả hồi phục Tống Thư Hàng nói, chúng ta trước chờ năm tới tháng một từ hóa linh di tích bên trong đem cái kia có thể làm pháp khí tiến hóa pháp vật mang ra, để pháp khí một lần tiến hóa. Sau đó lại dùng thuốc nhỏ mắt làm pháp khí hai lần tiến hóa. Dạng này trình tự thỏa đáng nhất. Thuốc nhỏ mắt là thiên đạo tạo vật, hiệu quả khẳng định phải mạnh hơn hóa linh di tích bên trong bảo vật. Cứ như vậy, liền có thể mức độ lớn nhất tránh cho hiệu quả trùng điệp. Tống Thư Hàng rất nhanh liền minh bạch Hoàng Sơn tiền bối lời nói bên trong ý tứ, Phũ Nhu Tử Lệ rơi đầy mặt biểu lộ tiền bối, ta đã dùng thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Đừng hoảng hốt, hiệu quả trùng điệp cũng chỉ là ta một cái suy đoán. Cũng không nhất định thật sự sẽ phát sinh. Hoàng Sơn tôn giả trấn an nói, người trước cùng quần bên trong đạo hữu hoàn thành giao dịch, ta bên này liên hệ Lý Đạo Quân, nhìn xem có thể hay không đem kế hoạch sớm điểm tiến về hóa linh di tích. Hoàng Sơn tiền bối vô luận từ lúc nào, đều vô cùng đáng tin. Tống Thư Hàng huy động điện thoại giới diện, hoán đổi đến Cửu Châu Nhất Hào Quần nói chuyện phiếm giới diện. Thất Tu Thánh Quân lên tiếng hỏi, cái này thuốc nhỏ mắt phi thường chân quý. Thư Hàng ngươi chuẩn bị dùng hắn đổi bảo vật gì? Nếu là thiên đạo tạo vật, vậy liền khả năng ẩn chứa thiên đạo tin tức. Thất Tu đã từng chấp trưởng qua cửu tu Phượng Hoàng Đao,
biết rõ ẩn chứa thiên đạo tin tức vật phẩm sẽ có nhiều chân quý. Để bản mệnh pháp khí sinh ra ý thức, tiến hóa làm khí linh cũng chỉ là nó bổ sung tác dụng, nó chân thực tác dụng. Ân, dùng để thoải mái thiên đạo con mắt. Lệ Chi tiên tử, Thư Hàng ngươi muốn thứ gì? Ngươi bây giờ thiếu cái gì? Diệt Phượng công tử, linh thạch. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về Hưu Đồng bộ hồi phục, linh thạch. Cái này nói lên Thư Hàng tiểu hữu thiếu khuyết cái gì, vậy khẳng định là linh thạch. Ta nhớ được Thư Hàng bên trên một đợt linh thạch cùng bảo vật, đều bị khắc kim rơi. Diệt Phượng công tử nói bổ sung. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ta cũng hy vọng có thể đổi một món linh thạch. Bởi vì ta thực sự thiếu cái đồ chơi này. Bất quá lần này, ta đổi tới được bảo vật có hắn tác dụng khác. Tống Thư Hàng hồi phục dò hỏi, thứ này bình thường có thể đổi bảo vật gì? Hắn chỉ muốn đến dùng cái này thiên đạo thuốc nhỏ mắt cùng quần bên trong các tiền bối đổi bảo vật, nhưng không nghĩ tới muốn đổi cái gì, đối thị trường cũng không có giải. Đổi linh thạch nhưng thật ra là lựa chọn rất tốt, nhưng vấn đề là tán tài thời điểm chỉ tán linh thạch, quá thấp kém. Loại vật này, bình thường có tiền mà không mua được. Dù sao đối với tại tu sĩ tới nói, khí linh thực sự quá trọng yếu. Thất tu tôn giả lên tiếng nói. Vậy chúng ta định vị hữu nghị giá, đừng tiện nghi ngoại nhân. Tống Thư Hàng vui a nói, ta chuẩn bị dùng thuốc nhỏ mắt đổi một nhóm bảo vật, sau đó mở một lần tán tài đại hội, mọi người đều biết. Tán tài vương tọa bây giờ đang trong tay của ta. Thì ra là thế, thất tu thánh quân bọn người lập tức hiểu rõ ra. Tống Thư Hàng tiểu hữu thuốc nhỏ mắt, bắt đầu từ tán tài vương tọa bên trong thu hoạch được. Đến lúc đó tán tài thời điểm, ta chọn một cái tất cả tiền bối đều ở đây thời gian tranh thủ đem phúc lợi lưu cho đại gia. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Lệ Chi tiên tử, nếu như nói tất cả mọi người ở đây thời gian, Tô Thị Niên hội. Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ. Tống Thư Hàng, Lệ Chi tiên tử ngươi vì cái gì lập tức liền đoán được, ta còn chuẩn bị cho đại gia một kinh hỉ tới. Có mặt bài, Dược Sư Vui A nói. Thiên Hà Tô Thị Niên hội, Tống Thư Hàng trực tiếp mở ra tán tài vương tọa, bá tống mặt bài liền tới. Thì ra là thế, ta hiểu được, nếu như là tán tài vương tọa nghi thức, cái kia mặc kệ là nhất phẩm bảo vật vẫn là thất, bát phẩm bảo vật đều sẽ dùng. Sở dĩ đại gia tận lực xuất thủ, trong tay có thích hợp bảo vật, liền lấy ra đến cùng Thư Hàng giao dịch đi. Ta cùng Linh Điệp đạo hữu, phân thức tử tiên tử có thể kiếm ra một nhóm thất phẩm cùng bát phẩm bảo vật. Còn tán tài nghi thức trấn trận bảo vật, Thư Hàng ngươi có thể dùng 2 phần hoặc 3 phần thuốc nhỏ mắt đến thay thế. Dù sao cửu phẩm cấp bảo vật, không quá dễ dàng thu hoạch được. Thất tu thánh quân nói. Ta bên này cũng có một bộ phận lục phẩm cùng thất phẩm tài nguyên có thể dùng đến giao dịch. Hoàng Sơn Tôn giả hiện thân nói. Nói là một bộ phận, nhưng lấy Hoàng Sơn Tôn giả xa xỉ trình độ, số lượng này khẳng định không nhỏ. Ta bên này đồng dạng có thể điều động một nhóm thất, bát phẩm bảo vật. Thất sinh phù phủ chủ lên tiếng nói, hắn đại biểu không chỉ có là bản thân nếu như Tống Thư Hàng trong tay thuốc nhỏ mắt số lượng đầy đủ lời nói, hắn hy vọng có thể đổi nhiều phần thuốc nhỏ mắt lượng. Ta bên này có ngũ phẩm cấp tu sĩ sử dụng phục sinh trận pháp để đó không dùng đi ra, ngoài ra ta lại thêm một nhóm ngũ phẩm, lục phẩm cấp bảo vật góp đủ số đi. Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Ta bên này cũng tích lũy đại lượng 6, thất phẩm vật tư, vừa lúc ở nghĩ đến giải quyết như thế nào. Trăng sáng bao lâu có đạo? Đông Phương Lục tiên tử, quần bên trong đạo hữu nếu như trong tay bảo vật số lượng không đủ, có thể đến nơi này của ta cho mượn một số. Ta gần nhất lại thăng chức. Môn phái trong bảo khố vật tư ta có thể đại lượng điều động. Khá là phiền toái chính là cần thu một vài thủ tục phí cùng lợi tức. Dù sao các nàng ma môn không phải làm sự nghiệp từ thiện, nàng có thể vì quần bên trong đạo hữu làm chính là tại quyền hạn phạm vi bên trong, tận lực tranh thủ đến thấp nhất cho vay lợi tức. Giai điệu tiên cơ vũ nhu tử, đúng rồi Tống tiền bối, người nơi đó có võng tuyến sao? Nếu như có, ta có thể điều động Linh Điệp đảo đưa hàng viên giúp người đưa hàng vị này đưa hàng viên là giá cao từ địa phương khác đảo tới được. Có, là vị kia có thể thuận võng tuyến tới đánh người đưa hàng viên sao? Tống Thư Hàng nói. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Tống tiền bối đã từng tiếp xúc qua bọn hắn đồng loại. Giai điệu tiên cơ Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Linh Điệp đảo bên trên. Vũ Nhu Tử nằm ở trên giường, hai chân nhẹ nhàng bãi động. Trong đầu của nàng đang tại đọc đến da đen Vũ Nhu Tử truyền tới mấy cái hình ảnh màn ảnh. Tống tiền bối, thật sự trở nên đẹp trai rất nhiều. Tống Thư Hàng trở về đến hiện thế địa cầu về sau, da đen Vũ Nhu Tử liền đi theo từ nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ bên trong trở lại hiện thế.
tại cùng bản thể ở giữa liên hệ một lần nữa liền lên về sau, da đen vũ nhu tử liền bắt đầu đem tin tức truyền lại hồi vốn thể. Truyền lại cho bản thể vũ nhu tử cuối cùng mấy cái tống thư hàng màn ảnh, đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ, bằng anh Tuấn góc độ quay chụp mấy cái này trong màn ảnh tống thư hàng trình độ đẹp trai, so trong hiện thực bá tống muốn xoái bên trên hai cái điểm. Trừ cái đó ra, nàng truyền lại trở về trong tin tức, còn bao gồm nàng gần nhất cùng với tống thư hàng lúc kinh lịch, trở thành tống thư hàng vật trang sức sau bị công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử nghiêm ngặt huấn luyện quá trình, cùng về mặt tu luyện một số cảm ngộ. Trong đó trên việc tu luyện cảm ngộ số lượng không ít, dù sao tống thư hàng trên người vật trang sức từng cái mạnh không tưởng nổi, trường sinh giả cấp vật trang sức đều là tiêu phối. Da đen vũ nhu tử chỉ là yên lặng treo ở tống thư hàng cái bóng bên trong, sinh hoạt hàng ngày bên trong đều có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Vũ nhu tử nắm lấy điện thoại, chờ mình, duy trì nằm sấp nằm tư thế, ngón tay trên điện thoại di động không ngừng huy động, rất muốn đi theo tống tiền bối đi mạo hiểm a. Da đen vũ nhu tử truyền tống tới được ký ức, đơn giản quá kích thích. Tống thư hàng gần nhất sinh hoạt y như dĩ vãng phong phú tại nho gia đỗi béo cầu cũng tại thiên phạt bên trong thất thân về sau, hắn lại tiến về thú tu giới Gô Thánh Sơn tranh đoạt thánh viên long lực thần công tổng cương, trong lúc đó còn tiếp xúc đến thiên đạo bạch còn sót lại tiểu thế giới. Trên đường còn dành thời gian cùng tam nhãn tiền bối cực hai ván, lại bị béo cầu đại lão đầy vũ trụ truy sát, hôm nay vừa mới từ nhân tạo tiểu thế giới bên trong đi ra. Những thứ này phong phú kinh lịch, bình thường tu sĩ không có 1-2 năm căn bản kinh lịch không hết. Không nói những cái khác, chỉ là một cái sông thú tu giới Gô Thánh Sơn cấm địa, phổ thông tu sĩ liền sẽ tiêu tốn thời gian 1 năm đi chuẩn bị, tranh thủ ở trong cấm địa thu hoạch được càng lớn ích lợi. Mặc dù vũ nhu tử có thể từ da đen vũ nhu tử nơi đó đồng bộ đến các loại ký ức, nhưng loại cảm giác này và tự mình đi kinh lịch vẫn có khác biệt. Mà lại, da đen vũ nhu tử tính cách cũng quá mềm nhũn. Nếu như là nàng và tống tiền bối cùng đi mạo hiểm lời nói, nàng nhất định sẽ càng sinh động, tăng lên mạo hiểm đặc sắc trình độ. Nghe nói đậu đậu đều muốn bị Hoàng Sơn tiền bối đuổi đi ra, khác lập động phủ. Vậy ta hiện tại cũng là ngũ phẩm cảnh giới, có phải hay không cũng có thể đi phụ cận hải vực mở linh điệp đảo phân đảo. Vũ nhu tử ngồi dậy, một mực nằm sấp bất lợi cho thân thể trưởng thành. Muốn hay không đi cùng cha đề nghị một chút. Nhưng nghĩ nghĩ về sau. Vũ nhu tử ôm hai đầu gối phía bên phải ngã xuống, một mặt tuyệt vọng. Bởi vì nghĩ đến thành lập phân đảo, cũng không phải đi tìm cái đảo nhỏ đào cái động phủ đơn giản như vậy đến lúc đó, nàng cần quản lý trên đảo các loại phát triển, giống cha như thế vì linh điệp đảo đầu nhập rất nhiều tinh lực, nàng cũng cảm giác đầu đau quá. Tính cách của nàng, nhất định nàng không cách nào trở thành một hợp cách đảo chủ. Trên thực tế, nếu như vũ nhu tử muốn thành lập một cái linh điệp đảo phân đảo lời nói, linh điệp tôn giả khẳng định là sẽ đồng ý. Sau đó, vũ nhu tử tương lai mấy năm đều phải ở tại phân đảo bên trên, học tập như thế nào trở thành một vị hợp cách đảo chủ, tiến hành huấn luyện. Nếu như tâm ma không phải da đen liền tốt, vũ nhu tử ôm hai đầu gối, trên giường lăn qua lăn lại. Như thế nàng liền có thể đem tâm ma vũ nhu tử để ở nhà giữ nhà, bản thân thì lặng lẽ đi ra ngoài, lưu lạc thiên nhai. Có biện pháp nào không đem tâm ma nhuộm trắng đâu? Vũ nhu tử lẩm bẩm nói. Không, bởi vì loại kia đen không phải làn da đơn giản như vậy, không có khả năng nhiễm bạch. Lúc này, một cái thanh âm dễ nghe tại vũ nhu tử vang lên bên tai. Vũ nhu tử vừa quay đầu, liền nhìn thấy có cánh cửa không gian tại nàng bên cạnh thân mở ra. Sau đó, cùng nàng giống nhau như đúc chân dài từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Là ngươi a, vũ nhu tử thất vọng nói. Thiên đế từ cánh cửa không gian bên trong chui ra. Kéo ra máy tính cái ghế ngồi xuống, thuần thục liền cùng trở lại chính nàng nhà một dạng. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng đem linh quỷ trả ta? Vũ nhu tử lên tiếng nói. Nàng tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất cùng thiên đế mặt đối mặt trao đổi. Ta bằng bản sự đoạt tới đồ vật, tại sao phải trả lại ngươi đát? Thiên đế ha ha cười nói. Vũ nhu tử. Tức giận a, nếu không phải đánh không lại thiên đế, nàng đã sớm đi lên chùy nàng. Bất quá. Kỳ thật ta có thể thay thế ngươi lưu tại linh điệp đảo một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi có thể lặng lẽ chuồn đi chơi đùa. Thiên đế thon dài hai chân trùng điệp, mỉm cười. Vũ nhu tử thân thể như là con lật đật một dạng ngồi thẳng, nhìn về phía thiên đế, ngươi muốn cái gì? Ta cũng muốn một phần tống tiền bối vừa rồi nhấc lên thuốc nhỏ mắt, bảo vật ta có thể bản thân ra, ngươi chỉ cần hỗ trợ thay ta cùng tống tiền bối đổi một phần là được rồi. Làm trao đổi. Ta thay thế ngươi lưu tại linh điệp đảo một tuần thời gian.
Thiên đế chậm rãi nói. Ngươi nhìn trộm ta nói chuyện phiếm ghi chép. Vũ Nhu Tử ôm lấy điện thoại. Yên tâm, tin tức của ta là từ mặt khác con đường lấy được, ta còn không có nhàm chán đến nhìn trộm điện thoại di động của ngươi nói chuyện phiếm ghi chép cấp độ. Thiên đế kiêu ngạo nói. Vũ Nhu Tử. Đối diện, thiên đế giơ ngón trỏ lên, thế nào, suy tính một chút, dòng dã một tuần thời gian, có thể tạo điều kiện cho ngươi du ngoạn. Ngươi có thể mình và Tống Tiền Bối giao dịch à? Vũ Nhu Tử hỏi ngược lại. Hắn đối với ta có thể cảnh giác, mà lại hắn gần nhất bị Cửu U Chúa Tể chằm chằm vào, ta đi tiếp xúc với hắn lời nói, quá nguy hiểm. Gần nhất ta phải tránh hắn. Thiên đế trả lời. Gần nhất Tống Thư Hàng đối với nàng mà nói, cùng sao chổi không sai biệt lắm, tránh được nên tránh. Vũ Nhu Tử bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Tại nghiêm túc suy nghĩ đồng thời, nàng âm thầm thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, liên hệ Tống Thư Hàng, Tống Tiền Bối, Thiên đế tìm ta, muốn ta hỗ trợ cùng ngươi đổi một phần thuốc nhỏ mắt. Loại chuyện này, nàng cảm giác vẫn là trực tiếp hỏi Tống Thư Hàng bản nhân tương đối tốt. Thiên đế tìm ngươi, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Một lát sau, hắn trả lời, vậy liền đổi đi, gần nhất ta cùng thiên đế quan hệ giữa không lấy trước như vậy cứng, chỉ là giao dịch, theo như nhu cầu không có vấn đề. Vậy ta liền vui sướng hồi phục nàng, Vũ Nhu Tử nheo mắt lại. Kể từ đó, nàng thì có một tuần thời gian có thể lặng lẽ đi ra ngoài. Ta đồng ý, Vũ Nhu Tử hồi phục thiên đế nói. Hợp tác vui vẻ, thân là trung gian thương, ngươi có thể rút thành một số, ta sẽ không ngại. Thiên đế đối Vũ Nhu Tử đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, Vũ Nhu Tử cùng thiên đế nắm tay, hỏi, ngươi tại Linh Điệp đảo lưu 7 ngày, là có chuyện gì? Nàng không tin thiên đế nếu như không có chuyện gì lời nói, sẽ nguyện ý tại Linh Điệp đảo lãng phí 7 ngày thời gian. Đối loại này đại lão cấp nhân vật tới nói, mỗi ngày đều rất chân quý. Hừm, chú lưu tại Linh Điệp đảo cũng coi là đi ngang qua. Ta muốn tại Linh Điệp đảo chờ một vật tới. Thiên đế nhếch miệng lên, về phần rốt cuộc là thứ gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Miễn cho ngươi đem tình báo thuật lại cho Tống Tiền Bối, cho ta quấy rối. Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng linh hoạt từ trên giường nhảy xuống, xoay người từ dưới giường móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong dương hành lý lớn. Sau đó đối thiên đế khoát tay áo nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào nói cho Tống Tiền Bối. Nếu như thiên đế muốn chờ đợi đồ vật trải qua địa phương không phải Linh Điệp đảo lời nói, nàng quay đầu liền sẽ đem cái này tình báo lặng lẽ tiết lộ cho Tống Thư Hàng, sau đó cùng Tống Tiền Bối thật vui vẻ đến gây sự. Dù sao, nàng hiện tại muốn chuồn đi Lưu Lạc Thiên Nhai, muốn đi xa điểm địa phương mạo hiểm. Nàng cũng không muốn vừa chuồn đi, liền lại cùng Tống Tiền Bối chạy về Linh Điệp đảo, tại phụ cận giày vò. Thiên đế nhếch miệng lên, nàng đưa tay cho Vũ Nhu Tử đưa lên một cái hộp nhỏ, nói, đây là ta dùng để cùng Tống Tiền Bối trao đổi thuốc nhỏ mắt bảo vật, người có muốn hay không mở ra trước nhìn xem. Ưa thích lời nói, người có thể từ đó lấy một điểm rút thành. Vũ Nhu Tử, vì cái gì liên xưng hô cũng muốn học ta? Mà lại, vì cái gì một mực muốn cổ vũ ta rút thành? Nàng đưa tay tiếp nhận cái hộp nhỏ này, chứa vào một tấc thu nhỏ túi bên trong, nói, vậy ta đi tìm Tống Tiền Bối, sau đó qua mấy ngày nhượng hắn đem thuốc nhỏ mắt gửi đến Linh Điệp đảo đến, ngươi chú ý ký nhận. Không có vấn đề, ta lại ở chỗ này thay thế ngươi chờ đủ 7 ngày. Ngươi chú ý kịp thời trở về, 7 ngày sau thời gian này, ta liền sẽ rời đi, nhiều một phút cũng sẽ không chờ đát. Thiên đế thuần thục lột ra Vũ Nhu Tử để lên bàn đồ ăn vặt, lấy ra một mảnh nhỏ nhét vào trong miệng, lộ ra hài lòng biểu lộ. Linh Điệp đảo đồ ăn vặt đều là tự chế tinh phẩm, nàng rất ưa thích hoặc có lẽ nói, những thứ này đồ ăn vặt rất phù hợp Vũ Nhu Tử khẩu vị, nàng chiếm cứ linh quỷ thân thể cũng thiên vị loại này khẩu vị. Chiếm cứ lấy linh quỷ thân thể càng lâu về sau, khó tránh khỏi lại nhận một số ảnh hưởng, điểm ấy cũng là không có cách nào sự. Ta sẽ kịp thời trở về, mặt khác một hồi về sau, cha lại phái tiểu điện tới. Tiểu điện là đến hiệp trợ Tống Tiền Bối đưa hàng. Đến lúc đó ngươi để Tống Tiền Bối cho ngươi lưu cái cửa khẩu địa chỉ, để tiểu điện thuận võng tuyến đi qua tìm hắn. Vũ Nhu Tử dặn dò. Hiểu được, yên tâm đi. Thiên đế trả lời, nàng bây giờ, một chút cũng không có viễn cổ thiên đình chi chủ giá thức. Vậy ta trượt a, ngươi chú ý đừng lộ ra chân ngựa. Vũ Nhu Tử đem dương hành lý lớn cũng chứa vào đến một tấc thu nhỏ túi, sau đó lấy ra một đầu cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, khoác lên người, thu liếm khí tức. Tiếp đó, nàng lắc mình biến hóa, thi triển pháp thuật hóa thành một chỉ tiểu xảo thải điệp. Thân là một cái yêu thích mạo hiểm,
chí tại Lưu Lạc Thiên Nhai thiếu nữ, Vũ Nhu Tử có vài chục loại lặng lẽ rời đi Linh Điệp Đảo phương án, từ trước mắt đến xem, những thứ này phương án xác suất thành công không tệ lắm, cũng có thể là Linh Điệp Thánh Quân âm thầm dung túng. Bây giờ đã là ngũ phẩm cảnh giới Vũ Nhu Tử, rời nhà ra đi phương án càng thêm phong phú, hôm nay nàng chuẩn bị thông qua không độn rời đi. Thay ta hướng Tống tiền bối vấn an, Thiên Đế đứng dậy, thay Vũ Nhu Tử mở cửa sổ ra. Vũ Nhu Tử biến thành thải điệp điểm một cái xúc tu, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Thiên Đế ghé vào trên bệ cửa, thuận miệng lại hỏi một câu, người rời đi Linh Điệp Đảo về sau, cái thứ nhất muốn tìm chính là Tống tiền bối sao? Bởi vì Tống tiền bối nơi đó chơi vui hơn, Vũ Nhu Tử biến thành tiểu thải điệp trả lời, sau đó vỗ cánh càng bay càng xa. Thiên Đế một tay chống cằm, nhìn qua Vũ Nhu Tử đi xa. Chỉ đến thải điệp biến mất không thấy gì nữa về sau, Thiên Đế đưa tay, ngón tay xoay chuyển, một đóa hình chiếu hoa sen phù hiện ở tay nàng giữa ngón tay. Nàng cúi đầu nhìn qua hình chiếu hoa sen, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng cười cho Tống Thư Hàng gửi đi một chút năng lượng, phụ lời, Tống tiền bối, đây là hôm nay một điểm năng lượng đát. Một bên khác, Linh Điệp Thánh Quân chính mang theo một đầu lóe ra hồ quang điện tinh linh, hướng Vũ Nhu Tử tu luyện lầu các đi tới. Đi đến một nửa thời điểm, Thánh Quân đột nhiên có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía đông phương vị trí. Hắn âm thầm bố trí một tầng ẩn hình cảm ứng thức kết giới, bị xúc động. Là khuê nữ lại phải lặng lẽ chạy trốn. Không phải vừa để cho ta đem tiểu điện mang cho nàng à, làm sao đột nhiên lại nghĩ đến rời nhà trốn đi. Linh Điệp Thánh Quân nghi ngờ nói. Trong lúc đang suy tư, cách đó không xa truyền đến Vũ Nhu Tử thanh âm, cha, ngươi tới rồi. Chỉ thấy tại chỗ khúc quanh tiểu dược viên bên trong, Vũ Nhu Tử chính ngồi xổm chỉnh lý vài cọng linh thực. À, Vũ Nhu Tử không hề rời đi. Linh Điệp Thánh Quân mặt không đổi sắc, đi vào Vũ Nhu Tử bên người, cười nói, ta đem tiểu điện mang cho ngươi tới, ngươi đang trồng cái gì? Ta nhìn cái này vài cọng linh thực có chút thụ thương, cho nên muốn lấy đưa chúng nó một lần nữa xử lý một chút. Vũ Nhu Tử phủi tay đứng lên, nhìn về phía cái kia hồ quang điện tiểu tinh linh, hì hì cười nói, tạ ơn cha đem tiểu điện cho ta mượn. Linh Điệp Thánh Quân mặt mỉm cười, đem tiểu điện đưa cho nữ nhi. Từ đầu tới đuôi, Linh Điệp tiền bối đều duy trì trấn định. Nhưng trên thực tế, mỗi khi Vũ Nhu Tử gọi hắn một tiếng cha thời điểm, hắn thì có loại không hiểu thấu khiếp đảm cảm giác. Trong lúc mơ hồ, cảm giác mỗi khi Vũ Nhu Tử gọi hắn một tiếng cha lúc, hắn liền sẽ giảm thọ rất nhiều. Nhưng hắn lại có thể xác định, trước mắt Vũ Nhu Tử chính là nữ nhi của hắn. Điểm ấy hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất tu luyện, chỉ muốn ngươi không lười biếng, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi tham gia Thiên Hà Tô Thị Niên Hội. Linh Điệp Thánh Quân nói khẽ. Ta mấy ngày nay tu luyện có thể chăm chỉ. Vũ Nhu Tử thè lưỡi, nói. Nhìn thấy y như dĩ vãng khả ái nữ nhi, Linh Điệp Thánh Quân yên tâm không ít. Đã ngươi như thế có tự tin, vậy ngày mai ta tới kiểm tra ngươi tu luyện kết quả. Nếu như ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta, Thiên Hà Tô Thị Niên Hội về sau, ta cho phép ngươi dừng lại lâu mấy ngày. Linh Điệp Thánh Quân hai tay thả lỏng phía sau, duy trì lấy bản thân phụ thân uy nghiêm. Tạ ơn cha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Vũ Nhu Tử tự tin nói. Linh Điệp Thánh Quân nhẹ gật đầu, đem tiểu điện lưu lại về sau, quay người nện bước không nhanh không chậm bước chân, vững vàng rời đi. Không ổn, hôm nay có chút kỳ quái. Nếu như lại để cho Vũ Nhu Tử gọi vài tiếng cha, hắn liền phải cùng Hoàng Sơn đạo hữu cùng một chỗ ăn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Thiên Đế nhếch miệng lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trên bờ vai tiểu điện, nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp Tống tiền bối. Đưa tiểu điện đi gặp Tống tiền bối phương pháp rất đơn giản. Thứ nhất bước, mở tiểu truyền tống môn. Bước thứ hai, đem tiểu điện nhét vào. Bước thứ ba, đem truyền tống môn đóng lại. Hoa Hạ Giang Nam Đại học thành dược sư lầu nhỏ. Tống Thư Hàng nguyên thần sau khi trở về, đang tại quản lý một cái đại khoái đưa đây là vài ngày trước Hoàng Sơn tiền bối gửi cho hắn cự hình hậu cần. Bên trong đầy nói chuyện phiếm thủy quần dùng khôi lỗi phân thân. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh hắn mở một cái truyền tống môn. Một đầu toàn thân tràn đầy thiểm điện, thất kinh tinh linh bị nhét vào trong ngực hắn. Ba ba ba, điện quang lấp lóe. Cường đại dòng điện rơi từ nơi này chỉ chịu kinh hãi tinh linh trên người nổ trở đi. Đem Tống Thư Hàng bên ngoài thân tiểu mao mao nổ đến dựng thẳng lên dòng điện cấp bậc quá thấp, cũng chỉ có thể nổ tiểu mao. Tỉnh táo, tiểu gia hỏa đừng sợ,
Tống Thư Hàng nguyên thần đại thủ xoa ở cái này toàn thân tỏa điện tiểu tinh linh, an ủi nếu như đổi bản thể hắn tới được lời nói, điểm ấy dòng điện lượng, liền tiểu mau mau đều nổ không dậy nổi. Nguyên thần tại cường độ bên trên chung quy muốn so nhục thân kém một chút. Tại hắn an ủi bên dưới, cái này tiểu tinh linh chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngươi chính là tiểu điện A, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Mặc dù không phải thuận võng tuyến bỏ qua tới, nhưng nhìn thấy vừa rồi cổng không gian cùng cái kia trắng noãn cánh tay, sẽ liên lạc lại đến Vũ Nhu Tử trước đó nói chuyện riêng hắn lúc nâng lên thiên đế sự, Tống Thư Hàng còn kém không nhiều đoán ra xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, bá Tống tiền bối, ta là tiểu điện. Cái này tiểu tinh linh lên tiếng trả lời, hắn con người buông xuống, tránh đi bá Tống huyền thánh ánh mắt. Tại Vũ Nhu Tử đột nhiên mở ra cổng không gian đưa nó nhét vào lúc đến, hắn bị hù dọa dù sao không gian lực lượng là cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn, mà linh điệp đảo Vũ Nhu Tử tiên tử căn bản không có cửu phẩm cảnh giới. Đáng thương tiểu tinh linh kém chút cho là mình muốn bị diệt khẩu. Cùng ta đi lên lần nhìn thấy đưa hàng tiểu ca có chút khác nhau a. Tống Thư Hàng nói, lần trước bán tiên toa phục vụ cho hắn phối đưa hàng viên là một đầu hình người dòng điện sinh vật, mà Vũ Nhu Tử phái tới tiểu điện thì là chỉ sủng vật hình tinh linh. Vì cái gì tiểu điện là thông qua cổng không gian tới được? Da đen Vũ Nhu Tử xông ra, nghi ngờ nói. Là thiên đế đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên có điện tiểu tinh linh, tiểu điện, đón lấy đến một đoạn thời gian, đến vất vả ngươi. Chờ ta cùng các tiền bối giao dịch hoàn thành về sau, ta sẽ từ đó chọn lựa thích hợp ngươi bảo vật, xem như vất vả phí. Tạ ơn bá Tống tiền bối, tiểu điện khẽ gật đầu bá Tống huyền thánh, tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Đặc biệt là vừa rồi, bá Tống huyền thánh trực tiếp lấy tay vuốt ve tạc lôi trạng thái bên trong hắn, cho hắn an ủi, sở dĩ độ thiện cảm lập tức liền soát đi lên. Ta bên này đang cùng quần bên trong các tiền bối thẩm tra đối chiếu địa chỉ. Một hồi về sau, liền phải làm phiền ngươi bắt đầu đưa hàng, về thời gian có chút gấp gáp, có thể sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bao trên người ta đi, bá Tống tiền bối. Tiểu tinh linh dùng sức vỗ ngực. Tống Thư Hàng gật đầu cười, hướng sau lưng nhìn lại. Tại sau lưng, có bao nhiêu máy tính lúc này, trước mỗi máy vi tính đều ngồi một cái Tống Thư Hàng. Những thứ này chính là Hoàng Sơn tiền bối cho Tống Thư Hàng đưa tới khôi lỗi phân thân, chỉ cần quán nhập một điểm tinh thần lực tiến hành kích hoạt, những khôi lỗi này liền có thể hóa thành Tống Thư Hàng thủy quần phân thân. Lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ cùng tinh thần lực, chỉ cần lưu lại tinh thần lực hạt giống về sau, liền có thể đồng thời điều khiển nhóm này khôi lỗi. Tống Thư Hàng tinh thần lực phi thường cường đại, mỗi một hồi thi triển xem xét bí pháp đều là đối với tinh thần lực của hắn rèn luyện. Lúc này, một bộ phận thủy quần phân thân đang cùng Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối tiếp xúc, giao lưu, thẩm tra đối chiếu địa chỉ. Thông Nương đang tại thay Tống Thư Hàng đóng gói thiên đạo thuốc nhỏ mắt, đem thuốc nhỏ mắt đóng gói. Tại thủy quần phân thân nhóm cùng quần bên trong các tiền bối xác định rõ thu hàng địa chỉ về sau, tiểu điện lấy ra một tấc thu nhỏ túi, đem thiên đạo thuốc nhỏ mắt trang lên. Tiếp theo, hắn bắt đầu thuận võng tuyến, nhanh chóng tiến về Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên động phủ, đưa hàng tới cửa, cũng phụ trách đem tất cả bảo vật mang về. Theo tiểu điện không ngừng đi tới đi lui, từng đám bảo vật bị hắn mang về, chồng chất tại dược sư lầu nhỏ 4 lầu trong đại sảnh. Thông Nương, tạo hóa tiên tử, da đen Vũ Nhu Tử bắt đầu đem các loại bảo vật phân môn phân loại. Đúng rồi, Tống tiền bối. Bản thể của ta giống như đang tại chạy tới đây. Da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên ngẩng đầu, đối Tống Thư Hàng nói. Nàng và bản thể ở giữa một mực tồn tại liên hệ, vừa lấy được tin tức bản thể lại một lần nữa thành công lặn ra Linh Điệp đảo, lúc này bắt đầu hướng Giang Nam địa khu phi độn mà tới. Linh Điệp tiền bối đồng ý nàng ra cửa, Tống Thư Hàng cười nói. Tựa như là nàng và thiên đế đã đạt thành hiệp nghị. Tâm ma Vũ Nhu Tử dở khóc dở cười. Nàng và thiên đế quan hệ giữa lúc nào biến tốt như vậy? Tống Thư Hàng cười nói, vừa vặn, chờ Vũ Nhu Tử tới về sau, ta đưa nàng một phần thiên đạo thuốc nhỏ mắt làm lễ vật. Một mực bị Vũ Nhu Tử Tống tiền bối kêu, nhưng trên thực tế từ bắt đầu tiếp xúc tu chân về sau, hắn một mực tại thụ Vũ Nhu Tử chiếu cố. Vũ Nhu Tử có thể nói là hắn tu chân người dẫn đường một trong. Da đen Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Mặt khác, vẫn phải lưu một phần thiên đạo thuốc nhỏ mắt, chờ Tô Thị Niên hội thời điểm, đưa cho Tô Thị A thập lục. Hắn hiện tại trong tay có thể lấy ra được lễ vật, cũng chỉ có cái đồ chơi này. Sắc trời dần tối. Tiểu điện còn tại võng tuyến bên trong bôn ba lấy, từ Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối nơi đó thu thập tới được bảo vật đã chất đầy gian phòng,
Tống Thư Hàng đem một nhóm bảo vật trước thu nhập đến tán tài vương tọa không gian bên trong. Tán tài bảo vật miễn cưỡng xem như làm xong, đón lấy đến liền chờ niên hội, tán tài một đợt. Tống Thư Hàng trong tay lấy ra một bản bút ký, thỉnh thoảng ở phía trên ghi chép đồ vật. Đây là hắn giảng pháp bản thảo. Hắn đang vì mình huyền thánh giảng pháp làm chuẩn bị, lần này hắn muốn dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự đến giảng pháp. Thông nương, các ngươi trước nghỉ một lát mà đi. Một hồi tiểu điện sau khi trở về, cũng làm cho hắn nghỉ ngơi trước một chút, đã bận rộn cả ngày. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ta không khổ cực, để cho ta tiếp tục chỉnh lý bảo vật. Thông nương khoát tay áo nói, ngươi mệt mỏi lời nói, bản thân trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nhiều như vậy bảo vật, nàng từ xuất sinh đến bây giờ đều không có gặp qua. Vừa nghĩ tới Thiên Hà Tô Thị Niên hội thời điểm, những bảo vật này đến lúc đó đều muốn tán tài ra ngoài, thông nương trong lòng liền từng đợt lo lắng. Ta ở lại chờ tiểu điện trở về. Da đen vũ nhu tử nói. Ta phụ trách chiếu cố các nàng đi. Tâm ma xích tiêu kiếm nói mặc dù béo cầu đại lão tựa hồ đối với Tống Thư Hàng đã mất đi hứng thú, nhưng vẫn là muốn để phòng vạn nhất. Vất vả tiền bối, Tống Thư Hàng nói. Trong tay hắn nắm vuốt bản bút ký, trở lại lầu năm thư phòng. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ có linh cảm hiển hiện, đều là cùng giảng pháp có liên quan khâu. Tống Thư Hàng đem những thứ này linh cảm từng cái ghi chép lại, đến lúc đó đưa chúng nó quy nạp tổng kết. Sở các chủ ngốc mau lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, thỉnh thoảng cho hắn một số chỉ điểm, bia đá đạo hữu ngẫu nhiên cũng sẽ cho ra một số ý kiến. Nếu như bản này giảng pháp bản thảo có thể sửa bản thảo lời nói, cấp bậc khẳng định phải viễn siêu bát phẩm tiêu chuẩn dù sao cũng là từ trường sinh giả tại bên cạnh một đối một chỉ đạo. Chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái bát phẩm huyền thánh, có thể có được dạng này xa xỉ đãi ngộ. Cái này đợt giảng pháp, ta cảm giác ổn. Tống Thư Hàng dựa vào ghế, duỗi lưng một cái. Sau đó, chờ độ kiếp thời điểm cẩn thận một chút, lần này hắn nhất định phải đơn đao phó kiếp, đánh nổ bát phẩm thiên kiếp, đường đường chính chính tấn thăng huyền thánh. Thư Hàng, ngươi lại phải độ kiếp rồi. Lúc này, có một thanh âm vang lên. Trong hư không có một đạo không gian kẽ nứt mở ra. Tô Thị A Thập Lục nửa cái thân thể chui ra, đỉnh đầu một đôi tiểu long giác lập lòe tỏa sáng. Để cho người ta nhìn không được Phạm Không Vân bệnh muốn đi lên sờ sờ. Thập Lục, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng cúi người tiến đến A Thập Lục trước mặt, ta chỉ là tại vì độ kiếp làm chuẩn bị, cự ly độ kiếp còn sớm. Ta đến tiễn ngươi một kiện lễ vật, Tô Thị A Thập Lục long giác một đỉnh, không cẩn thận đem Tống Thư Hàng đụng bay ra ngoài. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, coi như hắn là nguyên thần chi thân, không bằng bản thể như vậy kiên cố nhịn đả kích. Nhưng bị A Thập Lục nhẹ nhàng va chạm liền đụng bay ra ngoài, cũng không quá tu chân A. A, thật có lỗi Thư Hàng, ta hiện tại khống chế không nổi long giác lực lượng. Tô Thị A Thập Lục buồn rầu đưa tay, vuốt vuốt đỉnh đầu của mình nhỏ long giác lúc đầu nhìn thấy Tống Thư Hàng cúi người tư thế như vậy liêu, nàng liền muốn thuận thế dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Tống Thư Hàng ngực, không nghĩ tới trực tiếp đem Tống Thư Hàng đụng bay đi ra. Đau sao? Tô Thị A Thập Lục lo lắng nói. Không đau không đau. Với ta mà nói chỉ cần không có đà tới để ta nháy mắt kêu lên thảm thiết đẳng cấp tổn thương, cũng không tính là thống khổ. Tống Thư Hàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, tự tin nói. A Thập Lục gần nhất có kỳ ngộ sao? Long giác lực va đập tăng lên khoa trương như vậy. Tống Thư Hàng bò lên về sau, lần nữa tới đến Tô Thị A Thập Lục bên người ngồi xuống, cùng nàng duy trì mặt đối mặt tư thế, hỏi, Thập Lục, người không theo không gian thông đạo bên trong ra sao? Lúc này... Tô Thị A Thập Lục vẫn như cũ duy trì nửa người thẻ cổng không gian trạng thái, nửa người dưới còn lưu tại không gian chi môn bên trong. Tạm thời không thể đi ra, sau khi ra ngoài liền trở về không được. Ta thí luyện còn không có kết thúc, không thể bỏ dở nửa chừng. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Nói xong, nàng đưa tay lấy ra mặt nạ màu bạc, đưa về phía Tống Thư Hàng, cười nói, tặng cho ngươi lễ vật. Lễ vật, làm sao đột nhiên nghĩ đến đưa ta mặt nạ? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đồng thời, hắn yên lặng dùng tinh thần lực đem một màn này hình tượng khắc lục xuống đến quay đầu, hắn chuẩn bị đem đáng yêu A Thập Lục tiên tử tiễn hắn lễ vật, phát đến tu chân nói chuyện phiếm vòng bằng hữu đi khoe khoang một vòng. Hắn bá Tống Hào vẫn là cái thanh niên, cùng người đồng lứa đồng dạng, hắn kỳ thật cũng rất thích soát vòng bằng hữu. Chỉ là cho tới nay, không có cái gì đáng giá hắn phát vòng bằng hữu khoe khoang đồ vật, mới một mực không có thi triển quyền cước cơ hội. Cái mặt nạ này là che giấu tự thân thiên cơ bảo vật, có thể ngăn cách quái toán khóa chặt. Mặt khác, nó là trực tiếp mang tại nguyên thần phía trên,
không cần sợ mất đi. Ta nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là dùng tới được nó. Tô Thị A Thập Lục hướng Tống Thư Hàng giải thích cái mặt nạ này pháp khí công hiệu. Che giấu thiên cơ, Tống Thư Hàng hơi sững sờ, nhìn qua Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục hoạt bát nháy nháy mắt. Cảm ơn ngươi, A Thập Lục, Tống Thư Hàng tiếp nhận mặt nạ. Hiển nhiên, món bảo vật này là Tô Thị A Thập Lục chuyên môn vì hắn đi tìm được. Nàng biết mình đang bị béo cầu đại lão tiểu hào phân thân dùng quái toán chi pháp khóa chặt, chỉ có thể dựa vào che giấu tự thân thiên cơ pháp thuật hoặc là pháp khí đến ẩn tàng tự thân, ngăn cách quái toán khóa chặt. Cho nên, mới đi tìm món bảo vật này. Trời đông giá rét đã tới. Tống Thư Hàng tâm lại ấm áp. Thật tốt. Có thể giúp đỡ ngươi liền tốt. Tô Thị A Thập Lục nói. Lúc này, vây quanh ở cổ nàng bên trên Bạch Long tỷ tỷ yên lặng đổi tư thế. Nàng trong bóng tối nhắc nhở A Thập Lục không cần một mực hiền lành, muốn khống chế tốt một cái độ. Miễn cho giống như nàng, cuối cùng trở thành một cái ôn nhu tỷ tỷ. Tống Thư Hàng tiếp nhận sau mặt nạ, nhẹ nhàng đưa nó đeo lên, thế nào, thích hợp ta sao? Mặt nạ màu bạc che đậy Tống Thư Hàng tấm kia biết nói chuyện mặt vừa rồi có như vậy nháy mắt, hắn bởi vì trong lòng ấm áp nguyên nhân, muốn đối Tô Thị A Thập Lục thi triển giới liêu cửu thức. Kết quả hắn đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao cùng A Thập Lục trên cổ Bạch Long tỷ tỷ khăn quàng cổ cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Thế là, Tống Thư Hàng tạm dừng giới liêu cửu thức thi pháp thanh tiến độ, hủy bỏ kỹ năng. Trên người vật trang sức phần lớn là chuyện tốt, nhưng có đôi khi vật trang sức quá nhiều, cũng có chút không tiện. May mắn chính là chính Tống Thư Hàng đã không có ngũ cốc luân hồi. Rất thích hợp, Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói. Lại nói, ta cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua dạng này mặt nạ. Tống Thư Hàng sờ lên nguyên thần mặt nạ trên mặt, trong đầu bắt đầu nhớ lại. Tô Thị A Thập Lục, có phải hay không là tức thị cảm? Nhân loại cuối cùng sẽ đối một ít sự vật, sinh ra kỳ quái tức thị cảm. Để ta ngẫm lại, Tống Thư Hàng xoa cằm. Gần nhất hắn kinh lịch sự tình rất nhiều, phi thường tạp. Lại thêm tại nhân tạo tiểu thế giới lúc, không biết bạch một số 33 cho hắn rót cả một cái thế giới số liệu bao. Hiện tại, Tống Thư Hàng đọc đến ký ức thời điểm, cũng cảm giác mình đầu óc phản ứng có trì hoãn. Một chút thời gian về sau, trong đầu có cái hình tượng hiển hiện, bị lấy ra. Là đồng quái tiền bối nguyên thần, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên tiếng nói. Lúc ấy tại Hắc Long thế giới thời điểm, một sóng lớn cửu châu nhất hào quần thành viên bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong, sau đó mỗi vị bị cuốn vào cửu châu nhất hào quần thành viên, đều hỗn đến một cái cổ thánh xưng hào. Đồng quái tiên sư lúc ấy cũng là thành đoàn cổ thánh trong đội ngũ một viên. Tống Thư Hàng nhớ kỹ, tại đồng quái tiền bối nguyên thần trên thân, liền mang theo như thế một cái mặt nạ, che đậy hắn chân thực diện mạo. Tô Thị A Thập Lục đưa cho hắn cái mặt nạ này, cùng đồng quái tiền bối cái kia nguyên thần mặt nạ phong cách rất tương tự. Đồng quái tiền bối, loại kia Tô Thị Niên hội thời điểm, chúng ta đi tìm đồng quái tiền bối xác nhận một chút. Tô Thị A Thập Lục đề nghị. Tống Thư Hàng gật đầu cười nói, niên hội thời điểm, đồng quái tiền bối hẳn là cũng sẽ tham gia a. Đồng quái tiền bối lần trước ra, vẫn là nghỉ ra canh chừng. Lần này không biết hắn còn ở đó hay không hiện thế. Hoặc là bị một lần nữa bắt về thần bí đảo rồi. A Thất nói muốn đem quần bên trong tất cả thành viên đều mời đến tham gia niên hội, đồng quái tiền bối hẳn là sẽ không vắng mặt. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta trước tiên cần phải về bí cảnh. Tô Thị A Thập Lục thân thể hướng về phía trước hơi dò xét, đưa tay đem Tống Thư Hàng mặt nạ trên mặt nhẹ nhàng đẩy lên một chút, nói, đến lúc đó, chúng ta niên hội thấy. Trước chờ đã, Thập Lục, Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra một phần thiên đạo thuốc nhỏ mắt, đưa về phía Tô Thị A Thập Lục, bảo vật này là đại lão thuốc nhỏ mắt, người đưa nó nhỏ giọt bản mệnh pháp khí bên trên, nó có thể để cho bản mệnh pháp khí thúc đẩy sinh trưởng ra yếu ớt linh trí đến, người hẳn là có thể dùng tới nó. Vốn là nghĩ niên hội thời điểm, đem thiên đạo thuốc nhỏ mắt giao cho A Thập Lục, không nghĩ tới hôm nay A Thập Lục vượt không ở giữa tới cửa, vậy cái này kiện bảo vật vừa vặn hiện tại giao cho nàng. Tô Thị A Thập Lục đưa tay tiếp nhận phần này thuốc nhỏ mắt, vậy ta liền nhận lấy nha. Tống Thư Hàng đưa nàng món lễ vật này, nàng cũng rất thích. Niên hội thời điểm, ngươi nhất định phải tới. Đến lúc đó, ta có một kiện chuyện quan trọng, muốn nói cho ngươi. Tô Thị A Thập Lục cất kỹ thiên đạo thuốc nhỏ mắt về sau, lại bổ sung Thư Hàng luôn luôn tốt bận bịu, cảm giác hắn mỗi ngày đều giống một con ngựa, đang liều mạng chạy. Không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không vắng mặt. Tống Thư Hàng trả lời. Theo cảnh giới tăng lên, hiện tại hắn tao thao tác nhưng nhiều. Coi như thật xảy ra ngoài ý muốn,
hắn còn có thể đem mình hủy đi thành hai nửa. Nửa người trên đi tham gia Thiên Hà Tô Thị Niên Hội, nửa người dưới phối hợp công đức chi quang đi ứng phó chuyện ngoài ý muốn. Tô Thị A Thập Lục đạt được xác định hồi phục về sau, hướng phía Tống Thư Hàng phất phất tay, cùng Bạch Long tỷ tỷ cùng một chỗ lui trở về thí luyện chi địa. Như vẽ hồ lớn, xanh biếc sơn phong, cùng trên mặt hồ phiêu đãng bè trúc. Tô Thị A Thập Lục đứng tại bè trúc bên trên, một tay nắm lấy cây gậy trúc, một tay đỡ eo. Cảm giác như thế nào? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Đau eo, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Bạch Long tỷ tỷ. Từng cái đều cùng Tống Thư Hàng học xấu, trả lời vấn đề lúc góc độ đặc biệt xảo trá, để người tiếp không lên lời nói gốc dạ. Tô Thị A Thập Lục duỗi lưng một cái, buông ra cây gậy trúc ngồi vào bè trúc bên trên. Sau đó, nàng lại lấy ra mình chuôi này tiểu xảo bản mệnh bảo đao. Bạch Long tỷ tỷ, chuẩn bị cho nó khai linh. Tiếp xuống thí luyện bên trong, nếu như bản mệnh pháp khí có thể khai linh trí, hiệu suất sẽ cao hơn. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói. Liên quan tới giọt này đại lão thuốc nhỏ mắt hiệu quả, nàng cùng Bạch Long tỷ tỷ đều không có hoài nghi Tống Thư Hàng trong tay thiên hình vạn trạng đồ vật quá nhiều, trừ linh thạch, hắn có thể xuất ra hiệu quả gì bảo vật đều không kỳ quái. Tô Thị A Thập Lục ngồi xếp bằng tốt về sau, đem bảo đao đặt nằm ngang trên đùi. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt gảy nhẹ, đem Tống Thư Hàng đưa đại lão thuốc nhỏ mắt chọn lấy ra. Cũng không biết hắn nói đại lão đến cùng là ai, chỉ là thuốc nhỏ mắt đều có như thế lớn công hiệu. Bạch Long tỷ tỷ đem thuốc nhỏ mắt cái bình mở ra, trong bình cũng chỉ có một giọt dược thủy phân lược, ít làm lòng người đau nhức. Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận bình nhỏ, đem giọt này thuốc nhỏ mắt nhỏ tại bản mệnh bảo đao bên trên. Ngay tại một giọt này thuốc nhỏ mắt từ trong bình nhỏ ra lúc, Bạch Long tỷ tỷ toàn bộ thân thể đột nhiên siết chặt. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi muốn giết chết ta sao? Tô Thị A Thập Lục nắm lấy Bạch Long tỷ tỷ thân thể, Kim Long thủy tổ thân thể lúc này chính vây quanh ở cổ nàng bên trên đâu. Sai lầm, sai lầm. Bạch Long tỷ tỷ buông ra thân thể của mình. Cái này thuốc nhỏ mắt rất đặc thù sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, nếu không lấy Bạch Long tỷ tỷ thân phận, không đến mức kinh ngạc thành bộ dạng này. Đặc thù, thuốc này trong nước ẩn chứa viễn siêu trường sinh giả cấp bậc khí tức, đưa nó đưa về trí bảo cũng bất quá vì. Chính là lượng quá ít một chút, cũng không biết Thư Hàng là từ đâu làm đến thứ này. Bạch Long tỷ tỷ nói. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thập Lục chuôi này bản mệnh bảo đao bắt đầu biến hóa, nguyên bản tiểu xảo thân đao bắt đầu kéo dài, biến thon dài bắt đầu. Tô Thị A Thập Lục thừa cơ từ túi càn khôn bên trong lấy ra một chút vật liệu luyện khí, đưa chúng nó bày ra tại bản mệnh bảo đao bên cạnh. Bạch Long tỷ tỷ há miệng, một đạo hỏa diễm phun ra đi lên, trực tiếp dùng long diễm luyện khí. Đầu năm nay, trên thân nếu là không có cường lực vật trang sức, đều không có ý tứ ra gặp người tại Bạch Long tỷ tỷ hiệp trợ bên dưới. Tô Thị A Thập Lục bản mệnh bảo đao rất nhanh cường hóa hoàn thành. Nguyên bản tiểu xảo bảo đao tiến hóa, thành một thanh dù che mưa. Giống loài cũng thay đổi a. Tô Thị A Thập Lục đem dù che mưa giơ lên, chống ra. Chỉ là có thêm một cái vỏ đao. Bạch Long tỷ tỷ trong lỗ mũi phun ra hai điếu thuốc trụ, trả lời, mà lại, lần này luyện khí ta chỉ là phụ trợ, nó hình thái phát sinh cải biến, là bởi vì chính ngươi cùng chuôi này bảo đao mình yếu ớt ý thức tại chủ đạo. Tô Thị A Thập Lục đưa tay bắt lấy cán dù co lại, một thanh khắc họa lấy cổ phác hoa văn trường đao bị nàng rút ra. Trường đao có chút chấn minh. A Thập Lục buông tay ra, chuôi này trường đao tự động bay múa, vây lấy nàng xoay tròn liền như là lúc trước Bạch Tiền Bối lưu tinh kiếm. Tâm huyền, trở vào bao. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ. Trường đao siêu một chút, tinh chuẩn trở về dù trong vỏ. Tô Thị A Thập Lục mặt mày hớn hở, một lần nữa đứng lên, chống lên giải can. Eo đã hết đau, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tâm tình tốt liền đã hết đau. Tô Thị A Thập Lục đáp, trong tay nàng cây gậy trúc nhẹ nhàng khẽ trống, bè trúc như mũi tên hướng về phía trước xuyên qua. Có chuôi này cường hóa bản mệnh pháp khí tương trợ, nàng thông qua thí luyện hiệu suất tăng lên, liền có thể sớm hơn một chút trở về Thiên Hà Tô Thị, chờ đợi niên hội mở ra. Sau khi trở về, nàng phải thật tốt đánh cái nghĩ sẵn trong đầu, đem mình muốn nói cho Tống Thư Hàng sự tình trước khi chép lại. Chỉnh lý một lần. Chuẩn bị hướng hắn thẳng thắn tất cả mọi chuyện rồi. Bạch Long tỷ tỷ treo ở A Thập Lục trên cổ, theo gió tung bay. Liên quan tới Tô Thị A Thập Lục hết thảy, ta muốn cùng hắn nhất nhất giảng thuật. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên dùng sức ném ra trong tay cây gậy trúc, đem cách đó không xa một con to lớn huyễn tượng cự thú đánh nát. Một bên khác,
Tống Thư Hàng trước tiên ở tu chân nói chuyện phiếm vòng bằng hữu bên trong phát một đầu mới mặt nạ lễ vật trong tin tức cho. Sau đó, hắn bắt đầu nói chuyện riêng sổ đen bên trong Hà Chỉ Ma Đế, Hà Chỉ Tiền Bối, chào buổi tối. Cút, Hà Chỉ Tiền Bối hồi phục vẫn như cũ cao lãnh. Hà Chỉ Tiền Bối, người bây giờ muốn hay không quái toán một chút ta tại vị trí nào? Sẽ có kinh hỉ, Tống Thư Hàng trả lời. Hà Chỉ Ma Đế, có ý tứ gì? Để ta quái toán vị trí của hắn. Chẳng lẽ là bá Tống cái này hố hàng đã trải qua sở đến ta phụ cận? Một nháy mắt, Hà Chỉ Ma Đế trong đầu liền hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Muốn quái bá Tống một quẻ sao? Ma Đế thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, Hà Chỉ Ma Đế cắn răng lên một quẻ bá Tống huyền thánh gia hỏa này âm hiểm hung ác, để phòng vạn nhất, vẫn là lên một quẻ tương đối an toàn. Quái toán cùng một chỗ về sau, Hà Chỉ Ma Đế liền nhíu mày. Liên quan tới bá Tống huyền thánh vị trí tin tức, thiên cơ nhận che giấu, như là ngắm hoa trong màn sương, căn bản là không có cách thông qua quái toán đến khóa chặt. Chiếm được như thế một quẻ lúc, Hà Chỉ Ma Đế có chút bất an. Hà Chỉ Tiền Bối, người quái không đến ta ở nơi nào a? Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng phát tới tin tức mới. Hà Chỉ Ma Đế. Như vậy, ngủ ngon, Hà Chỉ Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói xong, kết thúc nói chuyện riêng. Hắn chính là muốn thử xem A Thập Lục cái này mặt nạ hiệu quả thí nghiệm rất thành công, cái mặt nạ này che giấu tự thân thiên cơ hiệu quả, so với trong tưởng tượng càng tốt hơn. Bởi như vậy, đến lúc đó tham gia Thiên Hà Tô Thụy Niên hội lúc, cũng không cần lo lắng béo cầu đại lão đột nhiên tìm tới cửa. Tống Thư Hàng nói, hắn hiện tại nội tâm rất mâu thuẫn, tức hy vọng béo cầu đại lão có thể sớm một chút tập kích hắn, để cho hắn đem béo cầu đại lão tiểu hào kéo vào nhân tạo tiểu thế giới phong ấn thành chứng. Nhưng là một phương diện khác, hắn vừa hy vọng béo cầu đại lão có thể đem hắn tiểu nhân vật này triệt để lãng quên, không cần lại nhớ hắn. Lông dê không cần nắm lấy một con hao. Trên đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên nếu có cơ hội, ta muốn tại sổ đen bên trong nhiều hơn mấy cái địch quân đại lão. Sở các chủ ngốc mau. Da đen vũ nhu tử, bản thể của ngươi tới rồi sao? Tống Thư Hàng hướng phía dưới lầu kêu. Cũng sắp đến, da đen vũ nhu tử nói. Vậy các ngươi mấy cái cũng chuẩn bị một chút, chờ hàng hóa cùng vũ nhu tử đủ về sau, chúng ta liền xuất phát, tiến về Thiên Hà Tô Thị. Tống Thư Hàng trả lời. Lần thứ nhất đi tham gia Tô Thị Niên Hội, có chút ít khẩn trương. Hắn chuẩn bị sớm một chút đi trước dẫm cái điểm, làm quen một chút Thiên Hà Tô Thị. Một bên khác, Linh Điệp Đảo bên trên. Thiên Đế nằm tại trong thùng tắm, yên lặng thổ phao phao. Đồng thời, nàng bắt đầu trên người mình thực hiện từng cái phong ấn. Ngày mai Linh Điệp Thánh Quân muốn khảo nghiệm Vũ Nhu Tử gần nhất tu luyện, cho nên nàng đang vì mình nhiều hơn mấy cái phong ấn, miễn cho không cẩn thận đem Linh Điệp Thánh Quân treo lên đánh. Ngày mai muốn cho Linh Điệp Thánh Quân một kinh hỉ, nhưng lại không thể thật sự đem hắn treo lên đánh, tổng hợp đến xem. Lục phẩm tả hữu sức chiến đấu hẳn là có thể đi. Thiên Đế lẩm bẩm nói. Nàng là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, nói xong rồi muốn thay thế Vũ Nhu Tử tại Linh Điệp Đảo sinh hoạt một tuần thời gian, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng, cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp lộ ra chân ngựa. Mặt khác, ngoại trừ muốn tại Linh Điệp Đảo chờ đợi thần bí đảo xuất hiện bên ngoài, nàng còn có chút sự tình muốn biết một chút. Nàng muốn thừa dịp một tuần này thời gian, cùng Linh Điệp Thánh Quân hảo hảo ở chung. Từ đó đạt được càng nhiều liên quan tới Vũ Nhu Tử tình báo. Cùng Vũ Nhu Tử linh quỷ dung hợp về sau, nàng đối Vũ Nhu Tử cái này cá thể cũng sinh ra chút hứng thú, muốn càng hiểu hơn nàng, muốn biết nàng từ nhỏ đến lớn nhân sinh kinh lịch, cùng nàng xuất sinh. Ai nha, trận pháp này vẽ sai, bởi vì thoáng có chút thất thần, trên cánh tay một cái trận pháp ra một ít sai lầm. Thiên Đế đưa tay nơi cánh tay trận pháp đồ là trà sát, được rồi, dù sao khác biệt không phải quá lớn. Không có vấn đề. Có nhiều như vậy trận pháp áp chế, ngày mai nàng đang tiếp thụ Linh Điệp Thánh Quân khảo nghiệm thời điểm, nhất định có thể hoàn mỹ phát huy. Một bên khác, Linh Điệp Đảo một chỗ lầu các trong thư phòng. Linh Điệp Thánh Quân một tay bưng lấy thư quyển, một tay nắm vuốt chén trà, tinh tế thưởng thức trà. Đột nhiên, trong cửa sổ có một trận gió lạnh thổi qua. Linh Điệp Tiền Bối đánh cái run rẩy. Linh Điệp Thánh Quân nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa sổ lấy hắn bát phẩm thánh quân thể chất, không sợ nóng lạnh, làm sao đột nhiên cảm giác có chút rét run. Lúc này, trong cửa sổ có một đầu điệp yêu bay tới,
đem một cái bao lớn phóng tới Linh Điệp Thánh Quân trên mặt bàn, Thánh Quân, cùng bá Tống Huyền Thánh giao dịch bảo vật đã chuẩn bị xong. Vất vả ngươi, Linh Điệp Thánh Quân ôn nhu nói. Hắn đưa tay mở ra bao lớn. Bên trong để đó một nhóm chân quý bát phẩm cấp bậc bảo vật, cùng một cái chân quý càn khôn vòng tay. Những cái kia bát phẩm bảo vật là dùng để cùng Tống Thư Hàng đổi thuốc nhỏ mắt cần thiết, mà càn khôn vòng tay là hắn vì nữ nhi Vũ Nhu Tử chuẩn bị. Sau đó Tô Thị Niên hội bên trên, Tống Thư Hàng tiểu hữu muốn mở tán tài vương tọa cũng không biết cái này tán tài vương tọa có thể hay không ngầm thao tác. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn mượn Tống Thư Hàng chi thủ, đem cái này mai càn khôn vòng tay phát phối cho Vũ Nhu Tử, để cho nàng tại Tô Thị Niên hội bên trên chơi càng vui vẻ hơn một số. Thế là, Linh Điệp Thánh Quân khó được dùng bản thân bản tôn tài khoản, cho Thư Hàng tiểu hữu phát lần nói chuyện riêng. Nói trở lại, Tống Thư Hàng cũng là Linh Điệp Thánh Quân hảo hữu liệt biểu bên trong, một cái duy nhất cùng Vũ Nhu Tử cùng cái tuổi tác tầng nam tính tu sĩ, điểm ấy phi thường đáng giá vinh hạnh. Đêm tối biến mất, bình minh tiến đến. Giang Nam địa khu dược sư lầu nhỏ bên trong. Đi qua trước kia một đêm tăng ca về sau, tiểu điện rốt cục đem Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tất cả thành viên cùng Tống Thư Hàng trao đổi bảo vật đều vận chuyển đi qua. Có như thế một vị chuyên nghiệp đưa hàng tinh linh, quả thực là từng cái chuyển phát nhanh ngành nghề phúc âm. Đúng rồi, tiểu điện, Linh Điệp tiền bối bao khỏa tới rồi sao? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Tối hôm qua thời điểm, Linh Điệp Thánh Quân nửa đêm liên hệ hắn, xin nhờ hắn một sự kiện. Ở chỗ này đây, bá Tống tiên sinh. Tiểu điện đem Linh Điệp Thánh Quân bao khỏa đưa cho Tống Thư Hàng. Khổ cực, Tống Thư Hàng mở ra bao khỏa, từ đó lấy ra một cái không gian vòng tay. Cái này mai vòng tay đại biểu không chỉ có riêng là không gian pháp khí, càng là một vị phụ thân tâm ý. Linh Điệp Thánh Quân vì để cho Vũ Nhu Tử tại Tô Thị Niên hội càng vui vẻ hơn, đã dùng hết khổ tâm. Tống Thư Hàng hy vọng tương lai mình, cũng có thể trở thành giống Linh Điệp tiền bối ưu tú như vậy phụ thân sở dĩ. Hắn hy vọng tương lai mình cũng có thể sinh khả ái xinh đẹp tiểu tiên tử. Nhưng bởi vì đối với mình gen vẻ ngoài mỹ hình đẳng cấp không phải rất có lòng tin, sở dĩ tương lai tiểu tiên tử có phải hay không khả ái xinh đẹp, liền phải nhìn tiên tử mụ mụ gen. Da đen Vũ Nhu Tử còn chưa tới sao? Tống Thư Hàng hỏi lần nữa. Tối hôm qua liền nói sắp đến rồi, hiện tại trời đều đã sáng, Vũ Nhu Tử làm sao còn không tới? Không phải là lạc đường a? Hắn còn nhớ rõ Vũ Nhu Tử có rất nhỏ lạc đường thuộc tính, năm đó Linh Điệp Thánh Quân vì phòng ngừa nữ nhi đi mất, còn chuyên môn vì nàng làm ra một cái gọi dục cùng thiên lý mục, cao hơn một tầng lầu pháp khí. Nhưng theo lý thuyết hiện tại Vũ Nhu Tử đã ngũ phẩm cảnh giới, coi như đi lầm đường, ngự kiếm bay trên trời một vòng, liền có thể tìm tới nơi muốn đến a. Da đen Vũ Nhu Tử nhíu mày, theo lý thuyết nàng hẳn là muốn tới mới đúng a. Sẽ không xảy ra chuyện đi, Thông Nương hỏi. Hẳn là sẽ không, ta cùng bản thể ở giữa liên hệ vẫn còn, nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện, ta bên này nhất định sẽ có cảm ứng. Sở dĩ, có thể là nàng trên đường, gặp được cái gì tốt chơi sự tình, làm trễ nải. Da đen Vũ Nhu Tử đáp. Vậy chúng ta trước sửa sang một chút, sau đó đợi nàng tới. Tống Thư Hàng đưa tay đem tất cả bảo vật thu đến tán tài vương tọa bên trong. Những bảo vật này đương nhiên sẽ không toàn bộ lan rộng ra ngoài. Hắn sẽ lưu lại một bộ phận đối với mình, đồ đệ, người nhà hữu dụng bảo vật, còn lại lại dùng để tán tài. Dù sao theo Sở Sở, tiểu thải tu vi cảnh giới tăng lên, cũng là thời điểm vì bọn nàng đúc một thanh bản mệnh pháp khí, thân là sư phụ, đương nhiên phải vì bọn nàng chuẩn bị kỹ càng vật liệu luyện khí. Tống Thư Hàng là lần đầu tiên đương người sư phụ, không có kinh nghiệm, sở dĩ tại đối đãi đệ tử phương diện chỉ có thể nghĩ đến cái gì liền làm chút gì, cũng không bắt buộc, tùy duyên. Sư đồ ở giữa ở chung hình thức cũng cùng chính thức tu chân giới sư đồ khác biệt. Lúc này, tại biển rộng mênh mông chỗ sâu, Vũ Nhu Tử hoàn toàn chính xác gặp được sự kiện. Nhưng sự kiện lần này, cũng không phải là nàng ưa thích thú vị sự kiện. Lúc này Vũ Nhu Tử hóa thành một đầu cá con, cẩn thận từng ly từng tí núp ở san hô nham bên dưới cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn quyền ở trên người nàng, hóa thành vảy cá đưa nàng bảo hộ. Mà tại nàng chỗ hải vực trên không, có hai tôn đại lão đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Cái này hai tôn đại lão đang chiến đấu lúc, không gian bị đánh sụp đổ, chiến đấu dư ba không ngừng nhộn nhạo lên, đánh nát hư không bên trong tất cả sự vật. Hai tôn đều là cửu phẩm kiếp thiên phía trên cường giả. Mà lại, bọn hắn đã đánh nhau thật tình, căn bản không sợ bị thiên đạo phát giác, ra tay toàn lực. Phải biết bây giờ thiên đạo sụp đổ sắp đến,
cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả đều tị thế không ra, căn bản không dám tùy ý lộ diện, sợ bị cuốn vào thiên đạo sụp đổ đại kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu. Không ổn, căn bản không có cơ hội thoát thân a. Vũ Nhu Tử biến thành con cá lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm giác mình hôm nay rất có thể muốn biến thành một đống thịt cá. Trước kia nàng biến thành bươm bướm vui vẻ bay khỏi Linh Điệp Đảo, tại hướng Giang Nam địa khu bay đi thời điểm, đột nhiên không trung hai vị này đại lão phá không mà đến, chiến đấu cùng một chỗ. Cái này đều đánh suốt cả đêm, còn chưa kết thúc. Càng làm Vũ Nhu Tử khó chịu là, hai vị này đại lão tựa hồ yêu khối này hải vực, đánh một đêm đều ở lại đây phiến hải vực bên trong, không có chuyển di chiến trường. Cha ta không nên tại hôm qua chạy ra Linh Điệp Đảo. Vũ Nhu Tử biến thành cá con há miệng, phun ra một chuỗi bong bóng. Vũ Nhu Tử cảm giác mình trước kia xuất phát trước, hẳn là trước tính một quẻ cứ như vậy, nàng liền có thể căn cứ quẻ tượng kết quả, đến trì hoãn xuất phát thời gian. Tốt nhất trì hoãn cho tới hôm nay buổi sáng, lại chính thức thoát đi Linh Điệp Đảo. Kể từ đó, nàng liền có thể hoàn mỹ tránh đi hai vị này đại lão khu giao chiến vực. Nếu như lần này sẽ không bị cắt thành một đống thịt cá, cái kia lần sau ta trước khi ra cửa, nhất định phải nhớ kỹ trước xem bói. Vũ Nhu Tử trong lòng âm thầm quyết định nói. Mỗi lần biết sai sau liền sẽ hấp thu giáo huấn, cải tiến kỹ thuật của mình, đây là ưu điểm của nàng. Đang lúc Vũ Nhu Tử âm thầm đổi mới cuộc đời mình hành động quy tắc lúc, trên bầu trời hai vị đại lão tại khí lực va chạm một chiêu về sau, tiến nhập ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Hai vị đại lão nhìn qua đều có chút mỏi mệt, tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Bình thường tới nói, lấy hai vị này cảnh giới thực lực, giữa lẫn nhau đấu pháp coi như tiếp tục mấy chục, trên trăm năm cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết bọn hắn đã đấu pháp bao lâu thời gian. Hiện thế, địa cầu hiển nhiên không phải bọn hắn đấu pháp chỗ đầu tiên. Nói không chừng tại đến địa cầu trước, bọn hắn đã giao thủ mấy năm lâu. Bất kể như thế nào, đó là cái cơ hội tốt. Vũ Nhu Tử trong lòng vui vẻ, nàng bắt đầu quan sát bốn phía, tìm cơ hội chuẩn bị lặng lẽ rời đi hai vị này đại lão giao chiến phạm vi. Lúc này, bầu trời bên trái tôn này đại lão mở miệng trầm giọng nói, Bạch Cốt Tiên Cơ, người ta ở giữa lại tiếp tục truy tìm không có chút ý nghĩa nào. Vô luận ngươi chạy trốn tới cái nào thế giới, đều không thể đào thoát lòng bàn tay của ta đem Bạch Hoàng Kinh trả lại cho ta, nếu như thiên địa đại biến sắp đến, ta không thời gian cùng ngươi lãng phí. Vị này đại lão hình thể cao lớn, toàn thân tím đến phát đen liền cùng bồ đào một cái nhan sắc. Trong tay hắn nắm lấy một thanh cổ quái cây thước pháp khí, trên đó tản ra đen kịt diệt thế cấp bệnh độc hắc phụ. Hắn mới mở miệng, thanh âm giống như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Mà lại thanh âm này có được cổ quái lực xuyên thấu, trực tiếp truyền lại đến đáy nước. Nho tím đại lão dùng chính là viễn cổ ngôn ngữ, cái này ngôn ngữ bản thân liền tự mang uy năng. Dưới đáy nước Vũ Nhu Tử vừa vặn có thể nghe hiểu một số từ khi nàng linh quỷ bị thiên đế cưỡng chiếm đi qua sau, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng sẽ truyền thâu một số kinh nghiệm tu luyện, đốn ngộ thể nghiệm, công pháp tri thức loại hình đồ vật tới. Trong đó, viễn cổ ngôn ngữ cũng là tri thức một loại. Trước mắt Vũ Nhu Tử có thể nghe hiểu đại bộ phận viễn cổ ngôn ngữ nội dung, chỉ là sẽ không phát âm. Vị này màu tím đại lão tại cùng một vị gọi Bạch Cốt Tiên Cơ tiên tử chiến đấu. Nghe vào hắn có trọng yếu bảo vật bị Bạch Cốt Tiên Cơ đoạt đi. Vũ Nhu Tử phỏng đoán suy tư nói Bạch Cốt Tiên Cơ danh tự tựa hồ có chút quen thuộc, nàng hẳn là ở nơi nào gặp qua liên quan tới nàng tư liệu tình báo. Phi, cái thứ không biết xấu hổ, Bạch Hoàng Kinh lúc nào biến thành ngươi bảo vật. Mà lại, ngươi lại còn coi bản thân ăn chắc ta rồi. Đối diện Bạch Cốt Tiên Cơ vung tay lên một cái, cầm trong tay phi kiếm ném ra. Sau đó... Nàng lại không biết từ chỗ nào vung mạnh ra một đôi búa lớn, đụng vào nhau, cắn răng nói, Côn Vương, ngươi thật sự cho rằng ta mạnh nhất là kiếm đạo. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta thủ đoạn mạnh nhất là chùy đạo. Ta sử dụng chùy đạo thời điểm, thực lực là kiếm đạo gấp 10 lần. Năm đó ta nhân tiền hiển thánh giảng pháp thời điểm, giảng chính là chùy đạo. Nếu không phải bởi vì sử dụng chùy có hại hình tượng của ta, ta sớm đã đem ngươi đập chết. Đối diện cái kia nho tím màu sắc Côn Vương nhíu mày. Tại hắn trí nhớ xa xôi bên trong, năm đó Bạch Cốt Tiên Cơ hiển thánh giảng pháp thời điểm, giảng hoàn toàn chính xác thực là chùy đạo. Bất quá, gấp 10 lần, A Côn Vương cười lạnh một tiếng, siết chặt trong tay bệnh độc xích lớn, cái kia liền để cho ta lãnh giáo một chút Bạch Cốt Tiên Cơ gấp 10 lần uy lực chùy đạo. Bạch Hoàng Kinh đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, thiên địa đại biến sắp đến, hắn nếu muốn bắt lấy thiên địa đại biến cục diện cơ hội càng tiến một bước,
để cho mình trở thành chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cái kia bộ phận tồn tại, liền cần bộ này trực chỉ thiên đạo bản nguyên Bạch Hoàng Kinh. Đến a, đã ngươi nhất định phải được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy hôm nay ta liền đem ngươi chủy thành bánh. Bạch Cốt Tiên Cơ bày ra một cái chủy pháp giá thức, trên người nàng khí thế liên tiếp tăng lên. Phụ cận không gian đều bị khí thế của nàng bao phủ, chiến đấu sân bãi phạm vi lại một lần nữa mở rộng. Tiềm ẩn dưới đáy nước Vũ Nhu Tử, tâm tắc tắc. Nàng không thể tìm tới thoát thân cơ hội, mà lại trên không Bạch Cốt Tiên Cơ cùng Côn Vương chiến đấu phạm vi tiến một bước mở rộng, nàng muốn thuận lợi đào thoát liền biến càng thêm khó khăn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, muốn hướng Thiên Đế xin giúp đỡ? Cảm giác sẽ rất thật mất mặt. Nhưng là, Tống Tiền Bối nói qua mặt mũi thứ này lại đáng giá mấy đồng tiền. Lúc cần thiết mặt mũi nên ném liền ném, ném xong lại nhặt lên là được. Thật mất mặt dù sao cũng so mất mạng muốn tốt, mệnh so diện trọng yếu. Trong lòng có Tống Tiền Bối châm ngôn động viên, Vũ Nhu Tử mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, chuẩn bị hướng Thiên Đế gửi đi tín hiệu cầu cứu. Tống Tiền Bối cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng, thật bổng. Đang lúc Vũ Nhu Tử mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng lúc, vừa vặn có một đầu tin tức gửi đi tới. Thật là đúng dịp, chính là Tống Thư Hàng gửi tới tin tức, Vũ Nhu Tử, ngươi ở đâu chơi đâu? Đừng hay quá mức, ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng bảo vật, chuẩn bị xuất phát tiến về Thiên Hà Tô Thị. Ngươi ở đâu, ta đi tiếp ngươi. Tống Thư Hàng đã đem tán tài vương tọa chỉnh lý thỏa đáng, cũng đem thủy quần phân thân khôi lỗi thiết lập tốt chương trình, để chúng nó dựa theo kế hoạch câu dẫn bạn cùng phòng thêm quần bắt đầu nói chuyện phiếm. Nếu như kế hoạch thuận lợi, 3-4 tháng về sau, nói không chừng bạn cùng phòng có thể tỉnh ngộ, cũng tiếp xúc đến tu chân. Bởi vì đã không có chuyện để làm, Tống Thư Hàng liền đem tất cả vật trang sức cất kỹ, trực tiếp liên hệ Vũ Nhu Tử, chuẩn bị tiến đến tiếp nàng. Tống Tiền Bối ta hôm nay có thể muốn xong, nói không chừng muốn bị chặt thành sashimi. Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng. Tính toán khoảng cách lời nói, Vũ Nhu Tử cũng đã đến Giang Nam địa khu phụ cận A. Tại Giang Nam địa khu cái địa phương này, chẳng lẽ có người muốn chặt Vũ Nhu Tử? Đây là đang đánh hắn bá tống hào mặt. Dù sao tu chân giới ngầm thừa nhận Giang Nam địa khu là bá tống huyền thánh bảo bọc khu vực. Mặc dù hắn ra mặt cũng dày, nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích bị người đánh mặt A. Vũ Nhu Tử ngươi bây giờ tại Giang Nam địa khu địa phương nào? Tống Thư Hàng hỏi. Tống Tiền Bối, ta còn chưa tới Giang Nam địa khu, hiện tại ta giấu ở một vùng biển bên trong, đã ở chỗ này né một đêm, có chút lạnh. Ta cũng không biết ta hiện tại cụ thể tọa độ. Dù sao hẳn là linh điệp đảo tiến về Giang Nam địa khu hải vực. Vũ Nhu Tử trả lời. Ta có thể khóa chặt bản thể đại khái vị trí, Tống Tiền Bối ngươi cho ta điện thoại. Da đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra trả lời. Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động giao cho da đen, đồng thời gửi đi tin tức nói, ta để da đen Vũ Nhu Tử khóa chặt vị trí của ngươi, ngay lập tức đi tiếp ngươi. Đối phương là ai? Vị trí khóa chặt, là nơi này. Da đen Vũ Nhu Tử tại điện thoại trên bản đồ vạch một tọa độ. Sở các chủ ngốc mau, cự ly không phải quá xa, ta dùng không gian lực lượng trước truyền tống một thanh lạc ấn đao gỗ đi qua, ngươi lại dùng hạch tâm thế giới tiến hành không gian khiêu dược, dạng này động tĩnh sẽ nhỏ một chút. Tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng hất lên, một thanh lạc ấn đao gỗ bị truyền tống đến Vũ Nhu Tử phụ cận. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới. Tại lạc ấn đao gỗ tọa độ chỗ mở ra xuất khẩu. Tiếp đó, hắn trên người mình mặc lên tam thập tam thú tổ hợp pháp khí phòng ngự, một cước bước ra. Đối phương là Bạch Cốt Tiên Cơ cùng Côn Vương, đồng thời, Vũ Nhu Tử tin tức gửi đi tới. Tống Thư Hàng một cái khác sải bước ra, Bạch Cốt Tiên Cơ. Chẳng lẽ là Bạch Cốt Tiên Tử? Họ Tống, người cái này ma quỷ, trong lúc đang suy tư, trong hư không truyền đến một tiếng khẽ kêu. Tống Thư Hàng. Nhìn. Nơi này có một cái Tống thị oan ức, lại lớn lại đen. Lại nhìn, trên bầu trời còn có một tôn tím đen bồ đào màu sắc Côn Vương, cùng cái này đại hắc nồi nhiều xứng đôi. Đầu năm nay, côn cùng nồi tổng là như hình với bóng. Có côn địa phương, bình thường đều sẽ có nồi. Đừng để ý tới nàng, trước tìm tới Vũ Nhu Tử, đưa nàng mang đi. Lúc này, đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Bất kể là Côn Vương vẫn là Bạch Cốt Tiên Cơ, đều có được cửu phẩm kiếp tiên thậm chí trường sinh giả cấp bậc sức chiến đấu. Tống Thư Hàng không cần thiết bởi vì một cái oan ức nguyên nhân, cuốn vào đến nguy hiểm trường sinh giả cấp đối kháng bên trong. Lúc này,
mang lên Vũ Nhu Tử chuồn mất mới là nhất lý trí tác pháp. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, thần trí của hắn ở mảnh này trong hải vực càn quét, lục soát Vũ Nhu Tử thân ảnh, nhưng lúc này Vũ Nhu Tử người khoác cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn, lại hóa thành cá con bộ dáng. Tống Thư Hàng thần thức quét một vòng, không thể tìm tới thân ảnh của nàng. Vũ Nhu Tử, người giấu ở thì sao? Ta hẳn là tại người phụ cận. Tống Thư Hàng nhanh chóng mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, cho Vũ Nhu Tử phát một đầu tin tức. Tiếp thu được Tống Thư Hàng tin tức về sau, Vũ Nhu Tử biến thành cá con lặng lẽ từ đá san hô bên trong nhô ra, xa xa liền nhìn thấy Tống Thư Hàng thân ảnh. Thật sự là Tống Tiền Bối. Được cứu. Giờ khắc này, Tống Tiền Bối thân ảnh ở trong mắt Vũ Nhu Tử biến cao lớn, biến cùng cha Linh Điệp Tôn giả một dạng cao lớn. Tống Tiền Bối, nhìn thấy ngươi. Vũ Nhu Tử biến thành cá con cực nhanh chạy tới, đụng vào đến Tống Thư Hàng trong ngực. Tống Thư Hàng cẩn thận bưng lấy đầu này xinh đẹp cá con, truyền âm hỏi, Vũ Nhu Tử. Là ta. Vũ Nhu Tử mừng rỡ bãi động cái đuôi. Giờ phút này, nàng khẩn trương một đêm thân thể rốt cục trầm tĩnh lại, liền băng lãnh nước biển đều phảng phất biến ấm áp. Mặc dù Tống Tiền Bối chân thực cảnh giới vẫn là thất phẩm tôn giả, nhưng hắn là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đỗi qua đại lão số lượng nhiều nhất dị loại, mà lại đến bây giờ cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Sở dĩ, tại đối mặt đại lão lúc, Tống Tiền Bối đặc biệt an toàn đáng tin. Nguy cơ qua đi, lại có loại mới cảm giác phun lên Vũ Nhu Tử trong lòng tốt kích thích. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một vòng, tức khẩn trương lại kích thích. Quả nhiên, từ Linh Điệp Đảo đi ra tìm Tống Tiền Bối là lựa chọn chính xác. Còn chỉ đi đến nửa đường, liền gặp gỡ như thế chuyện kích thích. Món ăn khai vị cũng như này thú vị, chờ cùng Tống Tiền Bối chính thức tụ hợp về sau, khẳng định còn có càng lớn kích thích đang chờ nàng. Cả người đều muốn đốt đi lên. Xác định trong tay Tiểu Ngư Nhi là Vũ Nhu Tử về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi, hắn bưng lấy Vũ Nhu Tử biến thành cá con, quay người trở về hạch tâm thế giới. Lần này, hạch tâm thế giới không có túng trên bầu trời Côn Vương cùng Bạch Cốt Tiên Cơ đều không có bố trí không gian phong tỏa thủ đoạn. Động tác nhanh lên trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau thúc giục nói. Tống Thư Hàng không có lãng phí thời gian, vừa bước một bước vào hạch tâm thế giới. Tại hắn nửa người bước vào hạch tâm thế giới lúc, trên bầu trời có một đạo cường đại ý chí rơi xuống, đảo qua Tống Thư Hàng vị trí là tôn này Bồ Đào Tím Côn Vương, hắn đang nghe Bạch Cốt Tiên Cơ khẽ kêu tiếng về sau, trong lòng cảnh giác, lập tức liền vung ra một sợi thần thức càn quét xuống. Đối Côn Vương tới nói, mặc kệ phía dưới đến đột nhiên toát ra khí tức có phải hay không Bạch Cốt Tiên Cơ trong miệng cái kia họ Tống, lưu thêm một cái tâm nhãn không có sai. A. Nửa người đã bước vào hạch tâm thế giới Tống Thư Hàng khẽ gọi một tiếng, hắn cảm ứng được Côn Vương thần thức quét hình. Sau đó, hắn bỏ chạy bộ pháp không ngừng đồng thời, trở tay chính là một cái kim đan mã QA đập đi ra, đón lấy chí tôn Bồ Đào Côn Vương thần thức. Tống Thư Hàng là cái hiểu được đem các tiền bối dạy bảo để ở trong lòng người, trước đó Sở Các Chủ nhắc nhở qua hắn, lông dê không muốn nắm lấy một đầu hao. Tống Thư Hàng cảm giác rất có đạo lý. Thế là hắn đang suy nghĩ lấy hướng sổ đen bên trong nhiều hơn mấy cái đại lão. Đến lúc đó vạn nhất muốn hao lông dê lúc, ngẫu nhiên cũng có thể đổi một đầu đến, không muốn chết nắm lấy hà chỉ ma đế hao mao. Hiện tại, vị này Côn Vương liền rất phù hợp tiêu chuẩn. Ít nhất là trường sinh giả đại lão, lại đối qua cùng Tống đầu gỗ có liên quan Bạch Cốt Tiên Cơ, càng quan trọng hơn là Côn Vương là mình đem thần thức càn quét tới được. Loại này đưa tới cửa hảo hữu, làm gì không muốn. Kết giao bằng hữu đi, Côn Vương. Loại này có hảo hữu sự, Tống Thư Hàng thuần thục vô cùng. Đập xong kim đan mã QA đồng thời, Tống Thư Hàng mang theo Vũ Nhu Tử một đầu chui vào hạch tâm thế giới. Bảo mệnh át chủ bài hạch tâm thế giới hôm nay rốt cục có đất dụng võ, chân chính làm ra bảo mệnh tác dụng. Đó là cái làm cho người cảm động trong nháy mắt. Một bên khác, Côn Vương thần thức quét vừa vặn từ kim đan mã QA bên trên đảo qua. Sau đó, một cái nhắc nhở khung trực tiếp xuất hiện tại đầu óc hắn. Chúc mừng ngài, đã tăng thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu, từ đó giữa các ngươi lại không cự ly, vô luận chân trời góc biển, vô luận cách bao xa, hai trái tim vĩnh viễn có thể không có chút nào khoảng cách tiến hành giao lưu. Cái này nhắc nhở tới không có dấu hiệu nào. Tinh thần công kích, đang cùng Bạch Cốt Tiên Cơ giao chiến Côn Vương sững sờ. Đây là cái gì quỷ, cứ nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Cường giả so chiêu, sững sờ chính là sơ hở. Đối diện Bạch Cốt Tiên Cơ đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt.
tống đầu gỗ vụn xương lớn, trong miệng nàng hô hào loạn thất bát tao chiêu thức danh tự. Ở sau lưng nàng có một bộ thuần năng lượng tạo thành bạch cốt cự nhân hiển hiện, bám vào trên thân nàng. Đồng thời bạch cốt tiên cơ trong tay song chùy hư không tiêu thất, lóe lên tại cái kia bạch cốt cự nhân trong tay, hóa thành một đối cự chùy hiển nhiên, này đôi chùy là xứng đôi bạch cốt cự nhân chuyên môn pháp khí. Bạch cốt cự nhân hiện thân về sau, quơ song chùy, hướng phía côn vương đập xuống giữa đầu. Đồng thời song chùy bên trên có pháp tắc quấn quanh, trái chùy khô vong, phải chùy mục nát, ngoại hình nhân vật phản diện tới cực điểm. Song chùy hung hăng chùy trên người côn vương, liên phá hắn tầng tầng phòng ngự. Côn vương vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể năng lực, tại song chùy mục nát pháp tắc tác dụng dưới, toàn bộ biến chất, mục nát. Sau đó, cái kia quấn quanh lấy khô vong pháp tắc trái đại chùy, lấy một cái quỷ dị góc độ nện ở côn vương nhục thân bên trên. Một chùy phía dưới, côn vương đầy đặn nhục thân mất nước, làn da biến khô cạn, đổi đi hào quang màu tím. Kịch lớn thống khổ để côn vương diện mục dữ tợn. Đây hết thảy, đều là trong đầu cái kia chết tiệt trong đầu nhắc nhở đưa đến. Bá Tống Huyền Thánh, hai trái tim lẫn nhau không có chút nào cự ly. MDZZ, một ngày nào đó, ta muốn để trong tay Trấn Hải Xích cùng tâm của ngươi không có chút nào cự ly dùng hắn tại ngươi ngực đâm một cái lỗ thủng. Đang lúc côn vương phát điên thời điểm, lại một cái nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Đốt Bá Tống Huyền Thánh đã đem ngươi rời vào sổ đen hai, phải chăng đồng dạng đem hắn rời vào sổ đen bên trong. Côn vương, sống nhiều năm như vậy, côn vương đột nhiên lại muốn mắng người. Đầu tiên là đem bản thân thêm làm hảo hữu, sau đó lại đem bản thân kéo đến sổ đen, đây là cái gì thiểu năng trí tuệ thao tác. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng nhìn qua sổ đen hai liệt biểu bên trong lẳng lặng nằm cô đơn côn vương đại lão, lộ ra mỉm cười. Tống Thư Hàng vừa rồi thử nghiệm thành lập sổ đen hai, kết quả cứ nhiên thành công. Theo thực lực của hắn cảnh giới tăng lên, quyền hạn của hắn cũng đang tăng thêm. Thế là, hắn vui vẻ đem côn vương tiền bối kéo vào đến sổ đen bên trong đi, dù sao, nguyên sổ đen trên danh nghĩa là sổ đen, trên thực tế căn bản chính là siêu cấp VIP danh sách. Đi vào đại lão nhóm từng cái thao tác không ngừng, quyền hạn lại nhiều, dưới tình huống bình thường căn bản không thể trêu vào. Cũng chính là bị thương nặng Hà Chỉ tiền bối, là trong đó thao tác tương đối ít điểm đại lão. Sở dĩ Tống Thư Hàng mới nghĩ đến xây lại cái đúng nghĩa sổ đen, sẽ thật sự có thể dùng đến hao lông dê đại lão phóng tới cái này liệt biểu bên trong đi. Mặc dù trước mắt sổ đen liệt biểu bên trong chỉ có côn vương tiền bối một mình ngươi, nhưng là không cần lo lắng, tương lai cái này liệt biểu bên trong thành viên sẽ dần dần nhiều lên. Tống Thư Hàng ở trong lòng yên lặng bảo đảm nói. Tiếp đó, hắn lại thử cho côn vương tiền bối làm cái danh hiệu biệt danh kết quả lại thành công. Sửa đổi côn vương danh hiệu biệt danh vì Bồ Đào Tím. Xác định, hay không? Tống Thư Hàng mỉm cười điểm xuống xác định. Cái này biệt danh phi thường phối côn vương tiền bối. Một bên khác, bị bạch cốt tiên cơ liền trùy mấy kích, thân thể mất nước, biến chất côn vương, thật vất vả cắt ngang bạch cốt tiên cơ liên kích, một lần nữa kéo ra giữa song phương cự ly, thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc thời gian. Đang lúc này, lại một đầu nhắc nhở tại trong đầu của nó vang lên, Bá Tống Huyền Thánh thông qua quyền hạn, sửa đổi ngài danh hiệu biệt danh vì Bồ Đào Tím, hy vọng ngài có thể ưa thích. Côn vương, thích ngươi muội a. Đơn giản trèo lên cái mũi lên mặt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bá Tống Huyền Thánh, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không ta nhất định phải để ngươi cái này thiên niên đệ nhất thánh trở thành ngàn năm qua chết nhanh nhất huyền thánh. Côn vương ở trong lòng âm thầm thề. Phi, trốn cái gì trốn? Ngươi không phải muốn từ trong tay của ta cướp đoạt Bạch Hoàng Kinh sao? Liền ngươi cái này túng dạng, cũng muốn từ trong tay của ta giật đồ. Bạch cốt tiên cơ đối côn vương khiêu khích nói, mặt ngoài như thế dữ tợn làm gì, không phục đến làm a. Ha ha, côn vương ngẩng đầu nhìn bạch cốt tiên cơ, không những không giận mà còn cười, ngươi cái này bạch cốt cự nhân hình thức mặc dù cường đại, nhưng ngươi bây giờ còn có thể chống bao lâu. Khô vong cùng mục nát pháp tắc thế nhưng là tử vong hệ pháp tắc bên trong đỉnh tiêm phẩm, đồng thời duy trì hai loại pháp tắc thuộc tính công kích, tiêu hao rất nhiều. Lại thêm hắn cùng bạch cốt tiên cơ tại đến hiện thế. Địa cầu trước đó, liền đã truy đuổi giao chiến dài đằng đẵng thời gian, song phương đều đã trải qua ở vào mỏi mệt giai đoạn. Bạch cốt tiên cơ, côn loại thần thú da dày đến làm cho người giận sôi, vừa rồi nàng bắt lấy sơ hở một đợt bạo kích, đều không có thể thương tổn được đối phương căn bản. Tại phương diện phòng ngự, nàng phi thường ăn thiệt thòi. Mà lại, bạch cốt tiên cơ hiện tại tâm tính cũng có chút băng.
họ Tống, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nàng cắn răng ám đạo. Trước đó nàng cảm ứng được khí tức quen thuộc, xác định là cái kia họ Tống gia hỏa lặng lẽ chui đến phụ cận. Vốn cho rằng gia hỏa này là âm thầm tới trợ giúp bản thân, Bạch Cốt Tiên Cơ trong lòng mừng rỡ. Kết quả, tên kia chỉ là lộ cái mặt, sau đó lại lặng lẽ bỏ chạy. Bạch Cốt Tiên Cơ tức nổ tung. Việc này nàng phải nhớ đến trong lòng sổ đen bên trên. Chờ nghĩ biện pháp đem Côn Vương hất ra về sau, quay đầu nàng liền nghĩ biện pháp đem Tống đầu gỗ móc ra, nhượng hắn nếm thử bị tử vong xong trùy trùy thành tiểu bánh bánh tư vị. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng tại hạch tâm thế giới cửa ra vào vị trí, lưu lại cái con mắt lớn nhỏ lỗ thủng. Hắn muốn thông qua lỗ thủng đi khó dò ngoại giới Bạch Cốt Tiên Cơ cùng Côn Vương ở giữa tình huống chiến đấu. Có thể nhìn thấy chiến đấu tường tình sao? Sở các chủ ngốc mao hiếu kỳ hỏi. Song phương giao chiến bên trong có Bạch Cốt Tiên Cơ, cho nên nàng đối với chiến đấu kết quả có chút hứng thú. Hoàn toàn không nhìn thấy, lỗ thủng quá nhỏ, tăng thêm Côn Vương cùng Bạch Cốt Tiên Cơ bên người có năng lượng cường đại lực trường, trở ngại thị giác. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Hừm, vậy các ngươi chuyển rời đến bản thể của ta vị trí đi. Ta ra ngoài ngó ngó. Sở các chủ ngốc mao lên tiếng nói. Dứt lời, nàng ngốc mao từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhảy xuống, siêu một chút thoát ra hạch tâm thế giới. Sở các chủ cùng Bạch Cốt Tiên Cơ cũng không quen, cũng không có muốn trợ giúp nàng cùng một chỗ đối phó Côn Vương ý nghĩ. Nàng chỉ là đơn thuần muốn lưu lại nhìn xem sự tình phát triển, làm khoái hoạt ăn dưa đứng ngoài quan sát quần chúng thuận tiện cho Tống Thư Hàng bọn người tiếp sóng một chút Côn Vương cùng Bạch Cốt Tiên Cơ ở giữa chiến đấu. Dù sao trường sinh giả quyết đấu rất ít gặp. Đại bộ phận phổ thông tu sĩ cả đời đều không nhìn thấy đẳng cấp này đại chiến. Coi như trong đó có chút vận khí tốt tu sĩ, có thể may mắn an toàn đứng ngoài quan sát trường sinh giả cuộc chiến, cũng rất có thể sẽ bởi vì tự thân cảnh giới không đủ, lâm vào hôn mê, trường sinh giả chiến đấu lúc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều bổ sung lấy tự thân đạo. Thực lực không đủ người, chỉ là tiếp xúc đến những thứ này đạo nội dung, liền sẽ không chịu nổi trong đó bạo tạc tin tức, tiến vào treo máy. Đương nhiên, sở các chủ tại tiến hành tiếp sóng thời điểm, sẽ đem trong chiến đấu một số tin tức sàng chọn che đậy, từ đó không ảnh hưởng thông nương, chuột hamster hào xem trực tiếp. Trong hư không, Bạch Cốt Tiên Cơ cắn chặt răng, tính toán bên dưới trạng thái của mình về sau, ao tung lấy Bạch Cốt cự nhân đối Côn Vương cường công. Lúc này nàng, không thể yếu thế. Hiện tại nàng và Côn Vương ở vào không ngươi chết liền ta vong cục diện. Hoặc là đập chết Côn Vương. Hoặc là nàng bị Côn Vương phản sát. Tại không đem Tống đầu gỗ trùy thành bánh trước, nàng dù sao cũng không muốn chết. Sở dĩ, chỉ có đem Côn Vương trùy thành bánh. Mặt khác, ở hư không khoảng cách bên trong có một thanh thần kiếm, lặng lẽ ẩn núp, như là rắn độc tùy thời mà động đây là Bạch Cốt Tiên Cơ tại móc ra trùy lúc, tiện tay ném ra thần kiếm. Đây là nàng chuẩn bị ở sau, đồng thời cũng là nàng thủ đoạn bảo mệnh. Nếu nàng thật bị Côn Vương phản sát, chuôi này thần kiếm bên trong ẩn tàng một cây bạch cốt, có thể làm cho nàng Đông Sơn tái khởi. Ha ha ha, ngươi còn có thể chống bao lâu? Bạch Cốt Tiên Cơ, Côn Vương lúc này càng phát ra chấn định. Hắn không còn ngạnh kháng Bạch Cốt Tiên Cơ công kích, tránh được nên tránh, hạ quyết tâm muốn kéo tới Bạch Cốt Tiên Cơ kiệt lực. Hiện tại, Bạch Cốt Tiên Cơ chỉ là gắng gượng một hơi điên cuồng tấn công, cái này một đợt công kích sau khi kết thúc, nàng khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó hắn liền có thể một hơi đem Bạch Cốt Tiên Cơ cầm xuống. Phía dưới, sở các chủ ngốc mao thảnh thơi trên mặt biển nổi trôi, đứng ngoài quan sát trên bầu trời chiến đấu. Đồng thời nàng đem trên bầu trời chiến đấu hình ảnh thu xuống tới, thông qua cùng bản thể ở giữa liên hệ, từ bản thể tiếp sóng cho Tống Thư Hàng bọn người quan sát. Bản thể tại tiến hành tiếp sóng thời điểm, còn phụ trách cho Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Thông Nương, chuột hamster hào hiện trường giảng giải. Để bọn hắn từ đó hấp thụ kinh nghiệm, thưởng thức và dạy học, hay không chậm trễ. Tống Thư Hàng một bên yên lặng ghi bút ký, một bên đem chọn cái chiến đấu hình ảnh thu xuống tới. Những thứ này đều là giáo án, tương lai hắn có thể máy móc, đem một bộ này đem đến đệ tử của mình trước mặt, cho mình đệ tử giảng giải trường sinh giả chiến đấu án lệ. Tống, dần dần trở thành hợp cách sư phụ, Thư Hàng. Sở tiền bối, từ tình hình chiến đấu đến xem, thế cục đối Bạch Cốt Tiên Cơ bất lợi a. Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Sở các chủ bản thể lười biếng nói, nếu như không có biến cơ lời nói, trận chiến này sẽ lấy Bạch Cốt Tiên Cơ chiến bại chấm dứt. Đáng tiếc, trận chiến đấu này đã là khâu cuối cùng. Lúc đầu, còn muốn lại nhiều cho các ngươi giảng giải một số trường sinh giả chiến đấu tri thức.
Cái kia, chúng ta tới kéo dài hạ chiến đấu. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Thông Nương hiếu kỳ nói, làm sao kéo dài? Thông Nương đối Bạch Cốt Tiên Cơ có chút hảo cảm, bởi vì tại trên người của đối phương, nàng cảm ứng được toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà đồng bạn khí tức. Trước đó thanh minh, ta sẽ không xuất thủ, sợ các chủ đánh cái hợp thiếu. Đáng tiếc, Di Thuế Cầu Đại Lão bị ta lừa gạt đến trong phòng ấn, chuyển đến Bạch Tiền Bối trong phòng thí nghiệm. Nếu không, Di Thuế Cầu Đại Lão thường thường sẽ khóa chặt vị trí của ta cũng đối với ta khởi xướng tinh thần ô nhiễm công kích. Ta lại vừa vặn có thể đem tinh thần công kích thông qua nói chuyện riêng chuyển tiếp cho Côn Vương Tiền Bối. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Sở các chủ. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhịn không được nói, rõ ràng là Di Thuế Cầu đối ngươi công kích, vì cái gì nghe tựa như là ngươi kỹ năng một dạng. Cái này gọi là Di Hoa Tiếp Mộc, đầu chuyển tinh di. Tống Thư Hàng xoa cằm, nhìn qua tiếp sóng màn hình rơi vào trầm tư. Lúc này, Da Đen Vũ Nhu Tử xông ra, lên tiếng nói, Tống Tiền Bối, nếu như chúng ta muốn người vì quấy nhiễu kéo dài trận chiến đấu này lời nói, không ở ngoài hai cái phương án. Hoặc là cường hóa Bạch Cốt Tiên Cơ, hoặc là suy yếu quấy nhiễu Côn Vương. Hừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Tống Thư Hàng gật đầu nói, trong tay của ta có mấy cái phương án, một là ta dùng tu chân nói chuyện phiếm công năng, phối hợp thứ ba thần nhãn, đột nhiên cho Côn Vương quán thâu đại lượng rác rưởi tin tức, suy yếu quấy nhiễu hắn tình trạng. Bất quá cái phương án này xác suất thành công không cao, mà lại rất dễ dàng dẫn tới phản phệ thao tác không thích đáng thậm chí sẽ bị đại lão phản quán một đầu óc rác rưởi số liệu. Còn nữa, thứ ba thần nhãn nếu như không phải trực tiếp đối địch sử dụng lời nói, không nhất định có thể ảnh hưởng đến trường sinh giả cấp bậc Côn Vương. Sở các chủ phun cái bong bóng nói, thông qua tu chân nói chuyện phiếm con đường tiến hành rác rưởi tin tức mạnh quán thủ đoạn, đa dụng nhất một lần. Một khi sau khi dùng qua, lần thứ hai Côn Vương nhất định sẽ có phòng bị. Thép tốt phải dùng tại trên vết đao, thủ đoạn này đừng vội dùng. Tương lai nói không chừng có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Sở đạo hữu nói có đạo lý, bia đá đạo hữu đồng ý nói. Tống Thư Hàng cũng điểm đầu đồng ý mạnh quán số liệu thủ đoạn, dùng phi thường thuận tiện, cắm vô là xài, thủ đoạn như vậy càng thích hợp giữ lại tương lai giải quyết dứt khoát. Chuột hamster hào sờ lên rìa chuột, hỏi, hắn phương án đâu? Phương án thứ hai, là để Bạch Cốt Tiên Cơ thêm ta hảo hữu. Sau đó, ta nghĩ biện pháp cho nàng cách không quán một nhóm năng lượng, cường hóa tình trạng của nàng. Bất quá. Bạch Cốt Tiên Cơ thần thức không có quét xuống, phải nghĩ biện pháp đem mã QA đưa đến nàng phụ cận, nhắc nhở nàng thêm hảo hữu. Tống Thư Hàng lại nói. Quá phiền toái, mà lại nàng bây giờ căn bản không thời gian. Còn không thêm người hảo hữu, liền sẽ bị Côn Vương phản sát. Sở các chủ tại bên cạnh phân tích nói. Đừng nói là thêm hảo hữu, hiện tại Bạch Cốt Tiên Cơ chỉ muốn dừng lại một chút thời gian, Côn Vương liền sẽ trực tiếp bộc phát phản công. Nếu như không thể từ năng lượng bên trên cường hóa lời nói, vậy liền từ vũ trang bên trên cường hóa nàng. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Vật kia lão đáng tiền, không tùy tiện tặng người, mà lại Bạch Cốt Tiên Cơ đã là trường sinh giả, nàng bản mệnh pháp khí khẳng định đã có được khí linh, thiên đạo thuốc nhỏ mắt đối nàng tác dụng không lớn. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong thiên đạo thuốc nhỏ mắt đưa cho Vũ Nhu Tử, cho. Vũ Nhu Tử, đây là đưa cho ngươi phần. A, à, đưa ta, không giao dịch sao? Vũ Nhu Tử tay nhỏ từ cái chăn bên trong duỗi ra, tiếp nhận thiên đạo thuốc nhỏ mắt. Không giao dịch, đưa ngươi. Tống Thư Hàng cười nói đây là hắn đáp tạ Vũ Nhu Tử từ hắn tiếp xúc tu chân lúc cho tới nay chiếu cố. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, tạ ơn Tống tiền bối. Tống Thư Hàng, ta cũng không có những vật khác tốt đưa các ngươi, trong tay có thể đưa ra tay cũng chỉ có cái này. Các ngươi không ngại lễ vật khó coi liền tốt. Nói xong, hắn lại đối đám người đưa ra cái thứ ba cường hóa phương án, từ vũ trang bên trên cường hóa Bạch Cốt Tiên Cơ, có thể cân nhắc ta hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vừa vặn, ta cũng muốn thử một chút bọn chúng tại nhân tạo tiểu thế giới được cường hóa sau hiệu quả. Hiện tại thư hàng hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bộ kiện bên trên, đều chuyên trở tam nhãn tiền bối tự tay thiết kế cường đại phòng ngự tuyệt đối lực trường hộ thuẫn. Mà lại hai bộ pháp khí đều trải qua không biết bạch một số 33 tập thể dung hợp cường hóa, bây giờ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tại cường độ bên trên đã vượt qua bát phẩm pháp khí giới hạn. Đương hai bộ pháp khí tổ hợp lúc, uy lực sẽ còn tăng thêm một bước. Tống Thư Hàng đang muốn tìm một cơ hội thử một chút hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí uy lực,
nhìn xem bọn chúng có thể hay không tiếp nhận cửu phẩm kiếp tiên thậm chí là trường sinh giả cấp chiến đấu cường độ. Mà trước mắt Côn Vương cùng Bạch Cốt Tiên Cơ, là vô cùng tốt đối tượng thí nghiệm. Hai vị trường sinh giả đã chiến đấu dài dằng dặc thời gian, ở vào mỏi mệt giai đoạn, không phải trạng thái toàn thịnh. Không được, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là người bản mệnh pháp khí, quá nguy hiểm. Sở các chủ nhíu mày nói. Bản mệnh pháp khí cùng hắn cách khác khí khác biệt, hắn cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Cùng chủ nhân thân mật vô gian. Hắn cách khác khí đối tu sĩ tới nói là ngoại vật, coi như bị hao tổn cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Nhưng bản mệnh pháp khí khác biệt, hắn như bị hao tổn sẽ trực tiếp phản hồi đến tu sĩ bản thể. Sở dĩ, rất nhiều tu sĩ bản mệnh pháp khí căn bản không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để phụ trợ tu luyện dùng bản mệnh pháp khí tăng lên bản thân long văn phẩm chất, cường hóa kim đan cùng nguyên anh tiềm chất, bình thường đều lưu tại bản mệnh linh hồ bên trong tiến hành ôn dưỡng. Sở các chủ không cần lo lắng, ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tại trải qua không biết bạch một số 33 dung hợp cường hóa về sau, đã không còn e ngại bị hao tổn, có được cường đại bản thân khôi phục năng lực. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tại nhân tạo tiểu thế giới lúc, hắn gặp gỡ vị thứ nhất không biết bạch đều đối ứng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bên trong một loại linh thú. Đang tiếp thụ không biết bạch thái cổ lực lượng truyền thừa về sau, không chỉ có Tống Thư Hàng công pháp đang biến hóa, hắn hai bộ tổ hợp pháp khí, đồng dạng đạt được cường hóa. Hiện tại, liền xem như tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị đánh nát, nhiều nhất sẽ chỉ làm Tống Thư Hàng bản thể tiếp nhận nhất định kịch liệt đau nhức tổn thương. Mà thống khổ thứ này, đối Tống Thư Hàng tới nói chỉ là một loại thí luyện cuối cùng cũng có một ngày, hắn đem nhấm nháp trên thế giới này tất cả thống khổ chủng loại, sau đó đi khiêu chiến chư thiên vạn giới lớn nhất thống khổ, đem thống khổ triệt để chinh phục. Mặt khác, cho dù là bị đánh nát, chỉ muốn đem mảnh vỡ mang về đến Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ tiến hành ôn dưỡng, qua một thời gian ngắn về sau, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lại có thể nhảy nhót tưng bừng đi ra. Đây cũng là Tống Thư Hàng dám đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vùi đầu vào trường sinh giả chiến trường tiến hành khảo nghiệm lực lượng. Mà lại, lùi một vạn bước tới nói, coi như thật ra cái vạn nhất sự kiện lời nói, hắn còn có thể tìm bạch tiền bối đi hai bộ tổ hợp pháp khí bên trong có một bộ, là bạch tiền bối bảo vật. Tống Thư Hàng giải thích hoàn tất về sau, ánh mắt nhìn qua trực tiếp hình ảnh bên trong bạch cốt tiên cơ bạch cốt cự nhân, như có điều suy nghĩ. Trong hư không, bạch cốt tiên cơ thế công tiết tấu bắt đầu trượt. Ha ha ha, Côn Vương lộ ra bình tĩnh tiếng cười, hắn vẫn như cũ không vội mà xuất thủ. Nóng vội ăn không được nóng xương cốt. Càng là đến cuối cùng, hắn liền càng phải bình tĩnh, gắng giữ lòng bình thường. Hôm nay bạch cốt tiên cơ trong tay bạch hoàng kinh hắn chắc chắn phải có được. Không chịu nổi, bạch cốt tiên cơ trong lòng có chút mát mẻ lạnh. Nàng một mực bộc phát đến bây giờ, là bởi vì nàng đáy lòng còn đối Tống Đầu Gỗ ôm lấy vẻ mong đợi. Không nghĩ tới, Tống Đầu Gỗ cứ nhiên thật sự không ra giúp nàng. Một kích cuối cùng, bạch cốt tiên cơ cưỡng để tinh thần, trong hư không ẩn núp thần kiếm dục dịch. Côn Vương trên mặt càng là lộ ra thắng lợi vui sướng tiếu dung thành quả thắng lợi, đã dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ đáy biển chui ra, trực tiếp đánh vào bạch cốt tiên cơ trên thân. Đó là từng kiện tạo hình cổ quái pháp khí, trên đó tản ra một loại cổ lão lực lượng thần bí, liền Côn Vương đều không nhận ra lực lượng này thuộc tính. Loảng xoảng bang, 66 kiện pháp khí, tự động vũ trang đến bạch cốt tiên cơ sau lưng cái kia bạch cốt cự nhân trên người. Không phải cương thiết sư tử hình thức, cũng không phải vĩnh bất hãm lạc thánh thành cùng hủy diệt cự nhân hình thức. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tại tiếp xúc đến bạch cốt cự nhân thời điểm, tự động tổ hóa ra một bộ đầy đủ hoàn chỉnh khôi giáp, từng kiện lắp ráp đến bạch cốt cự nhân trên người. Cuối cùng một chương từ 33 chủng linh thú dung hợp mà thành thần thú mặt nạ, gắn vào bạch cốt cự nhân bộ mặt, đưa nó vũ trang đến hàm răng. Bạch cốt cự nhân trong hai mắt, có hào quang màu đỏ thắm sáng tỏ mà lên, cái này ngang ngược hồng mang cùng Tống Thư Hàng hủy diệt cự nhân không có sai biệt. Tại 66 kiện pháp khí vũ trang bên dưới, nguyên bản tràn đầy xương cảm giác bạch cốt cự nhân lắc mình biến hóa hóa thành sắt thép cao đạt, trong nháy mắt từ khủng bố linh dị phong thay đổi vì khoa huyễn cơ chiến phong cách, đáng nhắc tới chính là, cùng Tống Thư Hàng đãi ngộ khác biệt, bạch cốt tiên cơ thân thể mềm mại bị bạch cốt cự nhân cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí song trọng bảo hộ, an trí tại cương thiết cự nhân nội bộ, khiến cho nàng sẽ không nhận một tia tổn thương. Thần thú bạch cốt cự nhân, vũ trang hoàn tất. Trên bầu trời, sấm chớp. Trên mặt biển, ba đào mãnh liệt. Bầu trời cùng đại hải,
trung tấu một khúc thuần thiên nhiên phong cách nhạc nền, phảng phất là tại vì thần thú khô lâu hiện thân lớn tiếng khen hay. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đối diện côn vương một mặt mộng bức. Trên thực tế, sắt thép khôi giáp bên trong bạch cốt tiên cơ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Tiên tử trên mặt, lộ ra nở rộ hoa tươi đẹp mắt tiếu dung. Nàng nghĩ, sẽ làm như vậy, cũng chỉ có tống đầu gỗ. Mà lại đây là thú thần bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bộ pháp khí này thủ pháp luyện chế ngay tại tống đầu gỗ trong tay. Lúc trước nàng nhất thời hưng khởi, chơi đùa tính chất sáng lập toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà lúc, tống đầu gỗ liền đã từng xin nhờ nàng đem thần thú thú ám chung chuyện thừa giấu ở liên minh thánh điển bên trong. Tính ngươi còn có chút tâm, bạch cốt tiên cơ nói khẽ. Theo hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đem bạch cốt cự nhân vũ trang, liên tục không ngừng lực lượng từ khôi giáp trên người hiện ra tới. Bạch cốt tiên cơ cảm giác mình mỏi mệt quét sạch sành xanh, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của nàng. Trên thực tế nàng vẫn như cũ ở vào suy yếu trạng thái, chỉ là tâm tình đột nhiên biến tốt tình huống bên dưới, mới sinh ra loại này thân thể đều biến nhẹ nhõm ảo giác. Ông, thần thú khô lâu trong tay hai thanh chiến chủy cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí sinh ra cộng minh. Tại một đợt rung động dữ dội bên trong, hai thanh chiến chủy bành trướng, chủy thân bùng lên đến ban đầu lớn gấp ba nhỏ, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Vũ trang đến hàm răng thần thú khô lâu đưa tay va chạm trong tay cự chủy. Oanh! Làm cho người tai điếc tiếng và đập nổ vang, thậm chí vượt trên bầu trời lôi minh tiếng vang. Ô hô 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 hô, thần thú khô lâu bên trong, truyền ra bạch cốt tiên cơ cái kia đặc biệt quái dị tiếng cười. Sau đó, thần thú khô lâu giơ cao tay phải lên chùy, chỉ hướng côn vương, ván thứ hai, bắt đầu. Chuẩn bị kỹ càng run rẩy sao, côn vương, này nương môn cứ nhiên sắp chết mở treo. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt bạch cốt tiên cơ khiêu khích, hắn không thể yếu thế. Đừng tưởng rằng thêm ra một thân mai rùa liền có thể mạnh lên bao nhiêu, ta có thể cảm ứng đi ra, tình trạng của ngươi vẫn như cũ suy yếu. Côn vương tỉnh táo phân tích nói. Bạch cốt tiên cơ khí tức đã hạ xuống cùng hắn giao thủ đến nay suy yếu nhất trình độ. Trên người nàng thêm ra khôi giáp cũng không có cường hóa bạch cốt tiên cơ. Điểm trọng yếu nhất là, bộ này nhìn qua rất nghiêu khôi giáp, cẩn thận cảm ứng một chút, cũng chỉ là bát phẩm huyền thánh cấp bậc pháp khí. Liền xem như tổ hợp, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cấp độ. Ra sân rung động, dọa côn nhảy một cái, nhìn kỹ, nguyên lai là bộ dáng hàng. Ngươi không hiểu, bạch cốt tiên cơ nói, ta hiện tại có được lực lượng mới, thân thể hư nhược đã không cách nào trói buộc ta. Loại này duy tâm lời nói, khiến cho người đau răng. Côn vương không còn nói nhảm, hắn hai tay nâng lên pháp khí trấn hải xích, hướng phía bạch cốt tiên cơ vạch một cái. Vạch một cái ở giữa, hải dương đều bị cắt thành hai nửa, đạo này cường đại chảm kích đem ngăn tại trước mặt nó vạn vật đều nghiền nát, hướng phía bạch cốt tiên cơ đánh tới. Côn vương rất tỉnh táo. Hắn không định cho bạch cốt tiên cơ lắm nhiều cơ hội, miễn cho đối phương thừa cơ lặng lẽ uống thuốc khôi phục. Mặt khác một kích này, cũng có thể thăm dò bên dưới bạch cốt tiên cơ chân thực trạng thái. Đối diện bạch cốt tiên cơ không có né tránh. Nàng nhẹ nhàng phất tay, thần thú khô lâu giơ ngang một đầu chùy, cử trọng nhược khinh. Oanh, chấn hải xích cái kia cuồng bạo chảm kích, cứ như vậy bị nhẹ nhõm ngăn lại. Bị chia cắt mặt biển lấy bạch cốt tiên cơ vì đường ranh giới. Bạch cốt tiên cơ trước người, đại hải bị chém ra, mặt biển cuồng bạo một mảnh. Mà tại bạch cốt tiên cơ sau lưng, mặt biển bình tĩnh, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Côn vương thấy cảnh này, cảm giác nội tạng bắt đầu rào đau nhức. Vũ trang bên trên bộ này cửu phẩm cấp bậc khôi giáp về sau, bạch cốt tiên cơ đạt được một lớn xa hơn hai cường hóa. Nguyên bản lập tức liền muốn bị hắn lấy xuống thành quả thắng lợi, lại biến các nha. Hiện tại, người còn cảm thấy ta suy yếu sao? Bạch cốt tiên cơ chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, thần thú khô lâu lần nữa hành động. Hắn đưa tay tại mắt trái của chính mình vành mắt bên trên, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Bạch cốt tiên cơ. Bởi vì, động tác này không phải nàng tại thao tác. Thần thú khô lâu tại tự động. Hạch tâm thế giới. Quả nhiên, bạch cốt tiên cơ bạch cốt cự nhân cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là xứng đôi. Bạch cốt cự nhân bí pháp đơn giản tựa như là vì phối hợp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chuyên môn nghiên cứu phát minh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn tiếp sóng trông được đến bạch cốt tiên cơ ngưng tụ ra bạch cốt cự nhân lúc,
liền trong lúc mơ hồ cảm giác cái này bạch cốt cự nhân rất xứng đôi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Đây cũng là Tống Thư Hàng đột nhiên muốn khảo thí tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cường độ một nguyên nhân. Hiện tại hắn xác định chính mình suy đoán. Lúc này, thông qua đối hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí khống chế, Tống Thư Hàng có thể đối hợp thể thần thú khô lâu tiến hành một số thao tác. Tựa như hiện tại, một khỏa tiểu xảo trong mắt, bị Tống Thư Hàng thông qua hạch tâm thế giới, chuyển rời đến thần thú khô lâu hốc mắt. Tống Thư Hàng tại mỗi kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên, đều lưu lại thánh ấn cùng thần binh kỳ giám lạc ấn, mỗi kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đều là hắn không gian tọa độ. Viên kia trong mắt đối với thần thú khô lâu tới nói quá nhỏ bé. Nhưng là, hắn phát tán đi ra lực chấn nhiếp, lại không thua gì cả cái khổng lồ thần thú khô lâu. Tại Tống Thư Hàng dẫn đạo bên dưới, thần thú khô lâu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Côn Vương. Hướng ta chứng minh, ngươi có phải hay không cường giả tuyệt thế đi. Một cái to lớn thanh âm, từ thần thú khô lâu trên người vang lên. Sau đó, một đạo hàn mang đột nhiên toát ra, rơi trên người Côn Vương. Là nho gia thánh nhân cường giả giám định thuật. Trước kia, bị giới hạn Tống Thư Hàng bản thân cảnh giới, thánh nhân chi nhãn hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể đối cửu phẩm trở xuống tu sĩ cùng một số nhỏ cửu phẩm kiếp tiên sinh ra hiệu quả. Đỉnh tiêm cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả đều có thể hoàn toàn miễn dịch cường giả giám định thuật hiệu quả. Hiện tại, nho gia thánh nhân chi nhãn bị chứa vào đến trường sinh giả cấp thần thú khô lâu trong mắt, cường giả giám định thuật hiệu quả có thể hay không tăng lên một bậc. Tống Thư Hàng muốn nhân cơ hội thí nghiệm một chút. Nếu như cái này thí nghiệm thành công, hắn sau này tao thao tác liền có thêm. Tỷ như, lâm thời cho mượn sở các chủ chán, quét một đạo cường giả giám định thuật quang mang đi ra. Nho gia thánh nhân, lúc này, bị hàn quang đánh trúng Côn Vương đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, thân thể của nó lớn đường cong nhảy trở đi, uốn lượn thành hình tròn đường cong. Nhìn nó cái này thuần thục phản ứng. Ải du hữu duyên. Xem ra vị này Côn Vương tiền bối đã từng khiêu chiến qua nho gia thánh nhân. Nho gia thánh nhân chi nhãn đối một ít trường sinh giả sẽ có đặc thù chấn nhiếp tác dụng năm đó, tại tranh đoạt thiên đạo chi vị thời điểm, nho gia thánh nhân không sai biệt lắm treo lên đánh qua chư thiên vạn giới cường giả, được xưng là đương thời mạnh nhất, chân áp một thế, ngoại hiệu rất sâu. Nhiều như vậy bị treo lên đánh qua cường giả bên trong, có không ít đều được chứng kiến nho gia thánh nhân song đồng chỗ kinh khủng, bị đánh đi ra bóng ma tâm lý tựa như trước mắt vị này Côn Vương tiền bối. Đang bị đạo này quen thuộc hàn quang đánh chúng về sau, thân thể tự động liền sinh ra khoa trương quá kích phản ứng. Tiếc nuối là Tống Thư Hàng thí nghiệm thất bại, liền xem như đem nho gia thánh nhân chi nhãn đựng trường sinh giả cảnh giới thần thú khô lâu trong hốc mắt, hắn cũng vô pháp phát huy ra nguyên bản hiệu quả. Đỉnh tiêm kiếp tiên cùng bước ra bản thân đạo trường sinh giả, vẫn như cũ có thể miễn dịch cường giả giám định thuật. Đáng tiếc, nếu như thí nghiệm thành công, sở các chủ chán nho gia thánh nhân chi nhãn ngốc mao đột thứ xích tiêu kiếm phần thiên hỏa diễm đao, một bộ liên hoàn kỹ xuống tới, liền có thể mời rất nhiều cường địch miễn cưỡng uống một bình. Bất quá, Tống Thư Hàng cũng không có đem nho gia thánh nhân chi nhãn thu về. Cường giả giám định thuật chỉ là nho gia thánh nhân bổ sung một cái tiểu công năng, hắn tác dụng chân chính cũng không giới hạn trong cái này dạy học dùng tiểu kỹ năng. Tại Tống Thư Hàng toàn lực kích hoạt bên dưới, nho gia thánh nhân chi nhãn bắt đầu phối hợp thần thú khô lâu chiến đấu. Tại thánh nhân con mắt ngưng thị bên dưới, địch quân Côn Vương hết thảy số liệu cũng không có chỗ ẩn trốn. Thần thú khô lâu nội bộ, bạch cốt tiên cơ cảm giác mình hai mắt đột nhiên thanh lương, liền cùng con mắt khô cạn lúc nhỏ thuốc nhỏ mắt một dạng dễ chịu. Ngay sau đó, có thật nhiều chiến đấu tin tức hiện lên ở trước mắt của nàng tỷ như, tiếp theo chỉ có thể công kích Côn Vương nào vị trí đưa nó đánh nổ, muốn lấy như thế nào tư thế tiến hành tốt nhất công kích. Công kích cường độ cùng góc độ tính toán, chờ một chút các loại số liệu. Nho gia thánh nhân chi nhãn, tay nắm tay dậy bảo ngươi làm sao chiến đấu. Mà lại, những thứ này số liệu không phải đã hình thành thì không thay đổi, theo đối phương Côn Vương tư thế biến hóa, những thứ này số liệu cũng đang không ngừng thời gian thực đổi mới. Sâu phát nổ. Bạch cốt tiên cơ chưa từng có nghĩ tới chiến đấu có thể chơi như vậy. Lúc này, đối diện Côn Vương vẫn còn quá kích phản ứng trạng thái bên trong. Mặc dù cường giả giám định thuật không đối hắn sinh ra tác dụng, nhưng thánh nhân chi nhãn xuất hiện thực dọa hắn nhảy một cái. Côn Vương năm đó khiêu khích nho gia thánh nhân, tựa hồ bị đánh ra bóng ma tâm lý. Bạch cốt tiên cơ đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Tại nho gia thánh nhân chi nhãn phụ trợ bên dưới, nàng điều khiển thần thú cơ giáp đột tiến,
trong tay Khô Vong chi chùy nửa đường liền bị nàng ném ra, viễn trình đánh tới hướng Côn Vương. Sau đó nàng hai tay nắm ở mục nát chi chùy, từ phía bên phải hung ác kích Côn Vương phần bụng. Côn Vương thật vất vả khắc chế lòng của mình lý bóng tối, cưỡng ép điều chỉnh tốt trạng thái của mình, kết quả Khô Vong chi chùy từ không mà rơi, nện ở trên lưng nó, trên đó Khô Vong pháp tắc như giỏi trong xương xâm phệ thân thể của nó, để nó khô cạn làn ra tiến một bước mất nước, biến khô nứt. Ngay sau đó, Bạch Cốt Thiên Cơ điều khiển thần thú Khô Lâu, xông đến nó bên cạnh, một chùy nện ở bụng nó. Lúc này Thể Tích Tăng vọt cự chùy, một cái chùy diện liền bao phủ Côn Vương ngực bụng toàn bộ vị trí. A Côn Vương lập tức cảm giác phần bụng rời sông lấp biển, xương ngực truyền đến vết rách thanh âm, thống khổ đến bạo. Nhưng là, loại trình độ này thống khổ, còn tại hắn có thể nhẫn nại phạm vi. Côn Vương nhịn đau nắm chặt Trấn Hải Xích, phản kích chém về phía Bạch Cốt Tiên Cơ. Đương! Trấn Hải Xích cuồng bạo một kích chạm tại thần thú Khô Lâu giáp ngực bên trên, lại chỉ ma sát ra một mảnh hỏa hoa. Thần thú Khô Lâu giáp ngực tựa như là bôi dầu bôi trơn, trên đó có một tầng lực trường hộ thuẫn hiển hiện, Trấn Hải Xích chạm tại trên đó lúc không cách nào thụ lực, trượt ra. Côn Vương! Đó căn bản không phải cửu phẩm kiếp tiên pháp khí phòng ngự cấp bậc, đặc biệt là trên đó lực trường hộ thuẫn, phi thường đặc thù. Côn Vương thử nghiệm phân tích cái này lực trường hộ thuẫn kết cấu, muốn tìm kiếm ra nó sơ hở. Nhưng nó vừa muốn phân tích, cũng cảm giác sọ não phát chướng, như muốn bạo tạc. Cái này đặc mã là vật gì? Ai sáng tạo, có cho hay không côn đường sống? Côn Vương theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía thần thú Khô Lâu. Hắn ngẩng đầu một cái lúc, liền nhìn thấy thần thú Khô Lâu đang cúi đầu nhìn lấy hắn, dưới mặt nạ trong mắt trái, nho ra thánh nhân chi nhãn tản ra làm người sợ run quang mang, cho hắn mang đến áp lực lớn lao. Bộ này không có cách nào đánh. Ô hô 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 hô, Bạch Cốt Tiên Cơ tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Hôm nay, nàng liền muốn đem Côn Vương triệt để đánh nổ. Thần thú Khô Lâu lần nữa huy động song chùy, có phong lôi tiếng nương theo lấy chùy múa. Đối diện Côn Vương sắc mặt phát đen. Hắn biết hôm nay mình đã gặm không nổi Bạch Cốt Tiên Cơ khối này các nha xương cốt, cái kia âm thầm trợ giúp Bạch Cốt Tiên Cơ ra hỏa thủ đoạn quá nhiều, mà lại rất âm hiểm. Rõ ràng có được lực trường hộ thuẫn cấp bậc này thủ đoạn, nhưng cố đem khôi giáp ngụy trang thành bát phẩm pháp khí bộ dáng. Mà lại tay liền nho ra thánh nhân chi nhãn loại vật này đều bị đối phương khống chế. Cái này còn đánh cái rắm. Có ra hỏa này trong bóng tối, nếu như lại cùng Bạch Cốt Tiên Cơ dây dưa tiếp, nói không chừng hắn đến lật thuyền. Đã không thể lại cùng Bạch Cốt Tiên Cơ đánh xuống, vậy cũng chỉ có đi. Tốt tại, hắn nếu muốn đi, Bạch Cốt Tiên Cơ cùng phía dưới cái kia núp trong bóng tối ra hỏa đều ngăn không được. Hoa, Côn Vương phía sau đột nhiên bắn ra một đôi cánh. Bạch Cốt Tiên Cơ khống chế thần thú Khô Lâu vung vẩy ra nện gõ, đập cái không. Côn Vương dương cánh, hóa côn vì bằng. Đôi kia đồng dạng bồ đào tím màu sắc hai cánh nhẹ nhàng vỗ, Côn Vương thân hình liền cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phi, kém cỏi, Bạch Cốt Tiên Cơ phỉ nhổ nói. Sau đó, nàng vung tay lên một cái tán đi chùy lên Khô Vong, mục nát pháp tắc, lẳng lặng đứng ở trong hư không. Nàng đang chờ lấy cái kia họ Tống ra hỏa đi ra. Phía dưới trên mặt biển, Sở Các chủ Ngốc Mao nhàn nhã đong đưa, thu thập chiến lợi phẩm Côn Vương bị liên tục bạo chùy về sau, rơi xuống không ít lân phiến. Đây chính là trường sinh giả cấp bậc Côn Vương lân phiến, chư thiên vạn giới đứng đầu nhất vật liệu luyện khí. Đáng tiếc Bạch Cốt Tiên Cơ không góp sức, không thể chém xuống Côn Vương bộ phận nhục thân, nếu không đêm nay liền có thể ăn côn thịt nồi lẩu. Ngốc Mao đem tất cả lân phiến tập hợp đủ về sau, lại vui a nhìn về phía trong hư không Bạch Cốt Tiên Cơ. Sở Các chủ đương nhiên biết đối phương muốn chờ ai. Nhưng thật đáng tiếc nàng muốn chờ người, cũng không ở chỗ này. Thư hàng, mở cửa. Sở Các chủ Ngốc Mao kêu. Hạch tâm thế giới cửa vào mở ra. Sở Các chủ Ngốc Mao mang theo chiến lợi phẩm trở về. Đồng thời, trong hư không Bạch Cốt Tiên Cơ trên người hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tự động chút bỏ lớp hóa trang, hóa thành lưu quang trở về hạch tâm thế giới. Bạch Cốt Tiên Cơ nhãn tình sáng lên. Sau đó, nàng thật nhanh đi theo cái kia đạo lưu quang, hướng đáy biển vị trí lao đi. Hạch tâm thế giới bên trong. Đáng tiếc, Côn Vương không góp sức, Sở Các chủ bản thể tiếc nuối nói. Tống Thư Hàng cường hóa Bạch Cốt Tiên Cơ chiến lực, nhưng cả chàng chiến đấu cũng không có tục dài bao lâu. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ chui.
Tâm ma xích tiêu kiếm nói hợp thể sau thần thú khô lâu đánh hư nhược côn vương, liền cùng từ nhỏ lão đệ một dạng. Tống tiền bối, vị này bạch cốt tiên cơ hướng phía hạch tâm thế giới đến đây. Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Hừm, ta thấy được, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi, chúng ta đi nghênh đón vị này bạch cốt tiên tử. Bạch cốt tiên cơ tán đi bạch cốt cự nhân bí pháp, thu hồi song trùy, theo sát tam thập tam thú tổ hợp pháp khí lưu quang, hướng đáy biển vị trí độ tới. Khi nàng triệt để từ trạng thái chiến đấu bên trong rời khỏi về sau, giữa thiên địa liền có đại lượng tin tức từng lớp hướng nàng vào tới đây là năm nay tích lũy tất cả huyền thánh giảng pháp tiếp sóng tin tức. Gần thời gian hơn một năm, bạch cốt tiên tử đều tại cùng côn vương truy đuổi chiến đấu, căn bản không có khả năng phân thần đi xem huyền thánh giảng pháp trực tiếp. Cho đến hôm nay, côn vương trốn xa, bạch cốt tiên cơ từ trạng thái chiến đấu bên trong rời khỏi về sau, mới tiếp thu được rất nhiều huyền thánh giảng pháp tiếp sóng. À, làm sao nhiều như vậy? Đương bắt đầu tiếp thu huyền thánh giảng pháp tiếp sóng lúc, bạch cốt tiên cơ sững sờ. Bởi vì nàng một hơi tiếp thu được 16 cái tiếp sóng. Đã có gần ngàn năm chưa từng xuất hiện huyền thánh, năm nay liền cùng củ cải thành thục một dạng, tụ tập huyền thánh giảng pháp. Thời gian hơn một năm liền ra 16 cái huyền thánh, thời kỳ viễn cổ đều không điên cuồng như vậy a. Bạch cốt tiên cơ thầm nghĩ trong lòng. Liền xem như thời kỳ viễn cổ, có một đoạn huyền thánh ra nhất tấp nập thời kỳ, một năm cũng mới ra 3, 4 cái huyền thánh còn không năm nay hiển thánh huyền thánh số lẻ nhiều. Năm nay giới tu luyện biến hóa lớn như vậy. Bạch cốt tiên cơ một bên hướng đáy biển bỏ chạy, một bên nhanh chóng tiếp thu huyền thánh giảng pháp nội dung. Thân là trường sinh giả, nàng tại xem huyền thánh giảng pháp thời điểm, có thể tiến hành một số cao cấp thao tác. Tỷ như nàng có thể đem huyền thánh giảng pháp tiếp sóng ra tốc 10 lần thậm chí gấp 100 lần, trong thời gian ngắn nhất đem huyền thánh giảng pháp quan sát một lần lấy trường sinh giả cường đại tinh thần lực, liền xem như ra tốc gấp 100 lần cũng sẽ không ảnh hưởng nàng xem giảng pháp hiệu quả. Sau đó, đường bạch cốt tiên tử tiếp thu được cái thứ nhất huyền thánh giảng pháp lúc, nàng liền phun ra. Thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh lên đài hiển thánh, giảng pháp. Nhưng cùng một chỗ hiển thánh, cư nhiên có 4 tôn huyền thánh. Bá tống huyền thánh, thất sinh phù huyền thánh, thường viễn tử huyền thánh, thiên nhai tử huyền thánh. 4 vị huyền thánh cùng đài hiến hát bá tống huyền thánh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở xê vị, phía sau có 2 vị huyền thánh ôm đầu ngồi xổm phòng. Một vị khác trực tiếp ôm đầu quỳ xuống đất, cũng không biết là cái gì đặc thù trận hình. Đây là cái gì thao tác? Vì sao lại có 4 vị huyền thánh cùng một chỗ hiển thánh? Chẳng lẽ là, thành đoàn độ kiếp, bạch cốt tiên tử trong lòng suy đoán nói. Nhưng thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu cốt hôi dương a. Trong lúc đang suy tư, hiển thánh màn ảnh chậm rãi rút ngắn, tại thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh phía sau, có một tôn sinh động như sống công đức chi quang xả mỹ nhân. Tiên tử, bạch cốt tiên cơ kém chút hoài nghi chính mình có phải hay không lão hoa. Viễn cổ thiên đình chi hoa, năm đó thiên đình công nhận đại mỹ nhân. Luận mỹ mạo và khí chất, năm đó viễn cổ thiên đình không mấy vị tiên tử có thể cùng nàng so sánh. Vì cái gì tiên tử sẽ biến thành vị này bá tống huyền thánh công đức chi quang? Năm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, cảm giác thế giới biến hóa thật lớn. Trong lúc đang suy tư, hiển thánh màn ảnh lại đi xuống rồi. Chính thức lộ ra bá tống huyền thánh tấm kia chấn nhiếp chư thiên vạn giới ra mặt. Bạch cốt tiên cơ, phốc, tống đầu gỗ. Bất quá, nàng tại nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ về sau, lại lập tức tỉnh ngộ lại, không đúng, đây không phải tống đầu gỗ. Dài cũng hoàn toàn không giống. Vị này bá tống huyền thánh liếc nhìn qua giống tống đầu gỗ, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn cùng tống đầu gỗ kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Là ta gặp vật nghĩ người, bạch cốt tiên cơ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ là nàng vừa rồi vẫn muốn tống đầu gỗ, sở dĩ chợt mắt thấy đến vị này bá tống huyền thánh lúc, đem hắn nhận lầm. 4 thánh hiển thánh hoàn tất về sau, thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh mở miệng giảng pháp. Hắn nhất khai khang, bạch cốt tiên cơ lại phun ra vô sỉ, đây không phải Trình Lâm nữ đế giảng giải đạo tạng sao. Nàng trước kia tiếp xúc qua Trình Lâm nữ đế, nghe nàng vụn vụn vặt vặt giảng giải qua liên quan tới đạo tạng nội dung. Công đức chi quang là tiên tử. Giảng pháp nội dung là Trình Lâm nữ đế bản thảo. Vị này thiên niên đệ nhất thánh bá tống, không phải là Trình Lâm nữ đế chuẩn bị ở sau a. Bạch cốt tiên cơ một bên hướng đáy biển độn hành, một bên trong bóng tối suy đoán. Về sau 3 vị huyền thánh giảng pháp, ngoại trừ vị kia thường viễn tử huyền thánh tại tìm đường chết bên ngoài, hắn 2 vị tính được là quy củ.
nhanh chóng đảo qua còn lại tam thánh giảng pháp về sau, Bạch Cốt Tiên Cơ tiếp tục điểm mở thứ năm huyền thánh giảng pháp. Thứ năm huyền thánh bí đao thánh quân, đây là vị quy củ huyền thánh, không có thành đoàn độ kiếp, giảng chính là phòng ngự chi đạo. Phòng ngự chi đạo cùng Bạch Cốt Tiên Cơ ở giữa không có cái gì cộng minh điểm, nàng lần nữa nhanh chóng khẽ quét mà qua. Tiếp lấy nàng lại lôi ra thứ sáu huyền thánh vạn người mê Bạch Thánh giảng pháp. Đang tại Bạch Cốt Tiên Cơ chuẩn bị quan sát Bạch Thánh giảng pháp thời điểm, tại nàng phía trước có một cái tiểu thế giới lối vào mở ra. Một vị mang theo mặt nam tử, mang theo một vị chân dài tiên tử từ tiểu thế giới bên trong dậm chân mà ra, tiến lên đón. Bạch Cốt Tiên Cơ mừng rỡ nhìn về phía vị nam tử kia, Tống. Nhưng nàng vừa mới mở miệng, liền tạm ngừng. Bởi vì trước mắt nam tử này, không phải Tống đầu gỗ. Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày, chằm chằm vào nam tử trước mắt. Tống Thư Hàng có chút nhấc lên trên mặt mình mặt, lộ ra bên dưới nửa gương mặt, hướng về phía Bạch Cốt Tiên Cơ mỉm cười, người tốt, Bạch Cốt Tiên Tử. Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma, Bá Long Cổ Thánh, Bá Ma Thánh Quân. Bốn cái xa hoa thánh hào tại Tống Thư Hàng trên thân hiển hiện. Sở dĩ lộ ra bản thân thánh hào, là đang nhắc nhở Bạch Cốt Tiên Cơ thấy rõ ràng, ta là Bá Tống Huyền Thánh, cũng không phải Tống đầu gỗ, chớ ai ta. Bá Tống Huyền Thánh, Bạch Cốt Tiên Cơ nhíu mày. Mặt khác, bốn cái thánh hào là chuyện gì xảy ra? Ý thức của nàng cực nhanh lôi ra chưa xem hết huyền thánh giảng pháp tiếp sóng, kéo động liệt biểu quả nhiên, nàng ở sau đó hơn 10 thiên giảng pháp tiếp sóng bên trong. Tìm được Bá Nho Huyền Ma, Bá Long Cổ Thánh cùng gần nhất Bá Ma Thánh Quân Tam Thiên giảng pháp tiếp sóng. Gia hỏa này, một cái người hiển thánh 4 lần. Đây là cái gì thao tác? Ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, thế giới này đến cùng thế nào? Gặp Bạch Cốt Tiên Cơ đã nhận ra mình đạo hiệu, sẽ không lại ai bản thân về sau, Tống Thư Hàng mỉm cười, há miệng muốn nói. Tại hạ Bá Tống, tuổi mới 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Đang lúc này, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tạo hóa tiên tử nhảy ra ngoài, cực nhanh đem Tống Thư Hàng lời kịch cho đoạt. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử khoa tay cái thắng lợi tư thế, Tống A ngốc ngốc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, người vật trang sức có điểm đặc sắc, Bạch Cốt Tiên Cơ trái lương tâm tán dương. Tạ ơn, Tống Thư Hàng bình tĩnh đáp. Sau đó, lại là một trận trầm mặc. Lại hơn phân nửa thường sau. Bạch Cốt Tiên Cơ nhìn không được hỏi, cái kia, xin hỏi. Tống đầu gỗ tại cái này sao? Nếu như người muốn tìm Tống đầu gỗ lời nói, thật đáng tiếc, hắn cũng không ở chỗ này. Lúc này, Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao thảnh thơi xoay tròn lấy trả lời. Ngốc mao tinh, Bạch Cốt Tiên Tử kinh ngạc nói. Sau đó, nàng liền bị sở các chủ ngốc mao treo lên đến Bạch Cốt Tiên Tử lúc này đang đứng ở bộc phát sau khi kết thúc cực độ suy yếu trạng thái. Lại thêm nàng cũng không có muốn phản kháng ý tứ, mặc cho sở các chủ ngốc mao đưa nàng treo lên. Một lát sau, Bạch Cốt Tiên Tử nghẹo đầu, hôn mê đi. Tống Thư Hàng, cái này đã hôn mê đi. Bạch Cốt Tiên Tử là trường sinh giả cảnh giới A. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía sở các chủ ngốc mao hẳn là, theo thân thể khôi phục, sở tiền bối ngốc mao uy lực càng phát ra cường đại rồi. Đừng nhìn ta đều không dùng lực, sở các chủ ngốc mao đáp. Tạo hóa tiên tử tiếp lời nói, người liền ngã xuống. Sở ngốc mao. Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên tạo hóa tiên tử, đưa nàng lấp trở về lại nói, hôm nay tạo hóa tiên tử tốt sinh động, là gặp gỡ cái gì vui vẻ chuyện. Sở các chủ ngốc mao nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái, đem hôn mê Bạch Cốt Tiên Cơ đặt ngang tới đất bên trên. Tâm ma xích tiêu kiếm, đụng xứ. Là thật ngất đi, sở các chủ ngốc mao đáp, nhưng không phải ta xiết nguyên nhân. Thuần túy chỉ là chính nàng tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Trước đó nàng còn có thể đứng đấy tất cả đều là dựa vào ý chí và chờ mong đang chống đỡ, hiện tại chờ mong biến mất, đương nhiên liền nhịn không được. Bia đá đạo hữu kiểm tra bên dưới Bạch Cốt Tiên Cơ thân thể, nói, thân thể chỉ có một ít vết thương nhẹ, ngủ một giấc liền tốt, trường sinh giả không yếu ớt như vậy. Bạch Cốt Tiên Cơ chỉ là mệt, sau đó đến một cái làm nàng yên tâm địa phương, liền trầm tĩnh lại, ngủ thiếp đi. Vậy liền để nàng ngủ trước một hồi ba vốn còn muốn hỏi một chút Bạch Cốt Tiên Tử liên quan tới Bạch Cốt Cự Nhân bí thuật sự, Tống Thư Hàng dùng niệm lực nâng lên Bạch Cốt Tiên Cơ, đưa nàng chuyển rời đến hoạt tuyền bên bờ ao nhỏ bên trên. Nơi này là hạch tâm thế giới linh khí nhất sung túc địa phương, thích hợp nhất Bạch Cốt Tiên Tử nghỉ ngơi khôi phục. Tống Thư Hàng đem Bạch Cốt Tiên Cơ buông xuống. Vũ Nhu Tử thì đem bản thân cái chăn lấy ra,
choàng tại bạch cốt tiên cơ trên người, sau đó hỏi, Tống tiền bối muốn học cái kia bạch cốt cự nhân bí thuật. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác cái này bạch cốt bí thuật cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rất xứng đôi dáng vẻ, cho nên muốn tìm hiểu một chút. Đương nhiên, nếu như có cơ hội có thể từ trên thân bạch cốt tiên tử học được cái này bạch cốt cự nhân bí thuật thì tốt hơn, nếu như có thể đồng thời sử dụng bạch cốt cự nhân tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hắn độ bát phẩm thiên kiếp liền như chơi đùa. Sở các chủ bản thể phun cái bong bóng, nói, loại kia nàng sau khi tỉnh lại, ta hướng nàng hỏi thăm một chút. Ngươi cứu được nàng một mạng, hướng nàng muốn chút thù lao cũng là chuyện đương nhiên sự. Không cần không cần, ta cũng không có thi ân cầu báo ý tứ. Tóm lại, chờ bạch cốt tiên cơ tỉnh về sau, ta lại cùng nàng tâm sự đi. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn đứng dậy, đem mặt một lần nữa đeo lên, Vũ Nhu Tử, chúng ta xuất phát. Đi đâu? Vũ Nhu Tử quay đầu hỏi. Chúng ta đi Thiên Hà Tô Thị, đi trước đạp cái điểm, ấm trận. Tống Thư Hàng đưa tay tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cự lộc lão quân chi cung. Ngươi muốn ngự cung phi hành, chuột hamster hào nghi ngờ nói. Không, ta nghĩ thử một chút đem bản thân bắn đi ra. Tống Thư Hàng nắm cự cung, vẻ mặt thành thật. Chuột hamster hào. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, từ nơi này bắn tới Thiên Hà Tô Thị. Ngươi là muốn vượt qua bản thân sợ nhanh chứng sao? Không phải, ta chỉ là có chút khẩn trương. Muốn thông qua loại này đăng tràng phương thức thư giãn một tí, làm dịu bên dưới nội tâm khẩn trương. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn mở ra hạch tâm thế giới một cái cửa ra. Cái cửa ra này, thẳng thông Thiên Hà Tô Thị. Đây là lần trước, Tống Thư Hàng để Tô Không Vân mang về lạc ấn đao gỗ biến thành tọa độ đáng tiếc Tô Thị A Thập Lục còn tại bí cảnh bên trong. Nếu không Tống Thư Hàng có thể trực tiếp đem tọa độ mở ra A Thập Lục bên cạnh. Đi, Tống Thư Hàng khoát tay chặn lại. Cự lộc lão quân chi cung tự động mở ra. Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, đem bản thân đỡ đến trên cung. Dây cung động, siêu một tiếng, hắn đem bản thân bắn ra hạch tâm thế giới, vọt hướng Thiên Hà Tô Thị vị trí. Chuột hamster hào. Da đen Vũ Nhu Tử. Tâm ma xích tiêu kiếm. Tống tiền bối chờ ta. Vũ Nhu Tử kêu to một tiếng, đồng dạng nhảy tới cự cung phía trên, siêu một chút, theo sát Tống Thư Hàng bị bắn ra đi. Da đen Vũ Nhu Tử, người muốn lên sao? Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng nhanh chóng lắc đầu, nàng nhấc lên bản thân váy, chân đạp hư không, truy hướng Tống Thư Hàng cùng bản thể. Tâm ma xích tiêu kiếm theo sát phía sau. Lại nói tiếp là chuột hamster hào, thông nương cùng bia đá đạo hữu. Trong nháy mắt, hạch tâm thế giới hoạt tuyền bên cạnh, lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn sót lại ngủ say bạch cốt tiên tử cùng sợ các chủ. Bạch cốt tiên tử choáng nhanh, tỉnh cũng nhanh. Lực lượng trong cơ thể thoáng khôi phục một chút về sau, nàng liền khôi phục thanh tỉnh, mở to mắt. Nha, tỉnh rồi, sở các chủ lười biếng nói. Bạch cốt tiên tử ngồi dậy, nhìn về phía ngâm mình ở hoạt tuyền bên trong đại mỹ nhân. Bích thủy các sở các chủ, bạch cốt tiên tử thử kêu. Ngươi biết ta, sở các chủ nghi ngờ nói nàng tự hỏi cùng bạch cốt tiên tử không có giao tập. Hừm, viễn cổ thiên đình phá diệt về sau. Ta âm thầm đã điều tra rất nhiều chuyện, chỗ biết một số nội tình. Bạch cốt tiên tử ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, nói, ngươi là hồng nhan họa thủy. Trước mắt vị này sợ các chủ cùng viễn cổ thiên đình phá diệt có thiên ti vạn lũ liên hệ. Theo nàng âm thầm điều tra, chính lâm cái này màn tay đen sau dẫn đạo viễn cổ thiên đình sụp đổ ban sơ nguyên nhân, chính là vì bích thủy các sợ các chủ mặt khác, tại viễn cổ thiên đình hủy diệt sự kiện bên trong tống đầu gỗ cũng thần thần bí bí. Rất nhiều chuyện phía sau đều có cái bóng của hắn. Bất quá cuối cùng, oan ức từ Trình Lâm tiên tử cõng, tống đầu gỗ thì bị người xem nhẹ. Sở các chủ, tống đầu gỗ đâu, ta trước đó rõ ràng cảm ứng được khí tức của hắn. Bạch cốt tiên tử lại lên tiếng hỏi. Sở các chủ bình tĩnh hồi phục, ta không biết hắn ở đâu, từ đầu đến cuối hắn liền không có xuất hiện qua. Bạch cốt tiên tử nhíu mày, không có khả năng, rõ ràng trước đó ta cảm ứng được. Đợi đã, chẳng lẽ? Không sai, trước đó cứu ngươi không phải tống đầu gỗ, mà là Thư Hàng. Cũng chính là trước đó nghênh đón ngươi bá tống. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều là hắn pháp khí. Sở các chủ trả lời. Bạch cốt tiên tử. Chàng diện lâm vào lúng túng trầm mặc. Sau một lúc lâu, bá tống huyền thánh cùng tống đầu gỗ là quan hệ như thế nào? Bạch cốt tiên tử nhìn qua sở các chủ. Rốt cục hỏi ra rồi a. Sở các chủ chờ bạch cốt tiên tử hỏi ra vấn đề này, đã đợi đã nửa ngày.
Là con riêng, Sở các chủ trả lời. Bạch cốt tiên tử một mặt mộng bức, sau đó hóa thành chấn kinh. Việc này, là hắn chính miệng nói với ta. Sở các chủ dứt lời, tóc phung vẩy, bóp ra một đoạn hình ảnh. Trong chân dung Sở các chủ chỉ lộ ra một cái đầu, tại đối diện với của nàng là một cái kim sắc nam tử. Hai người đang tiến hành vấn đáp. Hắn cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Sở các chủ đầu hỏi. Xem ra, ngươi phát hiện, kim sắc nam tử một mặt hí hư nói, chuyện này, bây giờ cũng không định gạt mọi người nữa. Trên thực tế, vị này Tống tiểu đạo hữu là ta con riêng. Đừng nói cho bất luận kẻ nào nha. Kim sắc nam tử một mặt cảm khái nói. Hình ảnh kết thúc. Mặc dù cái này kim sắc nam tử bề ngoài, bộ dáng đều cùng trong trí nhớ khác biệt, nhưng bạch cốt tiên cơ một chút liền xác định thân phận của hắn. Con riêng, cùng ai? Bạch cốt tiên cơ lấy ra bản thân thần kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve. Xem ra cũng không phải ngươi. Sở các chủ không trả lời thẳng. Bạch cốt tiên cơ, như vậy, là kim long thủy tổ. Không phải nàng, không phải ngươi, cũng không phải ta. Sở các chủ gật đầu nói, là đùa giỡn. Bạch cốt tiên cơ, cái này trò cười có chút lạnh. Tẻ ngắt kéo dài sau một lúc lâu. Bạch cốt tiên cơ đứng lên, ta tự mình đến hỏi hắn. Sở các chủ lười biếng nói, thật sự là đùa giỡn. Ta vẫn là muốn đi hỏi một chút bá Tống Huyền Thánh. Bạch cốt tiên cơ nói. Kỳ thật tốt nhất là đi hỏi một chút Tống đầu gỗ, nhưng này ra hỏa nhất thời nửa khắc căn bản tìm không thấy, sở dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi hỏi một chút người trong cuộc một trong bá Tống Huyền Thánh. Hưu Tống Thư Hàng bị mình cự lộc lão quân chi cung bắn ra hạch tâm thế giới, hướng phía ngoại giới bay tán loạn mà ra, hướng về lạc ấn đao gỗ vị trí. Tô Không Vân dựa theo ước định, đem Tống Thư Hàng lạc ấn đao gỗ an trí tại Thiên Hà Tô Thị phụ cận Chu Tước Môn vị trí, nơi đó có một chỗ Thiên Hà Tô Thị dùng để tiếp đãi quý khách đạo hữu khách sạn, chính là Tống Thư Hàng hiện tại muốn hạ xuống địa phương. Kỳ thật trừ chuôi này lạc ấn đao gỗ bên ngoài, Tô Không Vân trên người bọn họ cũng mang theo một thanh tọa độ đao, bất quá Tống Thư Hàng đây là lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, còn không quá quen, cho nên muốn từ đại môn tiến vào, không thể trực tiếp trốn vào Thiên Hà Tô Thị nội bộ. Chớp mắt về sau, Tống Thư Hàng thành công bị bắn vào đến tọa độ, hoàn mỹ hạ xuống. Vẫn được, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, ta sợ nhanh chứng liền sẽ không phát tác. Tống Thư Hàng thỏa mãn gật đầu nói. Cái kia chứng sợ độ cao tốt một chút rồi. Sở ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, chứng sợ độ cao cơ bản không thành vấn đề, dù sao ta hiện tại biết bay a. A, đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Mặc dù tại cười the thé, nhưng Vũ Nhu Tử hiển nhiên rất này. Tống tiền bối nhường một chút, Vũ Nhu Tử xa xa tiếng kêu to nói. Không có việc gì, ta sẽ đem ngươi tiếp được. Tống Thư Hàng đạo, hắn vung tay lên một cái, một đạo niệm lực hóa thành mềm mại đại thủ, chuẩn bị đem Vũ Nhu Tử đón lấy. Nhưng là, khi hắn niệm lực đại thủ vừa tiếp xúc đến Vũ Nhu Tử thời điểm, liền nát ra. Vũ Nhu Tử thân thể trực tiếp đụng nát niệm lực đại thủ, không có nhận mảy may trở ngại. Tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Tống Thư Hàng. Muốn đụng phải, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử tựa hồ không biết mình đã đem Tống Thư Hàng niệm lực đại thủ đụng nát, tiếp tục dũng cảm tiến tới. Tống Thư Hàng nguyên thần nhanh chóng vươn tay ra, dùng nhu kình đem Vũ Nhu Tử đón lấy, mang theo nàng nhẹ nhàng xoay tròn một tuần, hóa đi trên người lực đạo. Sở tiền bối, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng ngay lập tức hướng sở các chủ trưng cầu ý kiến. Vì cái gì niệm lực đại thủ, sẽ bị Vũ Nhu Tử một đầu đụng nát? Vũ Nhu Tử lúc nào như thế đầu sắt rồi? Vừa rồi có một nháy mắt, từ trên thân Vũ Nhu Tử có một đạo lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Cái kia đạo lực lượng nơi phát ra rất kỳ quái, tựa hồ là cách không truyền tới. Sở các chủ giải thích nói. Tống Thư Hàng. Sở các chủ ngốc mau nghĩ nghĩ, lại suy đoán nói, hẳn là cùng nàng có khế ước, hoặc là một thể cái nào đó tồn tại nơi đó, truyền tới lực lượng. Thiên đế, Tống Thư Hàng ngay lập tức liền nghĩ đến chiếm cứ Vũ Nhu Tử linh quỷ thiên đế. Bất quá, ngày này đế vì cái gì đột nhiên muốn lực bộc phát lượng, thậm chí hướng Vũ Nhu Tử cách không truyền lại năng lượng. Nàng đến cùng muốn làm cái gì lớn tin tức? Thế nào, Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, Tống Thư Hàng mỉm cười, chơi vui vẻ sao? Vũ Nhu Tử gật đầu nói, rất thú vị bất quá, lần này khoảng cách quá ngắn. Tống tiền bối, lần sau chúng ta tiến hành trường cự cách xuyên qua lúc, thử một lần nữa.
Được, Tống Thư Hàng nhận lời nói. Đồng thời, âm thầm hắn cho Thiên Đạo gửi đi một đầu nói chuyện riêng tin tức, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi. Không có việc gì, yên tâm đát, Tống tiền bối. Có ta ở đây, Linh Điệp Đảo tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bằng vào ta thực lực, coi như ở trên đảo có người bất ngờ trọng thương, ta cũng có thể ngay lập tức đem Từ Quỷ Môn quan cứu trở về. Thiên Đế nhanh chóng hồi phục. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu cũng đúng, lấy Thiên Đế thực lực cùng trong tay nàng đếm mãi không hết bảo vật, đừng nói là bị thương nặng, liền xem như ngoài ý muốn bỏ mình, nàng đều có phục sinh thủ đoạn. Lại nói, người tại Linh Điệp Đảo muốn làm gì? Tống Thư Hàng lại hỏi một câu. Lúc đầu hắn không muốn hỏi nhiều, nhưng hôm nay đã cùng Thiên Đế trò chuyện, liền thuận miệng hỏi nhiều nữa một câu. Duy chỉ có việc này không thể nói cho Tống tiền bối, ta sợ người qua đây cho ta gây sự. Bất quá mục tiêu của ta cũng không phải là Linh Điệp Đảo, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Thiên Đế trả lời. Tống Thư Hàng. Ta cũng không phải hùng hài tử, ta chỉ là vận khí tương đối kém, có đôi khi bên người kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút tai nạn tính sự tình, nhưng trên cơ bản đều là tai nạn tìm tới ta. Mà lại, Thiên Đế càng là không nói, hắn thì càng để ý. Quay đầu chờ Thiên Hà Tô Thị Niên hội kết thúc về sau, hắn được cân nhắc muốn hay không cùng Vũ Nhu Tử đi một chuyến Linh Điệp Đảo. Nhìn xem Thiên Đế rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình. Quay đầu trò chuyện a, ta hiện tại đang bận. Thiên Đế lại trả lời một câu. Nàng xem ra thật bề bộn nhiều việc, bận đến ngay cả hôm nay một điểm năng lượng đều không rảnh đi truyền lại. Tống Thư Hàng kết thúc cùng Thiên Đế giao lưu. Lúc này, Da Đen Vũ Nhu Tử, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, Thông Nương, Hamster Hào cùng Bia Đá Đạo Hữu chờ vật trang sức đều chạy tới. Tống Thư Hàng đem mặt nạ trên mặt mang tốt. Lại đem chúng vật trang sức mang theo chỉnh tề, đi, chúng ta đến trước mặt khách sạn đi đăng ký một chút. Vũ Nhu Tử trước kia có tới qua Thiên Hà Tô Thị sao? Không có đâu, ta trước kia ngay cả Linh Điệp Đảo đều rất ít ra. Vũ Nhu Tử lắc đầu. Chính quy tu sĩ tông môn, tam phẩm trở xuống tu sĩ cũng còn không có xuống núi tư cách, bình thường xuống núi cũng đều là từ sư môn trưởng bối mang theo đi ra tới. Vậy thì thật là tốt. Đến lúc đó hai chúng ta trước tiên ở Thiên Hà Tô Thị điều nghiên địa hình, làm quen một chút hoàn cảnh. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Đang khi nói chuyện, phía trước khách sạn kiến trúc bên trong, có người ra đón. Kia là một vị trung niên bộ dáng nam tử, khí chất nhu hòa, toàn thân trên dưới tràn đầy nhà bên đại ca ca khí chất. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng chúng vật trang sức nhiều như vậy đạo khí tức xuất hiện, trừ Tống Thư Hàng bên ngoài. Vũ Nhu Tử cùng vật trang sức nhóm đều không có cố ý che giấu khí tức, tự nhiên đưa tới trong khách sạn Thiên Hà Tô Thị tộc nhân chú ý. Tại hạ Tô Mạch Ảnh, không biết quý khách ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ Tô Mạch Ảnh hướng phía Tống Thư Hàng bọn người chắp tay hành lễ. Thông Nương thấy thế, hai mắt sáng lên nói, tốt có hương vị, liền cùng diễn phim truyền hình đồng dạng. Tô Mạch Ảnh, hắn lặng lẽ đánh ảnh hạ hướng, trước mắt mấy thân ảnh. Đầu tiên là một vị mang theo mặt nạ nam tử, nhìn không ra là thân phận gì. Sau đó bên cạnh hắn là một đen một trắng song bào thai thiếu nữ, nhìn có chút quen mắt. Linh Điệp Tử cổ thánh, khi Tô Mạch Ảnh tập trung nhìn vào thời điểm, lập tức từ Vũ Nhu Tử trên thân thấy được thiên hạ không ai không biết ngài thánh hào hiệu quả. Bên kia bên trên vị này mang mặt nạ nam tử thân phận, liền rõ ràng. Tô Mạch Ảnh gặp qua Linh Điệp Thánh Quân, gặp qua Linh Điệp Tử cổ thánh. Tô Mạch Ảnh đối Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử hành lễ nói. Linh Điệp tiền bối, Tống Thư Hàng vội vàng quay đầu chung quanh. Nhưng là, không thấy được Linh Điệp tiền bối a. Ta nghĩ, hắn có thể là đưa ngươi xem như Linh Điệp Thánh Quân. Sở Mốc Mao nhắc nhở. Hi hi, Vũ Nhu Tử nhìn qua Tống Thư Hàng, cười ra tiếng. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Lại nói, ngày hôm qua thời điểm, trong lòng của hắn còn hiển hiện qua một cái nguyện vọng. Tương lai lúc, hắn hy vọng có thể sinh một cái giống Vũ Nhu Tử này chủng loại hình đáng yêu xinh đẹp nữ nhi. Khục, Tô Mạch Ảnh đạo hữu ngươi hiểu lầm, tại hạ bá Tống Hào. Huyền Thánh, Tống Thư Hàng lúng túng tự giới thiệu mình. Tô Mạch Ảnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó thân thể của hắn khoa trương hướng về sau bật lên, cùng Tống Thư Hàng kéo ra một khoảng cách, bá. Bá Tống tiền bối. Nhìn thấy đối phương cái này ngạc nhiên bản năng phản ứng về sau. Tống Thư Hàng cảm giác nội tâm của mình thoáng có chút thụ thương. Dù sao nguyện vọng của hắn không phải trở thành để hài đồng ngừng khóc ma đế. Chúng ta nghĩ thừa dịp Thiên Hà Tô Thị Niên hội mở ra trước đó, tới trước Thiên Hà Tô Thị thấy mấy người bằng hữu.
Tô Thị A Thất tiền bối bây giờ tại nhà sao? Tống Thư Hằng tận lực để cho mình thanh âm biến nhu hòa. Tô Mạch Ảnh sững sờ. Tô Thị A Thất, tiền bối. Bá Tống tiền bối vậy mà xưng hô A Thất vì tiền bối. A Thất ở, ta lập tức thay Bá Tống tiền bối chuyển tiếp hắn, để hắn mang ngươi tiến Thiên Hà Tô Thị tộc địa. Tô Mạch Ảnh nói, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu liên hệ A Thất. Không nghĩ ra sự tình, tạm thời liền không đi nghĩ. Dù sao Bá Tống tiền bối muốn tìm A Thất, cái này không thể tốt hơn. Dù sao, chư thiên vạn giới người tu luyện đối mặt Bá Tống huyền thánh lúc, áp lực đều rất lớn. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, Mạch Ảnh ngươi tìm ta có việc, Tô Thị A Thất thanh âm vang lên. A Thất, Bá Tống tiền bối tới, hắn bây giờ liền đang chu tước môn vị trí. Hắn là đến tìm ngươi, ngươi tới đón hắn tiến Tô Thị tộc địa đi. Tô Mạch Ảnh nói thật nhanh. Tô Thị A Thất, minh bạch, ta lập tức liền đến. Nghe tộc nhân của mình gọi Tống Thư Hàng Bá Tống tiền bối lúc, chẳng biết tại sao liền đâm chúng Tô Thị A Thất cười điểm. Ai có thể nghĩ đến, vị này Bá Tống tiền bối vẫn chỉ là cái hàng thật giá thật thanh niên. Bất quá, tu sĩ giới lấy tu vi luận tuần tự, bây giờ Tống Thư Hàng chân thực cảnh giới chính là thất phẩm, gánh vác được một tiếng tiền bối xưng hô. Bất quá, Cửu Châu nhất hào quần mọi người quan hệ cùng bình thường tu sĩ giới quan hệ khác biệt, ngược lại là không có phương diện này cố kỵ. A Thất tới còn cần một hồi thời gian, Bá Tống tiền bối ngươi không bằng đến khách sạn thoáng nghỉ ngơi một lát. Tô Mạch Ảnh đối Tống Thư Hàng nói. Vất vả đạo hữu, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Cũng không thể mang theo Vũ Nhu Tử cùng da đen Vũ Nhu Tử tại đường đi đứng ngốc đứng, đi qua ngồi một chút cũng tốt. Tô Mạch Ảnh đem mấy người tiếp vào khách sạn về sau, tự tay dâng lên tiên trà. Sau đó, hắn yên lặng sau lưng Tống Thư Hàng đứng chủ yếu là không dám đứng ở Bá Tống tiền bối trước người. Mặt khác, Bá Tống huyền thánh không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, thậm chí có nghe đồn nói Bá Tống tiền bối là đã trải qua bước ra mình đạo kiếp tiên đại lão. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Tỷ như, Tô Mạch Ảnh phát hiện mình chỉ là đứng tại Bá Tống tiền bối sau lưng, tinh thần lực của mình liền bắt đầu sinh động. Trong đầu có thật nhiều ngộ suy nghĩ, không ngừng hiển hiện. Dĩ vãng trong tu luyện có một ít không rõ ràng địa phương. Đột nhiên không hiểu thấu liền bắt đầu sắp xếp như ý, biến lý giải bắt đầu. Đây là, cơ duyên. Chỉ là đứng tại Bá Tống tiền bối bên người, vậy mà liền có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Tô Mạch Ảnh không khỏi kính nể nhìn qua mắt Bá Tống huyền thánh. Lần này Thiên Hà Tô Thị Niên hội có thể mời đến dạng này đại lão, thực sự là chuyện may mắn. Đến lúc đó, Bá Tống tiền bối chỉ cần hướng trên đài một chạm, toàn bộ Thiên Hà Tô Thị các đệ tử, đều có thể được ích lợi vô cùng. Tống Thư Hàng hơi nghi hoặc một chút quay đầu ngắm nhìn Tô Mạch Ảnh vị này Thiên Hà Tô Thị lão ca, tựa hồ lập tức đối với hắn lên kính nể chi tâm. Ta đã làm gì? Từ đầu tới đuôi, ta chỉ là tiến đến uống chén trà a. Tống Thư Hàng lúc này căn bản không biết hắn tự thân tồn tại công hiệu. Trên người hắn vật trang sức, bảo vật thực sự quá phong phú. Tỷ như hiện tại, trên người hắn treo kém cỏi nhất bảo vật, là thông nương hiện tại cắm rễ ngộ đạo thạch, khối này ngộ đạo thạch hiệu quả. Chính là có thể để cho tới gần nó người linh đài thanh minh, có tỷ lệ lĩnh ngộ, tu luyện nhanh hơn hiệu quả. Năm đó thông nương vì ngộ đạo thạch đem chính mình cũng bán, hiện tại, thông nương đã sớm không thèm để ý khối này ngộ đạo thạch hiệu quả cho dù tốt ngộ đạo thạch, cũng không bằng hạch tâm thế giới bên trong quy tiền bối cùng sở các chủ giảng pháp luận đạo. Trừ cái đó ra, Tống Thư Hàng trên thân sở các chủ ngốc mau, bia đá đạo hữu, tạo hóa tiên tử, tâm ma xích tiêu kiếm tất cả đều là đỉnh tiêm đại lão. Những này vật trang sức chỉ là đặt ở chỗ đó, hiệu quả liền song bạo ngộ đạo thạch. Đặc biệt là bia đá đạo hữu, bản thân nó chính là một khối bi văn, về sau lại bị Cửu U Chúa Tể thân bút đề tự, công hiệu mạnh đáng sợ. Sau lưng, Tô Mạch Ảnh vô số suy nghĩ đạt được lĩnh ngộ, biến thông suốt. Trong lúc vô hình, bối rối hắn thật lâu cảnh giới bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng bắt đầu. Hôm nay đến phiên hắn tại khách sạn tiếp đãi khách nhân, cũng ở đây gặp gỡ Bá Tống tiền bối. Thực sự là phúc lớn. Bá Tống tiền bối, có thể hỏi ngài cái vấn đề sao? Thấy Tô Thị A Thất còn không có tới về sau, Tô Mạch Ảnh thử nghiệm thừa cơ cùng Bá Tống huyền thánh tâm sự. Phương diện tu luyện nghi hoặc sao? Tống Thư Hàng có chút chột dạ nói cũng may hắn hôm nay đeo mặt nạ, người khác không cách nào nhìn thấy hắn tấm kia biết nói chuyện mặt. Không phải, Tô Mạch Ảnh lắc đầu nói. Hỏi đi, ta trước nghe một chút là vấn đề gì? Tống Thư Hàng cười nói. Tô Mạch Ảnh mong đợi nói, Bá Tống tiền bối,
ngày tháng này giảng pháp thời điểm, chuẩn bị nói cái gì nội dung? Tống Thư Hàng, tháng này giảng pháp nói cái gì nội dung, nghe luôn cảm giác là lạ. Bất quá, tháng này cũng sắp kết thúc a. Yên tâm đi, tháng này ta trước mắt không có muốn hiển thánh dự định. Tống Thư Hàng trấn an nói trước mắt, hắn cảm giác mình khoảng cách tấn thăng bát phẩm huyền thánh còn kém một mảng lớn. Thất phẩm tấn thăng bát phẩm, không có dễ dàng như vậy. Chúng ta rất chờ mong bá tống tiền bối ngài giảng pháp. Tô Mạch Ảnh vội vàng nói. Lúc trước, bá tống tiền bối lần thứ nhất giảng pháp thời điểm, giảng giải chính là đạo tạng, chư thiên vạn giới những người tu luyện nghe như si như say. Tại bá tống huyền thánh giảng pháp nhanh lúc kết thúc, chư thiên vạn giới người tu luyện đều khóc cầu, hy vọng bá tống huyền thánh giảng pháp không cần nhanh như vậy kết thúc. Có người thậm chí hy vọng bá tống huyền thánh có thể một mực giảng pháp xuống tới. Sau đó, nguyện vọng của bọn hắn liền thực hiện. Ha ha, nếu như có thể mà nói, lần sau giảng pháp ta hy vọng có thể đặc thù một điểm. Tống Thư Hàng cười nói. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thất thân ảnh ngự đao độn đến, Thư Hàng. A Thất tiền bối, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đứng lên, nghênh đón tiếp lấy. Tô Thị A Thất trước hướng phía Tô Mạch Ảnh phất phất tay, ra hiệu mình tiếp nhận Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử. Sau đó hắn quay người đối Tống Thư Hàng nói, làm sao đột nhiên nghĩ đến sớm như vậy đến Tô Thị. Trước khi đến cũng không nói một tiếng, để ta tốt có cái chuẩn bị. Hắc hắc, bởi vì lần đầu tiên tới Thiên Hà Tô Thị, cho nên nghĩ sớm đến dẫm cái điểm. Thuận tiện, ta nghĩ tuyển cái địa điểm, đến lúc đó tán tài dùng. Ta đã chuẩn bị xong tán tài vương tọa bảo vật, đến lúc đó tìm cơ hội tán một đợt. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn không sai biệt lắm đem nửa cái bình trang nước ngọt bình thuốc nhỏ mắt cùng quần bên trong các tiền bối đổi bảo vật, đến lúc đó mình lưu lại một bộ phận, còn lại toàn bộ tản mất. Vậy ta đến cấp ngươi an bài một chút đi. Tô Thị A Thất nói. Hắn chuẩn bị cho an bài một cái chói sáng ra sân phương thức, tốt nhất tại niên hội nghi thức khai mạc thời điểm, đem Tống Thư Hàng tán tài khâu sen kẽ đi vào. An bài thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Mặc dù gần nhất hắn cần bảo trì điệu thấp, không cần gây nên một chút các đại lão chú ý. Bất quá nơi này là Thiên Hà Tô Thị niên hội, không có người ngoài, cho nên cao điệu ra sân một lần cũng không sao. Đừng nóng vội, cho ta chút thời gian để ta suy nghĩ thật kỹ, muốn làm sao đưa ngươi cắm vào niên hội khai mạc khâu bên trong đi. Tô Thị A Thất trả lời. Hắn tại vừa rồi lo lắng lấy muốn hay không làm cái xoắn ốc lên cao sân khấu, tại Thiên Hà Tô Thị niên hội nghi thức khai mạc cuối cùng khâu lúc, đem Tống Thư Hàng cho chống đi tới, để hắn tiến vào tán tài vương tọa khâu. Bất quá, ngẫm lại cảm thấy loại phương thức này có chút thổ, không đủ rung động. Cho nên, liên quan tới bá tống đăng tràng phương thức, vẫn là trở về cùng Thiên Hà Tô Thị niên hội tổ chức thành viên cùng một chỗ thương thảo. Nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng có thể nghĩ ra ý kiến hay tới. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, ta đến lúc đó phối hợp A Thất tiền bối các ngươi an bài. Ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, đúng, cái này lệnh bài các ngươi mang lên. Tô Thị A Thất lấy ra hai viên lệnh bài, đưa cho Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, nói. Một hồi các ngươi trước tiên ở Thiên Hà Tô Thị khắp nơi dạo chơi, chỉ cần là lệnh bài biểu hiện bình thường khu vực, ngươi cũng có thể thông suốt. Nếu như gặp gỡ lệnh bài phát ra màu đỏ báo động khu vực, ngươi liền tránh đi. Những khu vực kia đồng dạng đều là trong tộc thành viên bế quan vị trí, không tốt quấy rầy. Yên tâm đi, A Thất tiền bối. Chúng ta sẽ chú ý tránh đi. Vũ Nhu Tử cũng gật đầu nói. Tu sĩ bế quan tu luyện khu vực không đi quấy rầy, đây là tu chân giới cơ bản thường thức. Tu sĩ bế quan lúc trọng yếu nhất chính là yên tĩnh giống như Tống Thư Hàng, bế quan lúc nguyên thần còn ra ngoài sóng tu sĩ, thiên hạ ít có. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu có cái này mai lệnh bài, hắn điều nghiên địa hình bắt đầu liền càng thêm thuận tiện. Tô Thị A Thất đem Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đưa đến đã sớm an bài tốt nghỉ ngơi chi địa, phiến khu vực này là Tô Thị A Thất cố ý phủi đi ra, vì Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu chuẩn bị. Đến lúc đó niên hội trước đó. Hắn chuẩn bị cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm trước họp gặp. Tô Thị A Thất, như vậy tiếp xuống, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, hoặc là đến Thiên Hà Tô Thị các nơi đi dạo. Chậm một chút ta đến tìm các ngươi, mang các ngươi nhấm nháp Hạ Tô Thị tiên chủ nhóm chủ nghệ. Hắn là lần này niên hội trọng yếu tổ chức nhân viên một trong, hiện tại bận bịu không thể phân thân. A Thất tiền bối ngươi cứ việc đi làm việc đi, Tống Thư Hàng cười trả lời. Điều nghiên địa hình thời điểm. Tô Thị A Thất tiền bối không ở bên người, bọn hắn mới có thể càng phóng khoáng. Có việc liền liên hệ ta,
Tô Thị A Thất hướng phía Tống Thư Hàng khoát tay áo, liền yên tâm rời đi. Tại một số phương diện, Tống Thư Hàng vẫn là rất khiến các tiền bối yên tâm. Tô Thị A Thất rời đi về sau, Tống Thư Hàng liền dẫn một thân vật trang sức cùng Vũ Nhu Tử bắt đầu ở khổng lồ thiên hà Tô Thị tộc địa đi dạo bắt đầu. Bởi vì không có dẫn đường, Tống Thư Hàng tùy ý lựa chọn cái phương hướng, liền bắt đầu thuận đường tản bộ. Thiên hà Tô Thị tộc địa linh khí, phi thường dồi dào, đây cùng thiên hà Tô Thị tộc địa linh mạch có quan hệ. Ước chừng đi nửa giờ sau. Tại trải qua một chỗ núi nhỏ dưới chân lúc, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử trên người lệnh bài đồng thời phát ra ánh sáng màu đỏ, khẽ chấn động phát ra nhắc nhở. Nơi này hẳn là có thiên hà Tô Thị đạo hữu đang bế quan, chúng ta lách qua đi. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Hai người quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng cái này tại lúc này, chân núi trong một động phủ, truyền đến một tiếng nghi hoặc âm thanh. À, đây là một nữ tử khẽ gọi âm thanh. Tại Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử quay người rời đi mấy mét lúc, nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa, a. Ngay sau đó, vị này nữ tử thanh âm thật nhanh truyền âm cho Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng, hai vị đạo hữu, các ngươi có thể hay không trở về một chút. Tống Thư Hàng, xin nhờ hai vị đạo hữu, có thể hay không mời hai vị đạo hữu trở về một lát. Nữ tử kia thanh âm bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử liếc nhau một cái. Sau đó hai người lại về tới cái kia chân núi động phủ biên giới bất quá, hai người đều không có tiến vào động phủ phạm vi, miễn cho gây nên ngoài ý muốn. À, chính là loại cảm giác này. Nữ tử kia thanh âm đều biến xốp giòn. Tống Thư Hàng. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể hay không ở chỗ này bên trên trong chốc lát, không dùng bao lâu, 5 phút tả hữu là đủ. Vị nữ tử kia thanh âm bên trong tràn đầy chờ đợi. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị đáp lời lúc. Trên người hắn tạo hóa tiên tử đột nhiên xông ra, làm a đâu. Ta biết dạng này thỉnh cầu rất lỗ mãng, cũng biết dạng này sẽ lãng phí đạo hữu thời gian. Nếu như có thể mà nói, ta có thể dùng linh thạch đến đền bù đạo hữu. Chỉ là ta hiện tại bên người linh thạch không nhiều lắm, còn lại một tiểu dương hơn 30 khỏa lục phẩm cùng thất phẩm linh thạch. Nữ tử kia thanh âm càng giảng càng chột dạ, nàng là cảm giác mình linh thạch quá ít. Chỉ cần đứng ở chỗ này sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. 5 phút sau, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Đúng vậy, nếu như có thể mà nói, linh thạch của ta quá ít, nếu quả thật không được, 3 phút cũng tốt. Nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu. Không có vấn đề, liền 5 phút, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tống tiền bối rất thiếu linh thạch sao? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Nói thế nào tốt đâu, trong tay nam nhân quả nhiên vẫn là cần phải có điểm linh thạch tương đối tốt. Tống Thư Hàng nói. Vậy ta bồi Tống tiền bối ở chỗ này một hồi đi. Vũ Nhu Tử nói. Tạ ơn hai vị đạo hữu. Nữ tử kia thanh âm hưng phấn nói. Nói xong, nàng lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Ngoài động phủ, Tống Thư Hàng đưa tay giật giật Sở Ngốc Mau hỏi, Sở các chủ, người nói là cái gì trong động phủ vị tiên tử này muốn ta cùng Vũ Nhu Tử lưu tại nơi này? Có lẽ là ngươi hoặc là Vũ Nhu Tử tu luyện công pháp vừa vặn đối nàng sinh ra tốt đẹp ảnh hưởng đi. Lửa mượn gió thổi, mộc mượn thổ lực, có đôi khi công pháp hút nhau sẽ sinh ra cộng minh ảnh hưởng. Mà nàng lại đang bế quan, hẳn là vừa vặn ở vào bình cảnh trạng thái, vừa vặn có thể mượn các ngươi lực lượng tiến hành đột phá đi. Sở các chủ suy đoán nói. Hẹn 4 phần nhiều phút sau. Trong động phủ truyền ra phát vị kia tiên tử thanh âm hưng phấn, thanh âm của nàng vui vẻ đến muốn hóa xuất thủy tới. Tạ ơn hai vị đạo hữu, ta chỗ này bộ phận này linh thạch, còn xin hai vị đạo hữu nhận lấy. Cái kia tiên tử trong động phủ có một cái hộp nhỏ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Tống Thư Hàng trong tay, mặc dù rất muốn làm mặt cảm tạ hai vị đạo hữu, nhưng ta đang đứng ở bế quan trọng yếu trước mắt, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Không cần phải khách khí, Tống Thư Hàng mở hộp ra, phát hiện bên trong đặt vào 10 khỏa thất phẩm linh thạch, hơn 20 khỏa lục phẩm linh thạch. Số lượng này vừa vặn để hắn cùng Vũ Nhu Tử có thể chia đều. Cái này thu nhập thêm, kiếm thật dễ dàng. Tống Thư Hàng đem linh thạch chia đều về sau, nắm lấy linh thạch, nhịn không được chảy ra vui vẻ nước mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, linh thạch còn có thể như thế kiếm. Lại nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất thông qua chính quy thủ đoạn thu hoạch được linh thạch thu nhập thêm, ý nghĩa trọng đại. Vũ Nhu Tử nhìn qua trong tay chia đều linh thạch. Nàng vốn là muốn cự tuyệt bởi vì nàng cũng không thiếu linh thạch. Nàng, Vũ Nhu Tử, có tiền. Nhưng là,
nghĩ đến đây là mình cùng Tống tiền bối lần đầu hợp tác kiếm được linh thạch, cảm giác rất thú vị, thế là nàng cũng gật đầu đem bộ phận này linh thạch thu xuống tới. Nguyên bản đã trải qua người không có đồng nào Tống Thư Hàng, một lần nữa thu hoạch được một món linh thạch về sau, tâm tình vui vẻ mà đưa nó nhóm chia ra an trí tại càn khôn vòng tay cùng hạch tâm thế giới bên trong đi, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, tiền cũng không thể giấu ở một chỗ. Hạch tâm thế giới bên trong, hạch tâm tiểu trợ thủ yên lặng ngắm nhìn Tống Thư Hàng giấu linh thạch vị trí, cũng đem vị trí ghi xuống về sau bá Tống tiên sinh nếu như muốn sử dụng khắc kim nhất kích, nàng tốt kịp thời đem bộ phận này linh thạch cho móc ra, chuyển di ra ngoài hiến tế hóa thành lực lượng. Đi thôi, Vũ Nhu tử, chúng ta lại đến địa phương khác đi dạo. Tống Thư Hàng tâm tình thật tốt. Tống Thư Hàng cùng hai vị hắc bạch Vũ Nhu tử cùng một chỗ, một lần nữa tại Thiên Hà Tô Thị dọc theo đường đi đi dạo. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu tử ngồi đứng tại một chỗ hồ lớn bên cạnh, yên lặng câu cá. Tạ ơn hai vị đạo hữu, mặc dù rất muốn làm mặt nói cảm tạ bạn, nhưng bần đạo đang đứng ở bế quan khẩn yếu quan đầu, còn xin hai vị đạo hữu thứ lỗi. Chỉ là một chút nhỏ linh thạch, còn xin hai vị đạo hữu nhận lấy. Lúc này, giữa hồ truyền ra một đạo nhân thâm hậu thanh âm. Sau đó, một cái dương rơi vào Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu tử bên người. Hai người buông xuống cần câu, yên lặng mở ra cái dương, đem bên trong linh thạch đổ ra, kiểm kê số lượng, ký sổ chia đều. Thuần thục không được. Vừa giữa trưa, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu tử hai người liền gặp gần 30 trên lệnh bài lóe ra hồng mang Tô Thị thành viên bế quan chi địa. Trước đó cái thanh âm kia xốp giòn đến xuất thủy Tô Thị bế quan tiên tử kịch bản, cũng lặp lại gần 30 lần. Mỗi lần bế quan Tô Thị thành viên hy vọng Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu tử chú lưu thời gian dài ngắn cũng đều có khác biệt. Từ 3 phút bộ bữa ăn đến 10 phút bộ bữa ăn đều có. Một vòng đi dạo sau khi xuống tới, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu tử đã trải qua các kiếm lời gần 600 khỏa ngũ, lục, thất phẩm linh thạch. Tống Thư Hàng lần thứ nhất phát hiện, tiền còn có thể dạng này kiếm. Mặc dù nhận được tiền tương đương thành bảo vật, giá trị còn chưa kịp một phần thiên đạo thuốc nhỏ mắt, nhưng thu hoạch được linh thạch cảm giác hạnh phúc, là tiền tài không cách nào mua được thể nghiệm. Cũng không đúng, phần này cảm giác hạnh phúc chính là dùng tiền tài mua được. Hai người các ngươi quả thực giống như là trong phim ảnh thu phí bảo hộ ác bá đồng dạng, hai người các ngươi đi dạo một vòng, sau đó mọi người liền nhao nhao cho các ngươi đưa tiền. Thông nương lên tiếng nói. Ha ha ha, Tống Thư Hàng vung tay lên. Cầm ra 10 cái ngũ phẩm linh thạch, đưa cho thông nương, đến, thông nương. Đây là ngươi tháng trước tiền lương. Thông nương. Nàng bị khiếp sợ đến, Tống Thư Hàng lại còn nhớ kỹ cho nàng phát tiền lương. Không cần sao, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Muốn, thông nương thật nhanh đem linh thạch thu hồi, hôm nay là đáng giá kỷ niệm thời gian. Nàng thông nương, lần thứ nhất từ Tống Thư Hàng trong tay nhận được tiền lương. Mặc dù khoản này tiền lương giá trị, còn không có nàng bị lợi hành ra khỏi vỏ vuốt đống kia ngọn hành quý giá. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, muốn hay không liên hệ Tô Thị A Thất tiền bối, đi ăn một chút gì? Tống Thư Hàng hỏi. Tốt lắm, Vũ Nhu tử đem bên trên cá thùng nhấc lên, đem bên trong cá lại đổ về đến hồ bên trong. Bên trên Tống Thư Hàng thì đem con cá đổ vào đến mình hạch tâm thế giới. Ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị quan bế hạch tâm thế giới thời điểm, hạch tâm thế giới bên trong có âm thanh vang lên. Chờ chút, bá Tống Huyền Thánh. Trước hết để cho ta ra ngoài. Là Bạch Cốt Tiên Cơ thanh âm. Bạch Cốt Tiên Tử ngay từ đầu muốn cùng Da Đen Vũ Nhu Tử đuổi kịp Tống Thư Hàng, nhưng không nghĩ tới tại Hamster Hào, Da Đen Vũ Nhu Tử rời đi về sau, hạch tâm thế giới đại môn liền đóng lại. Bạch Cốt Tiên Tử bị giam tại hạch tâm thế giới bên trong, không cách nào ra ngoài. Nàng đành phải trở lại Hoạt Tuyền bên cạnh, minh tưởng tu luyện cho tới trưa, khôi phục tiêu hao quá lớn năng lượng. Lần này thật vất vả nhìn thấy Tống Thư Hàng mở hạch tâm thế giới, thế là nàng vội vàng lên tiếng gọi lại Tống Thư Hàng. A, Bạch Cốt Tiên Tử ngươi tỉnh rồi, Tống Thư Hàng cười nói. Hắn mở ra lấy hạch tâm thế giới thông đạo, tiên tử mời ra đây. Lại nói nơi này là Thiên Hà Tô Thị địa bàn, đột nhiên thoát ra cái trường sinh giả, sẽ không khiến cho cảnh báo cái gì a? Bạch Cốt Tiên Tử đứng dậy, nhanh chóng hướng hạch tâm thế giới lối ra đi tới. Đang lúc nàng một cước muốn bước vào hạch tâm thế giới lối ra lúc, đột nhiên lại có một cái hạch tâm thế giới lối ra đúng lúc xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạch Cốt Tiên Cơ vừa sải bước ra, liền bước vào đến mới trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, tiên tử lại lần nữa thông đạo trong cửa vào bơi ra. Hạch tâm thế giới lối ra một lần nữa đóng kín. A,
Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, nàng cảm giác vừa rồi tựa hồ có ai từ bên người nàng sượt qua người. Tống Thư Hàng. Muốn hay không như thế hủ. Bạch Cốt Tiên Cơ đang muốn bước ra lúc, công đức xà mỹ nhân vừa vặn trở về, sau đó hai cái thông đạo lối ra trùng điệp Bạch Cốt Tiên Cơ được đưa đến Bạch Tiền Bối nơi đó đi. Công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Thư Hàng mặt nạ lỗ bên trong cặp kia biết nói chuyện trong ánh mắt, lộ ra phức tạp tin tức. Đại gia ta trở về công đức xà mỹ nhân trên thân phát hình không biết cái nào bộ phim bên trong bóp tới lời kịch, sau đó nàng đuôi rắn du động, thả người nhảy lên. Cái đuôi thật dài nhọn xoay tròn, hóa thành cánh quạt thôi động. Hoa một tiếng, kia là nhảy cầu vận động viên vào nước lúc âm thanh, đồng dạng là công đức xà mỹ nhân trên thân truyền phát ra. Nàng lấy một cái hoàn toàn mới tư thế, trở về Tống Thư Hàng thân thể. Hoan nghênh trở về, Bạch Tiền Bối chuyện bên kia làm xong. Tống Thư Hàng đối với mình ngực hỏi. Công đức xà mỹ nhân lên tiếng, sau đó nàng vươn tay ra bắt lấy Tống Thư Hàng bên hông treo tâm ma xích tiêu kiếm. Chờ chút, chờ một chút, tâm ma xích tiêu kiếm phát ra kiểu gọi tiếng. Tại không cam lòng tiếng kêu bên trong, nó bị công đức xà mỹ nhân bắt đi, một ngụm bị nuốt vào trong bụng. Tâm ma xích tiêu kiếm tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch hiện tại tiến hành đến một bước nào rồi? Bên cạnh Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Một hồi chúng ta cho Bạch Tiền Bối phát cái tin tức hỏi một chút. Tống Thư Hàng cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn hạch tâm thế giới lại mở ra một cái mới cửa vào. Tống Thư Hàng. Hắn cùng công đức xà mỹ nhân đều không có mở ra hạch tâm thế giới A, vì cái gì hạch tâm thế giới lại mở ra? Chẳng lẽ là Bạch Tiền Bối tới? Trong lúc đang suy tư, hạch tâm thế giới bên trong có hai thân ảnh hiển hiện. Một thân ảnh là vị có ẩn sĩ khí chất soái khí nam tử, giống như thơ cổ bên trong ẩn sĩ đồng dạng, người mang linh hoạt kỳ ảo khí tức. Một vị khác thì là xinh đẹp thiên tử, trên người nàng đồng dạng có được đặc thù ẩn giả khí tức. Là Tống Thư Hàng linh quỷ, cùng say thương cư sĩ. Linh quỷ thiên tử cùng thiên kiếm cư sĩ, đã trải qua tu luyện thành công trở về. Đẩy sách công tử hải sách mới mà vô chi vô hạn nhân cách sắp lên đỡ công tử hải xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ta nhìn thấy cảm động, các người đâu? Tống Thư Hàng nguyên thần cực nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, lôi ra danh bạ nhìn lướt qua, sau đó mặt mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, tối Việt tiền bối, hoan nghênh trở về. Thư Hàng tiểu hữu, ngay cả ngươi nhớ lầm đạo hiệu của ta. Cư sĩ thở dài nói, ta gọi túy tinh cư sĩ. Tống Thư Hàng. Hắn cực nhanh móc ra điện thoại di động của mình, phản phục quan sát danh bạ bên trên tối Việt hai chữ. Lấy hắn tiếp nhận 9 năm chế giáo dục bắt buộc thành quả đến xem, cái này Việt chữ, làm sao đều không phát ra được tinh chữ phát âm tới. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cư sĩ, trên mặt lộ ra từ bi thiếu dung, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng. Nhưng giảng không sao, sai cư sĩ từ hạch tâm thế giới bên trong ra. Tiền bối công pháp của ngươi luyện thêm đi xuống, dược hoàn. Ngươi không cân nhắc tu luyện những công pháp khác sao? Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, cư sĩ một bước từ Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong bước ra. Sau một khắc, Tống Thư Hàng phát hiện cư sĩ không thấy. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Tống Thư Hàng sững sờ. Thần trí của hắn cực nhanh đảo qua bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Cư sĩ, tối Việt cư sĩ tiền bối. Tống Thư Hàng lên tiếng kêu gọi nói. Nhưng là... Tối Việt tiền bối nhưng không có đáp lại hắn. Sở các chủ, người có thể nhìn thấy tối Việt tiền bối sao? Tống Thư Hàng hướng sở các chủ dò hỏi. Tập trung tinh thần có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng nếu không nhìn kỹ, liền sẽ đem hắn xem nhẹ đi qua. Sở các chủ ngốc mau nói, hắn ngay tại tay trái ngươi 5 mét chỗ ngồi. Trải qua sở các chủ nhắc nhở về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng vị trí kia xem xét, mới nhìn đến tối Việt tiền bối cái kia thân ảnh mơ hồ. Hiển nhiên, tối Việt tiền bối thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Chúc mừng tiền bối thực lực đại tiến, Tống Thư Hàng trái lương tâm nói. Thư Hàng tiểu hữu không cần lo lắng cho ta, theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, khoảng cách nhân tiền hiển thánh thời gian liền càng ngày càng gần. Đến nhân tiền hiển thánh thời điểm, chính là ta nhất lấp lánh thời điểm. Cư sĩ mỉm cười, nói, nơi này là thiên hà tô thị tộc địa đi, ta đi tìm A Thất đạo hữu. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta một hồi thấy. Dứt lời, cư sĩ thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Cư sĩ nhất hệ, nếu như hóa thân thích khách, quả thực không người có thể địch. Tống Thư Hàng hí hư nói. Dứt lời,
hắn lại nhìn phía hạch tâm thế giới bên trong linh quỷ tiên tử. Hạch tâm thế giới quả nhiên phi thường đặc thù. Vừa rồi cư sĩ ở tại hạch tâm thế giới lúc, Tống Thư Hàng có thể rõ ràng cảm ứng được hắn tồn tại, mà một khi hắn rời đi hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng liền sẽ đem đối phương xem nhẹ. Hạch tâm thế giới có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch cư sĩ công pháp hiệu quả. Tống Thư Hàng nhìn về phía linh quỷ tiên tử đồng dạng hướng hắn trông lại. Một lát sau, linh quỷ tiên tử nhoẻn miệng cười. Nàng hai tay vỗ tay, thi triển không gian di hình hoán vị năng lực thiên phú. Tống Thư Hàng trên người bia đá đạo hữu bị thay thế đến linh quỷ tiên tử vị trí, mà linh quỷ tiên tử treo ở Tống Thư Hàng trên đai lưng. Bia đá đạo hữu, vì cái gì lại là ta? Liền không thể thay cái mục tiêu đổi vị sao? Đang khi nói chuyện, linh quỷ tiên tử thân hình dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội, cùng Tống Thư Hàng tiến vào hợp hai làm một trạng thái. Đón lấy, linh quỷ tiên tử thể chất đặc thù, bắt đầu ảnh hưởng Tống Thư Hàng trạng thái. Tống Thư Hàng tồn tại cảm, biến bắt đầu mơ hồ. Sách, sách cái gì tới? Bia đá đạo hữu vốn định kêu gọi Tống Thư Hàng danh tự, nhưng mới mở miệng, lại phát hiện mình có chút không nhớ được tên của đối phương. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, loại cảm giác này hắn cũng không lạ lẫm. Dù sao hắn là tại thiên đạo phòng tối ba tiến ba ra nam nhân, loại này bị thế giới di vong cảm giác, hắn rất quen. Trạng thái này nếu như độ kiếp, liền ngay cả thiên kiếp cũng sẽ nhận ảnh hưởng, yếu bớt thiên kiếp hiệu quả. Đây là linh quỷ thiên tử tại hợp thể thời điểm lưu cho Tống Thư Hàng tin tức. Nàng đã trải qua thành công tu luyện thành cư sĩ nhất hệ đặc thù thần thể. Cái này thần thể không chỉ có thể suy yếu tám phẩm thiên kiếp uy lực, thậm chí liền ngay cả cửu phẩm thiên kiếp, cũng có thể bị quấy dày. Đây chính là cư sĩ nhất hệ độ kiếp trung cực huyền bí. Vất vả linh quỷ tiên tử, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại giải trừ loại này đặc thù thần thể hợp thể hiệu quả. Ở xa 30 mét vị trí, vốn là muốn đi tìm Tô Thị A thất túy tinh cư sĩ, vừa hay nhìn thấy một màn này, tâm đột nhiên nhét nhét có lẽ từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không nên tự mình tu luyện công pháp này, mà là nghĩ biện pháp tìm kiếm một con linh quỷ, giống bá Tống Tiểu Hữu đồng dạng, dựa vào linh quỷ tu luyện công pháp, lại thông qua hợp thể hình thức, đạt tới đặc thù thần thể hiệu quả. Linh quỷ tiên tử co quắp tại Tống Thư Hàng thể nội lại nói, Tống Thư Hàng đến bây giờ cũng không biết, tạo hóa, công đức, linh quỷ ba vị tiên tử chen ở trong cơ thể hắn lúc, là thế nào tồn tại. Ba vị tiên tử là nhét chung một chỗ. Vẫn là riêng phần mình tồn tại ở trong cơ thể hắn một vị trí nào đó. Cuộn mình tốt tư thế về sau, linh quỷ tiên tử bắt đầu hướng Tống Thư Hàng cùng hưởng một bộ phận tin tức kia là nàng cùng cư sĩ cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong lúc tu luyện gặp gỡ một chút sự tình. Nàng cùng cư sĩ vị kia dâu đẹp trưởng bối cùng một chỗ tiến vào bí cảnh không lâu sau, lại có một vị tồn tại cường đại, cưỡng ép xâm nhập đến bí cảnh bên trong. Vị kia tồn tại cường đại cùng bí cảnh thuộc tính tương xung. Toàn bộ bí cảnh đều chịu ảnh hưởng nếu như tùy ý đối phương mạnh mẽ xông tới xuống dưới, toàn bộ bí cảnh nói không chừng đều sẽ sụp đổ. Thế là, cư sĩ vị kia dâu đẹp trưởng bối tại lưu lại phương pháp tu luyện cùng bí cảnh các loại tin tức về sau, xoay người đi ứng đối vị kia không mời mà tới cường đại tồn tại. Đồng thời, hắn khởi động bí cảnh lúc quang thuộc tính cùng bích thủy các thời gian thành đồng dạng, cái này bí cảnh đồng dạng là chân quý thời gian loại bảo địa. Ngoại giới một ngày, bí cảnh bên trong chính là một năm. Linh quỷ tiên tử tại thời gian chi lực ảnh hưởng dưới, tại bí cảnh bên trong ngây người mấy năm, chuyên tâm tu luyện một chút, rốt cục vào hôm nay ngưng tụ ra cư sĩ nhất hệ đặc thù thần thể. Cường đại tồn tại, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, béo cầu đại lão phân thân tiểu hào. Có phải hay không là cái kia một mực dùng quái toán chi pháp khóa chặt vị trí hắn béo cầu đại lão phân thân tiểu hào, dùng quái toán lúc khóa chặt linh quỷ tiên tử vị trí, thế là giết vào đến bí cảnh, đem linh quỷ tiên tử trở thành hắn. Muốn đem hắn chém giết. Linh quỷ cùng giữa các tu sĩ, kết làm khế ước sau chính là một thể. Tống Thư Hàng linh quỷ tương đối đặc thù, nhưng thông qua quái toán khóa chặt vị trí, vẫn như cũ rất có thể đem linh quỷ tiên tử phán đoán thành Tống Thư Hàng. Cái kia về sau, cư sĩ trưởng bối cùng cái kia cường đại tồn tại ra sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Linh quỷ tiên tử truyền một cái không xác định trả lời. Nàng tu luyện ra đặc thù thần thể về sau. Liền bị bí cảnh chi lực trực tiếp chuyển di ra, nàng cũng không biết cư sĩ vị trưởng bối kia cùng cái kia cường đại tồn tại chiến đấu kết quả. Xem ra, thật sự là béo cầu đại lão tiểu hào. Tống Thư Hàng có chút bận tâm tới đến, không biết cư sĩ vị kia dâu đẹp trưởng bối là cảnh giới gì thực lực.
hắn có thể ngăn trở hay không béo cầu đại lão tiểu hào. Một bên khác, tại cư sĩ nhất hệ bí cảnh bên trong, có một con cầu, chính lâm vào mê mang trạng thái. Ta là ai, ta vì cái gì ở đây, nơi này là địa phương nào? Cái này quả bóng nhỏ phát ra chất vấn Tam Liên. Mất trí nhớ là kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Ký ức không chỉ là số liệu đơn giản như vậy, nó vẫn là tình cảm cùng linh hồn trọng yếu tạo thành bộ phận. Lúc này, cái này quả bóng nhỏ quên đi hết thảy. Nó không biết mình từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Cũng không biết mục tiêu của mình là cái gì, mình muốn ở chỗ này tìm kiếm cái gì. Thậm chí nó ngay cả nơi này là nơi nào, đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Quả bóng nhỏ tại bí cảnh bên trong mê mang nhấp nhô. Nó cảm giác mình hẳn là có cái mục tiêu, có một cái muốn truy đuổi đối tượng, có cần đi làm nhiệm vụ trọng yếu nhưng là nó nghĩ không ra. Vì sao lại dạng này? Chuyện gì xảy ra? Cái này quả bóng nhỏ lăn lộc cộc nhấp nhô, một bên lăn lộn liên tiếp trầm tư ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cái này phi thường trọng yếu, quan hệ đến linh hồn của nó cùng tình cảm. Ta cảm giác hiện tại ta không hoàn chỉnh, ta hẳn là còn có một loại giống như bản thể đồ vật. Lại hoặc là, ta đang tìm kiếm thiếu khuyết một bộ phận. Cái này cầu thuận theo mình bản năng, bắt đầu suy đoán. Theo cái này bản năng cảm giác đến suy đoán lời nói nó đang tìm hẳn là mình bản thể hoặc là thiếu khuyết bộ phận. Như vậy, nó hiện tại xuất hiện tại cái này kỳ quái địa phương lý do liền có nó đi vào nơi này, là muốn tìm mất đi bản thân. Đúng, nhất định là như vậy không sai. Mê mang quả bóng nhỏ rốt cục phát hiện mình người sinh mục tiêu. Thế là, nó lần nữa tại bí cảnh bên trong chuyển động. Mặc dù không biết mình thiếu khuyết bộ phận hoặc là bản thể dáng dấp là bộ dáng gì, nhưng nó cảm giác mình khi nhìn đến mục tiêu thời điểm, khẳng định liền sẽ xác định đối phương là nó muốn tìm đồ vật. Nó muốn làm, chính là lật khắp cái này bí cảnh mỗi một nơi hẻo lánh, đi tìm mục tiêu của mình. Lăn a lăn, lăn a lăn. Cũng không biết lăn bao lâu. Đột nhiên nó lăn vào đến một cái kỳ quái không gian bên trong. Lưu lại thời gian chi lực, còn có, nơi này trước đó có người ngốc qua, quả bóng nhỏ lên tiếng nói. Về phần mình vì sao lại biết thời gian chi lực cái đồ chơi này, chính nó cũng rất mê mang. Bất quá bên trong không gian này, thời gian chi lực đã trải qua tán đi, không có nguy hiểm. Cái này cầu bắt đầu ở bên trong không gian này nhấp nhô lục soát. Mặc dù không có cái mũi cùng con mắt. Nhưng nó có thể thông qua đặc thù cảm ứng hệ thống, cảm ứng ngoại giới. Nơi này trước đó ngốc qua người, lưu lại khí tức. Mùi vị kia cảm giác có cảm giác quen thuộc, cầu tại nhấp nhô thời điểm, không ngừng mà thu thập cái này khí tức hương vị. Đồng thời, tại trong đầu bắt đầu đem những khí tức này hoàn nguyên, ý đồ từ đó tổ hợp ra tin tức hữu dụng tới. Theo nó không ngừng nhấp nhô, không ngừng thu thập, rốt cục nó từ đó tổ hợp ra một điểm tin tức đoạn ngắn. Tại những khí tức này bên trong, đầu tiên có một cô gái xa lạ hình tượng hiển hiện. Nhưng cái này cô gái xa lạ hình tượng chỉ là mặt ngoài, nàng nội tại ẩn chứa càng sâu tầng số liệu. Thông qua không ngừng tổ hợp, cuối cùng một cái tóc đen nam tử hình tượng xuất hiện tại cái này cầu trong đầu. Nam tử kia, tướng mạo phổ thông, nhưng hắn có được một trương biết nói chuyện mặt. Là hắn, chính là hắn. Tại tổ hợp ra nam tử tóc đen này tin tức lúc, cái này cầu liền kích động lên. Bản năng tại nói cho nó biết, mình một mực đau khổ tìm kiếm chính là đối phương. Nam tử này, chính là nó thiếu khuyết một bộ phận hoặc là nó. Bản thể. Chỉ cần tìm kiếm được vị này tóc đen nam tử, nó lãng quên hết thảy đều có thể khôi phục. Nó có thể được đến bù đắp, biến hoàn mỹ vô khuyết. Vui vẻ cười thật tốt, nhanh như vậy đã tìm được mục tiêu chân chính. Ta thiếu khuyết một bộ phận hoặc là nói là bản thể của ta rất nhanh liền sẽ nghĩ biện pháp đi qua tìm ngươi. Cái này cầu vui vẻ nói. Nó có loại trực giác, mình đang tìm kiếm thiếu khuyết bộ phận hoặc bản thể, đối phương nhất định cũng đang tìm kiếm chính mình. Khi mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đối phương lúc, đối phương nhất định sẽ rất kinh hỉ a. Tìm tới hắn, cho hắn kinh hỉ. Bất quá trước đó, nó cần trước từ cái này bí cảnh thế giới bên trong ra ngoài mới được. Làm sao ra ngoài là cái vấn đề lớn. Cái này bí cảnh liền cùng mê cung đồng dạng, nó bị vây ở trong đó. Nhưng không quan hệ, ta có nhiều thời gian, cái này cầu lên tiếng nói. Nó rời đi cái này cùng thời gian có liên quan không gian, trở lại bí cảnh bên trong, một lần nữa chuyển động. Thời gian có rất nhiều, nó có thể chậm rãi tìm kiếm lối ra. Một bên khác, Tống Thư Hàng đột nhiên dùng mình một cái.
Tống tiền bối thế nào? Vũ Nhu Tử hỏi. Tê có thể là vừa rồi lại có cái nào đại lão trong bóng tối dùng quái toán chi pháp treo ta. Tống Thư Hàng đưa tay đè lại trên mặt mình mặt nạ. Cũng may mình có cái mặt nạ này, nhiễu loạn thiên cơ, có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiễu quái toán. Mà lại, hiện tại hắn có linh quỷ thiên tử đặc thù thần thể hợp thể hình thức, nếu như lần nữa gặp gỡ có người muốn dùng quái toán chi pháp viễn chỉnh treo hắn, hắn liền có thể ngay lập tức tiến vào hợp thể thần thể hình thức, để cho mình tồn tại cảm hạ xuống thung lũng, lại phối hợp mặt nạ, ngăn chặn bị đại lão thịt người khả năng ra ngoài. Cần hỗ trợ sao? Bia đá đạo hữu từ hạch tâm thế giới bên trong nhảy ra, treo trở lại Tống Thư Hàng bên hông. Không có việc gì, ta tu chân nói chuyện phiếm virus cảnh báo công năng không có phản ứng, vị kia đại lão hẳn không có thịt người ra ta tới. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó hắn vung tay lên, đem hạch tâm thế giới quan bế. Cẩn thận một chút, nếu như đi theo ngươi linh quỷ tiên tử tiến vào cư sĩ nhất hệ bí cảnh, thật sự là béo cầu chúa tể tiểu hào. Nói không chừng nó hiện tại cũng từ cái kia bí cảnh không gian bên trong ra. Sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Ta sẽ tùy thời chú ý hạch tâm thế giới trạng thái. Một khi nó bắt đầu có túng dấu hiệu, chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Cường giả giám định thuật là giám định mục tiêu có phải là tuyệt thế đại lão thủ đoạn. Mà hạch tâm thế giới túng không túng, là giám định Tống Thư Hàng có hay không nguy hiểm tính mạng thủ đoạn. Đi. Chúng ta đi tìm Tô Thị A Thất tiền bối ăn cơm. Sau đó, chúng ta buổi chiều tiếp tục tại Tô Thị dạo chơi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tống tiền bối, người có phải hay không muốn tìm kiếm vị trí nào? Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, nàng luôn cảm giác Tống Thư Hàng tại Tô Thị tộc địa đi dạo thời điểm, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm chỉ là nhân tiện sự tình, chủ yếu là có thể kiếm chút thu nhập thêm. Tống Thư Hàng chứng chạc đàng hoàng trả lời. Trên thực tế, thật sự là hắn muốn tại Tô Thị tìm một cái địa điểm. Lúc trước hắn nhập mộng thu hoạch được dưỡng đao thuật thời điểm, gặp được vị kia cự hào sư tổ. Cũng không biết vị sư tổ kia có phải là thiên hà Tô Thị đại lão. Nếu như là, Tống Thư Hàng muốn thấy đối phương một mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.